Bùi Vũ Hàm mũi kiếm vẫn là chỉ Diệp Thần, đột nhiên hỏi, người có biết hay không Nhâm Phi Phàm? Diệp Thần nghe được vấn đề này, nội tâm nhưng là mãnh liệt giật mình. Bùi Vũ Hàm lẫm nhiên nói, trên mình ngươi có hắn võ đạo hơi thở, ta sẽ không nhận sai, ngươi rốt cuộc là ai? Nhâm Phi Phàm ban đầu rơi vào rừng rậm bóng tối bên trong, để lại rất nhiều võ đạo dấu vết, Bùi Vũ Hàm ở trong rừng rậm trải qua lúc luyện, cũng từng gặp qua. Diệp Thần chỉ sợ thân phận bại lộ, trầm giọng nói, ngươi quá nhiều lời. Hạ một sát, Diệp Thần đột nhiên ảo tưởng hóa kiếm, một kiếm hướng Bùi Vũ Hàm chém tới. Bùi Vũ Hàm giơ kiếm đón đỡ, đang đích một tiếng, song kiếm giao phong, nàng lại bị đẩy lui ba bước. Toàn trường các khán giả, thấy một màn này, đều là kinh hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bởi vì, Diệp Thần bề ngoài tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 4, lại có thể một kiếm đẩy lui tiên đế cấp Bùi Vũ Hàm, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, cũng không ai dám tin tưởng. Cái này trần dạ, ngược lại là có chút con đường. Đại tổng quản Triệu Cẩn sờ một cái râu, thấp giọng cười nói. Tuyết Lạc Phi kiếm quyết. Bùi Vũ Hàm thấy tình thế không ổn, lập tức hít sâu một hơi, khua kiếm như bay xương vậy chém chết ra, cái đạo kiếm khí hòa lẫn tiên đế oai, quay đầu gào thét giết hướng Diệp Thần. Huyền Trần mờ ảo thân. Diệp Thần thong thả, thân thể bỗng nhiên đổi được như gió như ở trước mắt vậy, phiêu phiêu miểu miểu, không đoán được, lấy một cái ưu nhã tư thái, ung dung liền tránh ra Bùi Vũ Hàm kiếm khí. Cái này Huyền Trần mờ ảo thân, là Huyền Trần tiên kinh bên trong thần thông, đặc biệt huyền diệu, thi triển ra sau đó, là được thân hóa khinh trần, né tránh rất nhiều công kích sát phạt, luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, thậm chí có thể né tránh năm tháng mài mòn, nhân quả luật ăn mòn vân. Vân, Huyền Trần phái bên này, bao gồm Trọng Huyền Vĩnh ở bên trong, tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra, Diệp Thần Huyền Trần mờ ảo thân. Thân pháp 10 phần linh hoạt tuyệt diệu, hiển hiện ra tuyệt đối thâm hậu căn cơ. Luân hồi chi chủ thiên phú, quả nhiên là khủng bố. Trọng Huyền Vĩnh rung động trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần quả nhiên không có lửa gạt hắn, đích xác là đem Huyền Trần tiên kinh lĩnh ngộ thấu triệt. Thái Hải phái người nơi này, thấy Diệp Thần thân pháp như vậy linh hoạt, cũng là thất kinh, không dám tin tưởng. Ồ, người thật là huyền hải thời không người. Nhưng trên mình ngươi, tại sao có thể có Nhâm Phi Phàm hơi thở? Bùi Vũ Hàm rất ngạc nhiên. Nàng gặp Diệp Thần Huyền Trần mờ ảo thân, như vậy nước chảy mây trôi, muốn đến là ở Huyền Trần phái khắc khổ tu luyện qua, không cơ hội cùng Nhâm Phi Phàm tiếp xúc. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, thật ra thì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, thiên phú năng lực cực cao, đang bình thường trong mắt người, vô cùng thâm ảo tinh thâm Huyền Trần tiên kinh, Diệp Thần cũng là một mắt lĩnh ngộ. Diệp Thần cũng không trả lời Bùi Vũ Hàm mà nói, mà là tiếp tục xuất kiếm, đâm về phía nàng đầu vai. Bốn phía sáng mở dâng lên, thụy khí ngất trời, xuyên qua trời cao, như dệt cửi cẩm lưu vân, kiếm đạo khí tượng thật lớn. Diệp Thần hôm nay kiếm đạo, đã đạt đến hóa cảnh, tiện tay một kiếm đâm ra, không cần gì chiêu thức, liền có thể điều động thiên địa hạo nhiên khí, điềm lành gào thét, đường đường tránh tránh, khí thế trải thiên đè, không thần minh không thể đối kháng. Thấy Diệp Thần kiếm đạo khí tượng, toàn trường người lại là khiếp sợ. Thái Hải phái bên kia, hạt giống tuyển thủ Hoàng Dương Quân ngồi không yên. Hắn nhìn Diệp Thần kiếm, thật sâu cảm thấy uy hiếp, trong đầu nghĩ, thằng nhóc này chính là vô lượng cảnh tầng thứ 4, kiếm đạo lại như này lợi hại, ta có thể được cẩn thận một chút. Trên lôi đài, Bùi Vũ Hàm sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, mắt xem Diệp Thần khua kiếm đâm tới, lập tức vậy giơ kiếm nghênh kích. Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm. Bùi Vũ Hàm một tiếng quát mắng, trên thân kiếm tách thả ra huyết nguyệt ánh sáng, rồi sau đó kinh động thiên địa khí voi, bầu trời cũng hóa thành bóng tối màu sắc, hiện ra bảy luân đỏ thẩm huyết nguyệt, kiếm khí nổ tung. Cuồn cuộn huyết nguyệt kiếm khí, mãnh liệt hướng Diệp Thần chút xuống đi. Ồ, đây là Nhâm tiền bối Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm, ngươi làm sao sẽ? Nếu là để cho tiền bối truyền cho ngươi, ta tất nhiên sẽ cảm giác nhân quả. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, bước chân vội vàng lui về phía sau, vận dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm, ngăn trở Bùi Vũ Hàm Huyết Nguyệt kiếm khí. Bùi Vũ Hàm một chiêu này Huyết Nguyệt Đồ Sát Thiên Trảm, chính là Nhâm Phi Phàm võ kỹ, nàng lại có thể vậy biết sử dụng. Diệp Thần hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái đoán được. Muốn đến là ban đầu, Nhâm Phi Phàm rơi xuống rừng rậm bóng tối, trải qua ngàn thế kỷ nguyên, để lại võ đạo của mình dấu vết,
Bùi Vũ Hàm ở rừng rậm bóng tối bên trong, cảm ngộ Nhâm Phi Phàm võ đạo dấu vết, cũng lĩnh ngộ rất nhiều, thậm chí đem huyết nguyệt đổ sát thiên trảm, tu luyện tới 7 vòng trăng máu bước. Mãnh liệt huyết nguyệt kiếm khí chém tới, nếu như đổi thành người bình thường nói, nhất định là không đỡ được. Nhưng Diệp Thần thực lực cường hãn, hơn nữa hắn vậy tinh thông huyết nguyệt đổ sát thiên trảm, có thể rõ ràng nhìn thấu Bùi Vũ Hàm kiếm pháp khí cơ mạnh yếu. Ở khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Diệp Thần lập tức khôi phục bình tĩnh, khua kiếm đâm ra, vừa vặn đánh trúng Bùi Vũ Hàm khí cơ chỗ bạc nhược, trên bầu trời 7 vòng trăng máu, nhất thời tán loạn đi. Phốc xích. Bùi Vũ Hàm bị cắn trả, há mồm phun ra máu tươi, thân hình chật vật lui về phía sau, rớt xuống lôi đài. Nàng gương mặt trắng bệch, biết mình thua, ngơ ngác xuất thần. Toàn trường người xem cửa, cũng là một phiến xôn xao. Bởi vì mới vừa Bùi Vũ Hàm huyết nguyệt kiếm pháp, uy thế đặc biệt bá đạo, nhưng Diệp Thần nhưng là tiện tay ung dung hóa giải, giữa hai người thực lực sai biệt, mắt thường có thể gặp. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không có đụng tới quá lớn lực lượng, dễ dàng liền đem Bùi Vũ Hàm đánh bại. Vòng thứ hai tỷ thí kết thúc, người thắng, Trần Dạ. Đại Tổng Quản Triệu Cần tuyên bố kết quả. Bùi Vũ Hàm chống kiếm, lảo đảo lắc lư đứng dậy, trong ánh mắt mang chua xót, bất khuất, không biết làm sao, vẫn nuốt Vân. Vân rất nhiều tâm trạng, rồi sau đó xoay người rời đi. Bùi tiên tử, người phải đi nơi nào? Có người hỏi. Rừng rậm bóng tối. Bùi Vũ Hàm giọng nói vắng lặng, không có chút nào lưu lại, rất nhanh liền đã đi xa. Toàn trường người một hồi xôn xao, ở huyền hải thời không bên trong, Bùi Vũ Hàm nhưng mà nổi danh thiên tài, là từ rừng rậm bóng tối bên trong đi ra nhân vật, nhưng ở Diệp Thần dưới quyền, nhưng không chống nổi mấy chiêu, liền bị đánh bại. Diệp Thần nhìn Bùi Vũ Hàm thân ảnh đi xa, nội tâm âm thầm lưu ý. Hắn ngày hôm nay tuy đánh bại Bùi Vũ Hàm, nhưng cái này cái Bùi Vũ Hàm, rất có thể và ma nữ có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn tự nhiên sẽ không hết lấy xem nhẹ. Tỷ võ tiếp tục. Diệp Thần và Hoàng Dương Quân, đều lên cấp tứ cường, rồi sau đó không có bất kỳ bất ngờ, hai người cũng thuận lợi tới sát tổng trận chung kết. Trên lôi đài, hai người đối lập đứng, cũng không nói gì, trong mắt đều là mang một chút vắng lặng, ngắm nhìn đối phương. Toàn trường người ánh mắt, cũng là hội tụ ở hắn cửa trên hai người. Thái Hải phái và Huyền Trần phái các cao tầng, lại là khẩn trương. Bởi vì bọn họ biết, chàng này quyết chiến, ai có thể thắng được, ai liền có thể được đại lộ làm, còn có Thái Hải Thiên Đế quán đỉnh. Trần Dạ, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng, vậy đến đây chấm dứt. Hoàng Dương Quân lạnh giọng mở miệng, dẫn đầu xuất kiếm. Kiếm khí động một cái, lại là kinh động thiên địa tinh thần, úy bầu trời màu lam đổi được mờ tối. Hiện ra từng hạt tròn sáng chói tinh thần, những ngôi sao này lại buộc vòng quanh tròm sao hình vẽ, hình như trường kiếm, chính là trong truyền thuyết huyễn kiếm tròm sao. Huyễn kiếm tròm sao vừa ra, thì có ngàn vạn đạo kiếm khí, chân huyễn không phân biệt, từ trên bầu trời chém xuống, như một tràng thật lớn kiếm khí gió bão, thủy quang nổ tung, đỏ nghê cuồn cuộn, khí tượng 10 phần nguy nga. Hoàng Dương Quân biết rõ Diệp Thần lợi hại, cho nên ra tay một cái, liền vận dụng huyễn kiếm tròm sao thần thuật. Phải lấy kinh thiên kiếm ý thần uy, đem Diệp Thần vặn cổ. Cái này huyễn kiếm tròm sao huyền diệu nhất địa phương, chính là kiếm khí chân huyễn khó dò, làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu như ở trước kia, Diệp Thần có thể sẽ cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng hiện tại, hắn không sợ chút nào, cười nói. Huyễn kiếm tròm sao sao, ta cũng sẽ. Diệp Thần thụ kiếm trên không, linh khí tách thả ra, thủy hà bốc hơi lên, cuốn lên tinh không. Một cái mênh mông tròm sao hình vẽ, xuất hiện ở đỉnh đầu hắn bầu trời, mặt ngoài cùng Hoàng Dương Quân giống nhau như đúc, cũng chính là huyễn kiếm tròm sao. Nhưng, Diệp Thần huyễn kiếm tròm sao, ánh sao, kiếm khí, sát ý, chiến khí vân. Vân, rõ ràng so Hoàng Dương Quân càng bá đạo hơn mãnh liệt. Ở hắn tròm sao trói lọi ánh chiếu hạ, Hoàng Dương Quân tròm sao, liền lộ vẻ được vô cùng ảm đạm, kiếm kia bộc phát ra kiếm khí gió bão. Cũng là ngay tức thì bị áp chế xuống. Xuy xuy xuy. Vô số điều kiếm khí, từ Diệp Thần tròm sao trên nổ bắn ra ra, ùn ùn kéo đến, như một tràng khoáng đạt mưa sao xa, chém thẳng Hoàng Dương Quân. Cái gì, cái này không thể nào. Ngươi làm sao sẽ ta huyễn kiếm gia tộc thần thuật. Hoàng Dương Quân hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần vậy sẽ cửa này thần thuật, hơn nữa tu vi thành tựu còn so hắn lợi hại được hơn.
cho dù hắn cặp là đỉnh cấp tiên đế, nhưng Diệp Thần kiếm đạo tròm sao, như vậy hung hãn, đủ để bước ngang qua cảnh giới chênh lệch, đem hắn chém chết. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Từng cái kiếm khí, chân huyễn xen lẫn, quỷ thần khó lường, hung hăng chém ở Hoàng Dương Quân trên mình. Hoàng Dương Quân thân thể tại chỗ bị vặn cổ được máu thịt mơ hồ, bị thương rất nặng, chật vật lui về phía sau, thiếu chút nữa thì muốn rớt ra lôi đài. Cuối cùng hắn đạo pháp căn cơ vững chắc, khó khăn lắm ổn định thân hình, hình dáng đã là đặc biệt chật vật. Thái Hải phái và Huyền Trần phái người, đại tổng quản Triệu Cần, còn có toàn trường các khán giả, đều là một mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần lại có thể vậy biết sử dụng huyễn kiếm tròm sao, hơn nữa còn so Hoàng Dương Quân lợi hại như thế nhiều. Đa tạ. Diệp Thần cười một tiếng, thu hồi trường kiếm, mắt nhìn Hoàng Dương Quân nói. Xem ra mình sức chiến đấu, hoành đẩy vô lượng cảnh đích xác là dễ như trở bàn tay. Coi như là không không thời không đỉnh cấp tiên đế, chỉ cần Diệp Thần không khinh địch, vẫn có thể ung dung chiến thắng. Cái này còn chưa vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng dưới tình huống. Nếu như vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, mượn nữa giúp sau lưng đại khí vận, Diệp Thần là có thể trực tiếp khiêu chiến thần đạo cảnh tiền kỳ một ít cường giả. Phải đối phó một cái tiên đế, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Hoàng Dương Quân nghe Diệp Thần nói thừa nhượng, gương mặt nhất thời tức giận đỏ lên, nói, người đắc ý chút gì, ta còn không thua. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Dương Quân hít sâu một hơi, cả người máu thịt linh khí, chính là điên cuồng bốc cháy. Ở hắn khí huyết cháy dưới, chỉ gặp hắn chung quanh thân thể, hiện ra từng luồng hắc khí, những cái kia hắc khí không phải ma khí, mà là năm màu trong ngũ hành hơi nước, là hết sức gửi ngưng luyện quá nước căn nguyên. Những thứ này quá nước căn nguyên, thoáng một phun trào, chung quanh không gian, chính là bị xé được tan tành, một phiến hỗn loạn. Từ hỗn loạn hắc khí bên trong, sản sinh ra rất nhiều ma thần, thủy viên, biển hổ, ác xa, quỷ quái vân. Vân khí tượng, đều là đại hải chỗ sâu khí tượng, bộc phát ra từng trận thái thượng vô địch vậy khí thế. Hải hoàng đại tế, máu thịt cháy, đạp trời bước lên thần. Hoàng Dương Quân quả đấm nắm chặt, lớn tiếng gầm hét lên. Một chiêu này hải hoàng đại tế, lại là một môn cháy máu thịt đặc thù thuật pháp, mượn máu thịt cháy lực, ngắn ngủi tăng lên mình tu vi. Ung ung. Hoàng Dương Quân tu vi, ở nhanh mạnh tăng vọt, ở trong nháy mắt, lại là từ tiên đế đỉnh cấp, đột phá đến thần đạo cảnh tầng thứ nhất bước. Thấy một màn này, Thái Hải nhất phái mọi người đều kinh hãi. Cửa này hải hoàng đại tế, nhưng thật ra là Thái Hải nhất phái bên trong cấm thuật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể sử dụng. Bởi vì dựa vào hải hoàng đại tế, cháy tự thân máu thịt tinh hoa, bị thiêu hủy máu thịt tinh hoa, sẽ không lại khôi phục sinh trưởng, sẽ cho thân thể mang đến không thể nghịch to lớn vết thương. Nhưng giờ khắc này, vì phản kích Diệp Thần, Hoàng Dương Quân lại là sử xuất hải hoàng đại tế, máu thịt tinh hoa bị thật to hiến tế hết, nguyên cái thân thể lâm vào khô cằn, nhưng quanh thân nhưng bộc phát ra từng cái mộ đạo quy luật, như sao sông rủ xuống, như thần liên hạ xuống, đặc biệt nguy nga. Hải hoàng sóng dữ đánh. Hoàng Dương Quân ở ngắn ngủi bước lên thần sau đó, lập tức tự ảo tưởng bên trong, biến hóa ra một cái ba xoa cự kích, một kích cuốn lên ngút trời sóng, sóng thần lật, hung hãn vô cùng hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Còn không hết hy vọng sao? Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, cũng không có bị kinh động. Coi như Hoàng Dương Quân tấn thăng đến thần đạo cảnh tầng thứ nhất, ở hắn trong mắt, vậy chẳng qua là con kiến hôi tồn tại. Huyền Trần Tiên Kinh, Đại Hoang Trần Diệt Chỉ. Diệp Thần thong thả, chỉ điểm một chút giết ra. Cái này một chỉ điểm ra, nhất thời thiên địa thất sắc, càn khôn hỗn loạn. Một cây cự đại ngón tay, từ bầu trời trong tầng mây nổi lên, mang vạn số tiền lớn mang, uy năng ngút trời, thụy hà nổ tung, thần hy cuồn cuộn, kinh động mưa gió, ầm ầm tự minh, giống như có thể nghiền diệt vạn trần vạn giới. Khi thấy Diệp Thần sử xuất Đại Hoang Trần Diệt Chỉ, toàn trường người đều là trợn mắt hốc mồm, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì cái này Đại Hoang Trần Diệt Chỉ, là Huyền Trần Tiên Kinh bên trong cường đại nhất võ đạo, nhất định phải đem nguyên bản Huyền Trần Tiên Kinh, toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt sau đó, mới có thể nắm giữ Đại Hoang Trần Diệt Chỉ diệu pháp. Cho dù là ở Huyền Trần nhất phái bên trong, trước mắt cũng không có người có thể luyện thành Đại Hoang Trần Diệt Chỉ. Cái này chỉ một cái, có Trần Diệt Thiên Địa, Lật Hoàn Vũ Thần Uy, đặc biệt bá đạo. Chẳng ai nghĩ tới,
Diệp Thần lại có thể luyện thành. Chỉ một cái phá thiên. To lớn cổ xưa ngón tay, như trời trụ đè xuống, để cho Hoàng Dương Quân tại chỗ không thở nổi. Cái này, Đại Hoang Trần Diệt Chỉ, cái này không thể nào. Hoàng Dương Quân hoàn toàn bối rối, tại Đại Hoang Trần Diệt Chỉ uy áp hạ, quanh người hắn thần đạo cảnh quy luật, nhanh chóng hội diệt đi, hoàn toàn không ngăn được vậy chỉ một cái uy thế. Huyền Hải Thiên Cung chỗ sâu, mây mù cuồn cuộn, năng lượng cổn đáng, nước biển sóng lớn sôi trào, tựa hồ ẩn cư ở chỗ sâu Thái Hải Thiên Đế, vậy cảm giác được Diệp Thần lợi hại, tâm cảnh rung chuyển. Phốc, cự chỉ đè xuống, Diệp Thần giống như nghiền chết một con kiến như nhau, tại chỗ đem Hoàng Dương Quân nghiền chết, người sau thân thể hóa thành thịt nát, dính vào trên lôi đài mặt. Tuy nói lấy Thái Hải phái thủ đoạn, phối hợp Huyền Hải thời không thiên địa quy luật, sau này có lẽ có thể đem Hoàng Dương Quân sống lại, nhưng Diệp Thần Đại Hoang Trần Diệt Chỉ, uy năng như vậy sợ rằng, cho dù Hoàng Dương Quân có thể sống lại, cũng là một người phế nhân. Toàn trường yên tĩnh. Diệp Thần cái này Đại Hoang Trần Diệt Chỉ uy năng, trực tiếp để cho tất cả mọi người đều kinh hãi, trong lòng tủng sợ hãi. Mỗi cái người đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người, da đầu tê dại, thật giống như cũng phải bị Diệp Thần nghiền giống như chết. Diệp Thần lấy vô lượng cảnh tầng thứ 4 thân, có thể nghịch phạt đỉnh cấp tiên đế, đã là vô cùng lợi hại, nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hắn lại vẫn có thể nghịch giết thần đạo cảnh. Thần đạo cảnh nhưng là chân chính thần minh, sức chiến đấu so với vô lượng cảnh lợi hại quá nhiều, nhưng Diệp Thần cũng là một chiêu trong nháy mắt giết, cái này sau lưng biểu dương xuất lực tính, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dạng. Diệp Thần đợi một hồi, gặp còn không người tuyên bố hắn chiến thắng, liền hướng Triệu Cẩn nói. Triệu Tổng Quản, là ta thắng chứ? Triệu Cẩn ở trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt vội nói phải, Trần Dạ, người có thể thật là quá giỏi. Ta tuyên bố, ngươi chính là chàng này tỷ võ hạng nhất. Cái này tiếng nói rơi xuống, toàn trường cũng là bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ. Diệp Thần nói, như vậy, đại lộ làm có thể cho ta sao? Hắn muốn nhất, chính là lớn đạo làm. Cùng bắt được đại lộ làm sau đó, hắn dự định lập tức rời đi, đi cát thành. Triệu Cẩn gật đầu liên tục, nói có thể, trừ đại lộ làm bên ngoài. Ngươi còn có thể được Thái Hải Thiên Đế đại nhân tự tay quán đỉnh, ta mang ngươi đi Thái Hải ngự nơi, ngươi như thế lợi hại, chắc hẳn Thái Hải Thiên Đế đại nhân, vậy rất muốn gặp ngươi một lần. Diệp Thần nghe được quán đỉnh chuyện, có thể mơ hồ bắt được nguy hiểm thiên cơ, trong bụng âm thầm phòng bị, nói. Triệu Tổng Quản, ta xem quán đỉnh thì không cần, tu luyện hay là chân mình thực tế cho thỏa đáng, ta chỉ muốn đại lộ làm, là Huyền Trần nhất phái làm vẻ vang. Còn như ngày trước đế khí quán đỉnh, ta xem vẫn là để lại cho có nhu cầu người. Triệu Cẩn nghe Diệp Thần lại muốn cự tuyệt quán đỉnh, sững sờ một chút, ngạc nhiên nói, Thái Hải Thiên Đế đại nhân tự tay quán đỉnh, ngươi đều không muốn. Diệp Thần nói, ta chỉ cả muốn đại lộ làm. Triệu Cẩn do dự một hồi, nói, đại lộ làm ở Thái Hải Thiên Đế trong tay đại nhân, ta mang ngươi đi Thái Hải ngự nơi, hắn sẽ ban cho ngươi, còn như ngày trước đế khí quán đỉnh, ngươi nếu như không muốn. Vậy liền trực tiếp cùng Thái Hải Thiên Đế đại nhân nói rõ ràng. Diệp Thần nghe được phải đi và Thái Hải Thiên Đế gặp mặt, trong bụng nhất thời rét một cái. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế vậy bắt được nguy hiểm, trầm giọng nói, mộ chủ, đừng đi, gặp nguy hiểm. Diệp Thần gật đầu một cái, âm thầm hướng Huyền Trần Thiên Đế nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ chú ý. Lập tức, Diệp Thần ánh mắt nhìn về Triệu Cẩn, nói lần nữa. Triệu Tổng Quản, Thái Hải Thiên Đế đại nhân ẩn cư nhiều năm, đệ tử không dám quấy rầy, đệ tử chỉ mong có thể bắt được đại lộ làm, liền hài lòng. Toàn trường đám người gặp Diệp Thần chỉ cần đại lộ làm, cũng không muốn vậy chân quý hơn Thiên Đế khí quán đỉnh, đều là một hồi xôn xao, không biết Diệp Thần là cái gì dự định. Triệu Cẩn sắc mặt trầm xuống, nói chuyện này, ta không làm chủ được, tóm lại, người muốn đại lộ làm mà nói. Thì nhất định phải cùng ta tự mình đi gặp Thái Hải Thiên Đế đại nhân. Ở ngày hôm nay trước mặt trời lặn, người phải cho ta một cái chính xác câu trả lời. Nếu như ngươi chẳng muốn gặp Thái Hải Thiên Đế đại nhân, vậy đại lộ làm, ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Nghe Triệu Cẩn vậy lạnh lùng lời nói, Diệp Thần giữa trán vậy lướt qua một chút âm trầm. Đại lộ làm đang ở trước mắt, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, nhưng phải đi gặp Thái Hải Thiên Đế, chân thực quá mức nguy hiểm. Lòng hắn muốn mình luân hồi thân phận,
Thái Hải Thiên Đế hơn phân nửa là biết, nói không chừng sẽ có âm mưu gì. Trọng Huyền Vĩnh trầm giọng nói, Trần Dạ, chúng ta trở về rồi hãy nói. Diệp Thần gật đầu một cái, gặp cùng Triệu Cẩn tranh cãi không có kết quả, cũng chỉ tốt trước đi theo Trọng Huyền Vĩnh, trở lại Huyền Trần nhất phái lãnh địa. Trọng Huyền Vĩnh đi qua đi lại, Chu Trừ nói, chuyện này hơn phân nửa có bẫy, Thái Hải phái có thể muốn đùa bỡn âm mưu gì, luân hồi chi chủ, người có gì dự định? Diệp Thần trầm ngâm một hồi, hỏi, đi Cát Thành truyền tống trận, hôm nay mở ra sao? Trọng Huyền Vĩnh nói, tỷ võ đã kiểm kết thúc, truyền tống trận cũng có thể mở ra, Huyết Nguyệt Thiên Đế ở Cát Thành chờ ngươi. Hắn trong miệng Huyết Nguyệt Thiên Đế, dĩ nhiên chính là Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần thở dài một cái, nói, đúng vậy, nếu như chân thực không lấy được đại lộ làm, cái này cơ duyên ta không muốn thôi, ta muốn đuổi trước đi Cát Thành. Mặc dù hết sức không bỏ, nhưng cân nhắc đến sau lưng nguy hiểm, Diệp Thần vẫn là lựa chọn buông tha. Trọng Huyền Vĩnh lấy làm kinh hãi, nói, như vậy sao được, đại lộ làm là tham gia tranh phong thi đấu bằng chứng, ngươi nếu là bỏ lỡ, sau này còn muốn bắt được, nói dễ vậy sao? Dừng một chút, Trọng Huyền Vĩnh trầm ngâm nói, a, không bằng, ta đi trước Cát Thành một chuyến, mời Huyết Nguyệt Thiên Đế tới đây, nếu như có hắn bảo vệ, sẽ không sợ âm mưu gì nguy hiểm. Diệp Thần ngẩn người nói, như vậy có thể không? Nếu như có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, vậy dĩ nhiên là không sợ hết thảy, nhưng chỉ sợ thiên cơ tiết lộ. Trọng Huyền Vĩnh nói, không có sao, ta sẽ che giấu thiên cơ, hơn nữa, Huyết Nguyệt Thiên Đế thủ đoạn, so ta cao minh rất nhiều, hắn nhất định cũng có che giấu hơi thở phương pháp. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời động lòng. Hắn chân thực không muốn bỏ qua đại lộ làm, suy tư sau một hồi, liền nói, được, Trọng hộ pháp, vậy thì nhờ ngươi đi Cát Thành một chuyến, cùng Nhâm tiền bối nói rõ ràng. Nếu như hắn chịu tới, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nếu như hắn không tiện tới, vậy ta cơ duyên gì cũng không cần, lập tức chạy tới gặp hắn. Trọng Huyền Vĩnh nói, được. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền ở lại Huyền Trần trong phái chờ, Trọng Huyền Vĩnh ngồi truyền tống trận đi Cát Thành, thử nghiệm mời Nhâm Phi Phàm tới đây. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Thần đợi một cái buổi trưa, lại đợi một buổi chiều, cho đến ngày càng ngã về Tây, mặt trời sắp lặn. Trọng Huyền Vĩnh mới rốt cục trở về. Ở Trọng Huyền Vĩnh bên người, đi theo một cái áo bào đen nam tử mang nón lá, một bộ giang hồ hào khách lối ăn mặc, nón lá bên bờ thật sâu kéo xuống, che mặt bàng, không thấy rõ dung mạo. Diệp Thần tim đập loạn, nhìn chăm chú vậy áo bào đen nón lá nam tử. Chỉ gặp nam tử kia nhẹ nhàng tung lên nón lá, lộ ra một tấm trắng nõn anh soái, mày kiếm tinh mắt gương mặt, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần rốt cuộc thấy Nhâm Phi Phàm, nội tâm đại hỉ. Hắn thật không nhớ rõ, biết bao lâu không thấy Nhâm Phi Phàm. Xuyệt. Nhâm Phi Phàm làm dấu chớ có lên tiếng, tựa hồ là sợ tiết lộ hơi thở. Diệp Thần trong lòng rét một cái, liền lập tức thu liếm tinh thần. Trọng Huyền Vĩnh nói, luân hồi chi chủ, ta đi Cát Thành thời điểm, Huyết Nguyệt Thiên Đế đã rời đi, hôm đó ngươi bị Cốt Thiên Đế đả thương, hắn ra đi tìm ngươi. Ta là thông qua Thích Già Phật Tổ, mới cuối cùng liên lạc đến hắn, cho nên hao phí chút thời gian. Diệp Thần nói, Phật Tổ cũng ở đây Cát Thành sao? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, bất quá Phật Tổ rất khiêm tốn, không người biết hắn ở Cát Thành, dẫu sao hắn là Phật môn Thánh Tổ, thiên hạ Phật môn tu sĩ cổng chủ trí tôn, nếu như bị người ngoài biết, hắn ở Cát Thành mà nói, sợ rằng sẽ đưa tới kinh thiên náo động, sẽ có hàng tỷ tín đổ tràn lên màng bái. Diệp Thần nói, vậy ta phải đi gặp Phật Tổ một chuyến. Thích Già Phật Tổ giúp luân hồi trận doanh nhiều lần, Diệp Thần dĩ nhiên là cảm kích trong lòng. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái nói, chậm một chút nói sau, thật ra thì Phật Tổ cũng muốn gặp ngươi, cùng ngươi thương lượng chút chuyện, nhưng bây giờ, vẫn là bắt được đại lộ làm muốn chặt. Diệp Thần tâm tình có chút kích động, nói, Nhâm tiền bối, vậy ta bây giờ là trực tiếp đi gặp Thái Hải Thiên Đế. Nhâm Phi Phàm nói, ngươi đi đi, ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, ngươi trước cầm toái tâm linh lấy ra. Diệp Thần ồ một tiếng, liền sử dụng toái tâm linh. Cái này toái tâm linh, là hắn và Nhâm Phi Phàm liên lạc đồ, nhưng cái này cái chuông, bị phong gian mộng bày ra nhân quả luật, tạm thời vẫn không thể dùng. Nhâm Phi Phàm đem toái tâm linh lấy tới, cầm nắm ở trong tay, thần hy bung ra, liền phá hư phía trên nhân quả luật, cũng vải dưới mình nhân quả luật. Trả lại cho Diệp Thần, nói.
Tốt lắm, ta bày ra một cái nhân quả luật, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, chuông này liền sẽ vang động, ta sẽ lập tức hạ xuống giúp ngươi. Ngươi an tâm đi gặp Thái Hải Thiên Đế, không chỉ là đại lộ làm, thậm chí là Thiên Đế khí quán đỉnh, ngươi vậy như thường tiếp thu, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Diệp Thần đại hỉ, nói, được, Nhâm tiền bối, có ngươi bảo vệ, ta liền an tâm. Nếu Nhâm phi phàm đều tới, Diệp Thần cũng không sợ Thái Hải Thiên Đế đùa bỡn âm mưu gì. Đây là mặt trời mau xuống núi, Đại Tổng Quản Triệu Cần đi tới Huyền Trần Phái Cung Điện bên ngoài, lớn tiếng hỏi nói. Trần dạ, Thái Hải Thiên Đế đại nhân tuyên cho đòi ngươi, phải ban cho ngươi đại lộ làm và Thiên Đế khí quán đỉnh, ngươi phải đi, hay là không đi? Diệp Thần lớn tiếng đáp lại, dĩ nhiên phải đi. Hắn sải bước ra đến phía ngoài cung điện, chỉ gặp Triệu Cần có chút ngẩn ra hình dáng, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần thay đổi chủ ý, đáp ứng được làm như vậy giòn. Dừng một chút, hắn phục hồi tinh thần lại, cười híp mắt nói, rất tốt, Thái Hải Thiên Đế đại nhân rất thưởng thức ngươi, ngươi cùng để ta đi. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo Triệu Cần, cùng rời đi Huyền Trần Phái. Triệu Cần mang hắn, đi tới Huyền Hải Thiên Cung chỗ sâu, nơi này là một phiến cấm địa, là một phiến không thể danh trạng đặc thù không gian, khắp nơi có thể gặp vạn vẹo vằn, vô biên vô tận hắc ám sương mù, ở khắp nơi cuồn cuộn, làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Thần đi theo Triệu Cần, ở cấm địa trong không gian đi tới trước, chỉ chốc lát sau, liền thấy hắc ám không gian bên trong, xuất hiện một mảng lớn nguyên khí đại dương, xanh thẳm như trời. Màu xanh đại dương bên trong, đứng sừng sững một tòa thật to hùng vĩ cung điện, thụy khí thiên điều, hà thải vạn nặng, đó chính là Thái Hải Thiên Đế chỗ ở, Thái Hải ngự nơi. Vào đi thôi, Thái Hải Thiên Đế đại nhân ở bên trong chờ ngươi. Triệu Cần cười nói, đem Diệp Thần đi về trước đẩy một cái. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền sải bước vào ngự nơi cung điện bên trong. Chỉ gặp trong cung điện mặt, lại là một phiến đặc thù không gian, mây khói lững lờ, biển sương mù cuồn cuộn, không biết trên trời dưới đất, các loại kỳ huyễn cảnh tượng không ngừng xen lẫn mà qua, tiên sơn, thần nhạc, biển cả, bụi bặm, chim, tinh thần, nhật nguyệt, rừng rậm vân. Vân, mây ở dưới chân, núi ở trên trời. Cung điện bên trong lại có cung điện, quang cảnh khó mà hình dung kỳ dị. Diệp Thần biết, ở không không lúc nào không, tràn đầy đủ loại thiên mã hành không ảo tưởng, cho nên trước mắt quang cảnh tuy kỳ dị, hắn cũng không cho là lạ. Chỉ gặp ở biển vô tận sương mù bên trong, một cái quân vương vậy nam tử, người mặc biển màu xanh da trời hoàng bào, đứng chắp tay, muốn đến chính là Thái Hải Thiên Đế. Đệ tử Trần Dạ, gặp qua Thái Hải Thiên Đế. Diệp Thần chắp tay. Hướng Thái Hải Thiên Đế thi lễ. Thấy bản đế, người cũng không quỳ sao. Thái Hải Thiên Đế truyền ra một đạo nghiêm ngặt thanh âm, như sấm minh chuông cổ, rung động người tâm hồn. Nếu như đạo tâm hơi yếu người, vừa nghe đến Thái Hải Thiên Đế thanh âm, chỉ sợ cũng sẽ tại chỗ quỳ xuống, run lẩy bẩy, màng bái thần phục. Diệp Thần đạo tâm cường hãn, vốn là không sợ hết thảy, nhưng nghe đến Thái Hải Thiên Đế thanh âm, lại cũng cảm thấy tâm thần lay động. Có chút nhớ quỳ xuống thần phục xung động. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế trầm giọng quát lên, mau dùng Huyền Trần Huyễn Tim, có thể chống đỡ tinh thần đánh vào. Huyền Trần Thiên Kinh bên trong có ba môn cường đại thần thông, Huyền Trần Huyễn Tâm chính là một. Môn thần thông này, là một môn tinh thần đạo thuật, thi triển sau đó, có thể để cho đạo tâm của mình, biến thành ảo tưởng khái niệm, từ đó né tránh hết thảy tinh thần đánh vào. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lập tức vận chuyển Huyền Trần Huyễn Tim, đem đạo tâm che giấu thành ảo tưởng, ngay tức thì lại tránh được Thái Hải Thiên Đế thanh âm đánh vào, phục hồi tinh thần lại. Huyền Trần Thiên Đế nói, thật ra thì ngươi võ tổ đạo tâm, so với ta Huyền Trần Huyễn Tim, lợi hại hơn rất nhiều, nhưng ngươi mới vừa tới không không lúc nào không, còn không quen thuộc chân thực cùng ảo tưởng đổi thành, còn có nhân quả luật đổi thành, cho nên rất khó ngăn trở Thái Hải Thiên Đế uy nghiêm đánh vào. Mới vừa Thái Hải Thiên Đế trong thanh âm mặt, thật ra thì mang theo ảo tưởng quy luật và nhân quả luật nghiền ép, đánh Diệp Thần một cái trở tay không kịp. Thật may, Diệp Thần dựa vào Huyền Trần Huyễn Tim, cuối cùng là chặn lại. Cùng hắn sau này quen thuộc chân huyễn phép tác đổi thành, còn có nhân quả luật vận dụng, liền không cần lại dựa vào Huyền Trần Huyễn Tâm, chỉ dựa vào chính mình võ tổ đạo tâm, là được kháng ngự hết thảy. Ồ, cảm thấy được Diệp Thần chặn lại mình tinh thần uy nghiêm, Thái Hải Thiên Đế phát ra một đạo thanh âm kinh ngạc. Quay đầu lại, một đôi chạm nhiên hữu thần sắc bén ánh mắt,
nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn từ trên xuống dưới. Diệp Thần đúng mực nói, đệ tử là Huyền Trần phái người, chỉ quỳ Huyền Trần Thiên Đế. Thái Hải Thiên Đế ha ha cười một tiếng, nói, được, rất tốt, Huyền Trần Thiên Đế và ta tình đồng thủ túc, người quỳ hắn, vậy tương đương với quỳ ta, cũng không khác biệt. Cái này lời nói này nói ra, luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế nghe được, nhưng là khinh thường cười nhạt. Chỉ bất quá, luân hồi mộ địa nhân quả, Thái Hải Thiên Đế không tư cách theo dõi, cũng không biết ở Diệp Thần trong cơ thể, liền tồn tại một món Huyền Trần Thiên Đế tàn niệm. Chúc mừng ngươi, lấy được lần này tỷ võ hạng nhất, cái này đại lộ làm quy ngươi. Thái Hải Thiên Đế sử dụng một tấm lệnh bài, phía trên in một cái đạo chữ, có phong cách cổ xưa quy luật vần quanh, chính là đạo tông nơi ban bố đại lộ làm. Diệp Thần thấy đại lộ làm, nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ Thiên Đế ban thưởng. Thái Hải Thiên Đế khẽ mỉm cười, nhưng không có đem vậy đại lộ làm, trực tiếp cho Diệp Thần, mà là nói. Ta trước vì ngươi quán đỉnh, ngươi hấp thu ta Thiên Đế khí, có lẽ có thể một bước bước lên thần. Diệp Thần nhìn Thái Hải Thiên Đế nụ cười, nghĩ đến ngày xưa Huyền Trần Thiên Đế ngộ hại chuyện, trong bụng một hồi bộ dạng sợ hãi phòng bị, nhưng nghĩ tới sau lưng mình, có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, cũng không sợ hết thảy, liền nói. Được, đa tạ Thiên Đế đại nhân ban phúc, cúi đầu xuống. Thái Hải Thiên Đế cười tủm tỉm hạ xuống, tay trái cầm đại lộ làm, vươn tay phải ra, Thiên Đế khí tràn ngập, ánh sáng tím lững lờ, trong hư không tử khí đông lai, như sao sông rủ xuống. Muôn vàn thụy khí phun trào, long phượng trình tường, khí tượng mười phần nguy nga. Ta hiện tại liền vì ngươi quán đỉnh, ta niệm một câu, ngươi niệm một câu. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát bị trường sinh. Thái Hải Thiên Đế cười ngâm sướng nói. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát bị trường sinh. Diệp Thần vậy đi theo tụng niệm, muốn đến là loại nào đó thần chú, mang theo nhân quả luật bí ẩn, sau lưng có thể có âm mưu. Nhưng hắn cũng không sợ, dẫu sao có Nhâm Phi Phàm bảo vệ. Đại lộ hỗn thiên thành, hồn rời thân quy nhất. Thái Hải Thiên Đế tiếp tục tụng niệm, bàn tay hắn, từng luồng thiên đế khí như thác phải lăn xuống, thể hồ quán đỉnh, xuyên thấu qua Diệp Thần đỉnh đầu, bơm vào đến trong cơ thể hắn. Ở Thái Hải thiên đế khí bơm vào hạ, Diệp Thần cảm thấy mình trong kinh mạch mặt, cũng là nhanh chóng tràn đầy linh khí, cả người sảng khoái thoải mái, tu vi lại ổn định tiến bộ. Từ vô lượng cảnh tầng thứ 4 sơ cấp, lập tức liền đạt tới trung cấp. Niệm à, làm sao không niệm? Thái Hải Thiên Đế gặp Diệp Thần không có đi theo hắn tụng niệm thần chú, liền thúc giục. Ừ, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, liền đi theo tụng niệm, đại lộ hỗn thiên thành, hồn rời thân quy nhất. Đoạn này thần chú một đọc lên, Diệp Thần cả người đánh cái giật mình một cái, thật giống như cảm thấy có một món quỷ dị đồ, chui vào đầu mình. Quỷ dị này đồ. Không cách nào dùng thực tế lời nói đi hình dạng, hình như là một đoạn trí nhớ, hình như là một món thần hồn, lại hình như là một con sâu, tóm lại làm người ta đặc biệt không thoải mái. Thái Hải Thiên Đế gặp Diệp Thần trên mặt, hiện ra khó chịu thần sắc, nhưng là đại hỉ, tiếp tục thì thầm. Người thân tức ta thân, ta hồn sinh bất diệt. Nghe được cái này thần chú, Diệp Thần coi như lại ngu xuẩn, vậy cảm thấy không được bình thường. Hắn cũng không có lại theo tụng niệm. Mà là chợt đẩy ra Thái Hải Thiên Đế tay, lui về phía sau hai bước, hít sâu một hơi, nói. Thiên Đế đại nhân, vậy là đủ rồi. Mới vừa Thái Hải Thiên Đế quán đỉnh, để cho Diệp Thần tu vi nhanh mạnh tăng lên, lại đã đến vô lượng cảnh tầng thứ 4 đỉnh cấp bước. Ngày trước đế khí quán đỉnh, vô cùng đậm đà dư thừa, nếu như là người bình thường tiếp nhận, sợ rằng có thể trực tiếp bước lên thần, bất quá Diệp Thần luân hồi huyết mạch, nội tình hùng hậu, muốn bước lên thần. Tự nhiên không phải điểm này thiên đế khí là có thể thỏa mãn. Ngươi làm gì, nghi thức còn không kết thúc. Thái Hải Thiên Đế bị đẩy ra, sắc mặt từ mừng rỡ biến thành âm trầm, trong tròng mắt lộ hung quang, ẩn hàm sát khí, làm người ta rợn cả tóc gáy. Trên người hắn vậy mênh mông khoáng đạt thiên đế khí, lúc này vậy suy yếu rất nhiều, gương mặt mắt thường có thể thấy được trắng bệch, hiển nhiên mới vừa là Diệp Thần quán đỉnh, hắn tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Không cần. Thiên đế đại nhân, ta võ đạo nội tình nông cạn, chịu đựng ngươi điểm này thiên đế khí quán đỉnh, đã là cực hạn, tiếp tục nữa mà nói, ta sợ rằng sẽ bạo thể bỏ mạng. Diệp Thần đúng mực nói, ngày này đế khí quán đỉnh, có thể nói là đại cơ duyên, trực tiếp để cho hắn tấn thăng như thế nhiều, chỗ tốt to lớn. Nhưng hắn biết, nếu như tiếp tục nữa mà nói, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa.
hắn đã đoán được, Thái Hải Thiên Đế là muốn thông qua Thiên Đế khí quán đỉnh phương thức, chiếm cứ hắn thức hải, đem tự thân hồn phách, sống nhờ đến hắn trong thức hải mặt, tương đương với đoạt xác. Thậm chí, hiện Diệp Thần có thể dòm ngó gặp tương lai thiên cơ hình ảnh, Thái Hải Thiên Đế chiếm cứ mình thân thể sau đó, liền sẽ mượn dùng mình thân thể, đi tham gia tranh phong thi đấu, cuối cùng đoạt được đầu tên. Ở tương lai thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến bên trong, điều này thời gian tuyến phát sinh xác suất cực kỳ nhỏ, nhưng dẫu sao cũng có phát sinh có thể, vô cùng nguy hiểm. Thái Hải Thiên Đế gương mặt vặn vẹo đến thật giống như sinh ra răng nanh bước, diễn cảm đặc biệt khủng bố, thanh âm cũng thay đổi được vô cùng nhọn dữ tợn đứng lên, âm trầm nói. Luân hồi chi chủ, người chàng cái gì, gửi hồn nghi thức còn không kết thúc, chúng ta tiếp tục đi. Dứt lời, Thái Hải Thiên Đế bàn tay như điện, chụp vào Diệp Thần đầu. Diệp Thần nghe được hắn thở ra danh hiệu của mình, mặt liền biến sắc, vội vàng thi triển huyền trần mở ảo thân, né tránh hắn bắt lấy, nói, người quả nhiên âm mưu gây rối, muốn đoạt xác ta sao? Thái Hải Thiên Đế cũng là xé rách tất cả ngụy trang, hi hi cười lạnh nói, không phải đoạt xác, chỉ là phải đem thần hồn của ta, sống nhờ ở đầu ngươi bên trong thôi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Hi hi, thật là hồn Thiên Đế đại nhân phù hộ, ngươi lại có thể sẽ đến ta huyền hải thời không, thật là thiên tứ cho ta lễ vật. Quyết tử ma nhãn, cho ta trấn áp. Quát to một tiếng, Thái Hải Thiên Đế một viên con ngươi, bỗng nhiên hiện ra cổ xưa hoa văn, hiện ra quyết tử ma nhãn đồ đằng. Hắn đã sớm quy theo hồn Thiên Đế, hắc ám hồn tộc tu luyện quyết tử ma nhãn thần thông, hắn vậy nắm giữ, hơn nữa chỉ ít đạt tới cấp thứ 7 bước. Quyết tử ma nhãn mở, một cổ cực hạn khí tức tử vong, bao phủ hướng Diệp Thần. Thái Hải Thiên Đế muốn nghiền diệt giết chết, không phải Diệp Thần đây, mà là Diệp Thần ý chí chống cự. Trong truyền thuyết quyết tử ma nhãn, có thể tiêu diệt vạn vật, liền liền người đạo tâm ý chí, đều có thể nghiền diệt. Nhưng, Diệp Thần bị quyết tử ma nhãn hơi thở bao phủ, nhưng là chút nào không việc gì, không có một chút bị thương tổn được hình dáng, ngược lại chiến ý sôi trào, một chỉ điểm ra. Đại Hoang Trần Diệt Chỉ. To lớn màu vàng ngón tay, mang cổ xưa thủy khí, từ bầu trời tầng mây gian bạo giết xuống, hung hăng chấn rơi hướng Thái Hải Thiên Đế. Thái Hải Thiên Đế hoảng hốt, vội vàng rút người ra tránh lui, hắn tuy là Thiên Đế, thật ra thì cũng không sợ Diệp Thần, nhưng Diệp Thần bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, nhưng để cho hắn kinh hãi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta quyết tử ma nhãn? Diệp Thần vui vẻ cười to, nói, ngươi quy theo liền hồn Thiên Đế, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, hắn quyết tử ma nhãn, đã sớm bị ta nắm trong tay sao? Hồn Thiên Đế ban đầu đồng ý Diệp Thần, để cho hắn thuận lợi chấp trưởng quyết tử ma nhãn, lại không nghĩ rằng luân hồi huyết mạch như thế mạnh mẽ, đã hoàn toàn chứa quyết tử ma nhãn hơi thở. Kể từ lúc đó bắt đầu, cái này quyết tử ma nhãn, liền không còn là hồn Thiên Đế ánh mắt, mà là Diệp Thần ánh mắt. Cái này thế gian, xem Thái Hải Thiên Đế như vậy hồn Thiên Đế tín đồ, có rất nhiều, bọn họ có chút cường giả, cũng tu luyện qua quyết tử ma nhãn. Nhưng bọn họ quyết tử ma nhãn, chỉ là thần thông, mà Diệp Thần ma nhãn, nhưng là chân chính ánh mắt, là siêu phẩm tồn tại. Thái Hải Thiên Đế muốn dùng quyết tử ma nhãn thần thông, tổn thương Diệp Thần, vậy dĩ nhiên là tuyệt không khả năng sự việc. Có chân chính quyết tử ma nhãn Diệp Thần, có thể hoàn toàn miễn dịch người khác ma nhãn sát phạt. Đáng chết tiểu tử, thật muốn ép ta vận dụng Thiên Đế thần thông, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Thái Hải Thiên Đế tức giận. Hít sâu một hơi, nắm chặt quả đấm, biển cả giàn giụa, màu xanh da trời đại dương vờn quanh ở hắn quanh thân, gầm thét thành sóng thần, khí vụ sôi trào, sóng lớn ngất trời, cá mập khủng nghịch bay, mây trắng biến dạng. Cuồng bạo Thiên Đế đợt khí, từ trên người hắn bộc phát ra. Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, cảm nhận được liền động trời áp lực. Thái Hải Thiên Đế cuối cùng là Thiên Đế chủ cường giả thần cấp, coi như hơi thở so đỉnh cấp thời điểm suy yếu rất nhiều. Nhưng vậy tuyệt đối không phải Diệp Thần có thể chống lại. Thậm chí một chiêu đủ. Đây là Thái Hải Thiên Đế thật sự nổi giận, sợ rằng phải đem Diệp Thần thân thể xé nát. Leng keng, leng keng, leng keng. Vừa lúc đó, Diệp Thần treo ở bên hông toái tâm linh, nhưng tự động vang lên, thanh âm trong trẻo mà dễ nghe. Nghe được cái này tiếng chuông, Thái Hải Thiên Đế ngây dại, mới vừa đầy mặt vẻ giận dữ, nhất thời động lại. Thật giống như nghe được đòi mạng thanh âm,
cả người run rẩy, thiên đế khí tán loạn. Cái này, đây là, toái tâm linh thanh âm, người người người. Thái Hải thiên đế nhìn chằm chằm Diệp Thần giữa eo xuất hiện chuông, rợn cả tóc gáy, trong mắt tràn đầy kinh hoàng ý. Theo toái tâm linh thanh âm, tràn ngập ra, mảnh thiên địa này hư không, vậy đi theo vặn vẹo. Hư không bể tan tành, có 10 vòng trăng máu hiện lên, một người mặc áo bào đen, mang nón lá nam tử, chậm rãi phá không tới. Nam tử động tác nhẹ chậm, như pho tượng bàn tay, nhẹ nhàng lấy đi nón lá, lộ ra một tấm cùng mặt ngoài không quá tương xứng anh tuấn đẹp trai gương mặt, chính là Nhâm Phi Phàm. Toái tâm linh vang, người nghe toái tâm. Thái Hải thiên đế, ngươi là hồn thiên đế tín đồ, hẳn nghe qua truyền thuyết này chứ. Nếu ngươi có thể nghe được toái tâm linh thanh âm, vậy còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nhâm Phi Phàm khóe miệng gợi lên lau một cái tàn khốc nụ cười, giọng ôn hòa ở toái tâm linh tiếng chuông bên trong, lộ vẻ được phá lệ uy nghiêm. Thái Hải thiên đế thấy Nhâm Phi Phàm bóng người, càng không cách nào giữ bình tĩnh, cao giọng hét lớn, Nhâm Phi Phàm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đến đây lúc nào? Cong ngón tay tính toán, à, là Trọng Huyền Vĩnh kêu ngươi tới. Tên phản đồ kia. Nhâm Phi Phàm cười nói, thật ra thì ta muốn giết ngươi, nhưng coi là ngươi may mắn, hôm nay ta có càng chuyện trọng yếu phải làm, giao ra đại lộ làm, ta tha ngươi không chết. Nếu như Nhâm Phi Phàm thật động lời của sát thủ, đủ để tiêu diệt Thái Hải thiên đế. Nhưng Thái Hải thiên đế, dẫu sao cũng là thiên đế cao thủ, hơn nữa ở huyền hải thời không bên trong, chiếm cứ tuyệt đối lợi. Hắn nếu là giết người, sợ rằng sẽ lãng phí không thiếu khí lực, cái mất nhiều hơn cái được. Hiện tại Diệp Thần lấy được thiên đế khí quán đỉnh, tu vi rất nhiều tiến bộ, lấy thêm đến lớn đạo làm mà nói, đã có thể thỏa mãn. Thái Hải thiên đế hét lớn, muốn ta đại lộ làm, người nằm mơ đi. Bàn tay hắn nắm thật chặt đại lộ làm, nhưng là không chịu giao ra. Nhâm Phi Phàm ánh mắt run lên, nói thứ ta mong muốn, chính ta sẽ cầm, không cần ngươi đáp ứng. Tiếng nói rơi xuống, Nhâm Phi Phàm đột nhiên rút kiếm vùng chém ra, phá không hóa ra một đạo màu máu kiếm khí. Suy rồi, màu máu kiếm khí chém qua, tinh chuẩn chém ở Thái Hải Thiên Đế trên cánh tay trái. À, Thái Hải Thiên Đế một tiếng hét thảm. Nửa cái cánh tay trái tại chỗ bị chém đứt, máu tươi văng tung tóe. Gãy mất cánh tay trái, trên không trung hóa thành cướp xám, vậy bên trái tay cầm đại lộ làm, rớt xuống. Nhâm Phi Phàm bàn tay cách không một chảo, liền đem đại lộ làm chộp vào trong tay, hướng Diệp Thần triển lộ ra một nụ cười, nói, vật tới tay, chúng ta đi. Liền muốn mang Diệp Thần rời đi. Thái Hải Thiên Đế giận dữ, quát lên, Nhâm Phi Phàm, ta địa phương, người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, thật làm ta không tồn tại sao? Hắn nửa cánh tay bị chém đứt, vết thương sát khí tràn ngập, nhân quả luật xâm nghiêm, Nhâm Phi Phàm ra tay rất nặng, hắn coi như có thể hồi phục, nhất định bỏ ra giá thảm trọng. Hơn nữa, đại lộ làm lại bị Nhâm Phi Phàm cướp đi, hắn há chịu từ bỏ ý đồ. Hồn hề, địa ngục trở về. Thái Hải Thiên Đế phát ra một tiếng ngâm sướng, trong hư không hắc ám hồn khí nổ tung, có một cái nhợt nhạt bàn tay phá không mà ra, hướng Nhâm Phi Phàm bắt đi. Cái này cái bàn tay, phía trên hiện đầy chết chú ấn, hơi thở dữ tợn mà khủng bố, mang theo hồn thiên đế sinh mạng chập chờn. Đây là một loại thuật triệu hoán, có thể từ đi qua thời không bên trong, cho gọi ra hồn thiên đế lực lượng hạ xuống. Cái tay này, là hồn thiên đế tay. Làm cái này hồn thiên đế bàn tay, được triệu hoán đi ra, thiên địa hư không, liền bị một cổ kinh khủng đáng sợ tử vong sát khí tràn ngập. Vậy cổ mãnh liệt khí tức tử vong, thậm chí so với quyết tử ma nhãn còn muốn bá đạo ác liệt. Thái Hải thiên đế cả người dài ra lông đỏ, không rõ khi dính rất nặng, hiển nhiên triệu hoán hồn thiên đế tay, hắn cũng là trả giá cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Cũng chỉ có thiên đế cấp nhân vật lớn, mới có tư cách triệu hoán hồn thiên đế lực lượng hạ xuống. Vì giết ngược Nhâm Phi Phàm, Thái Hải thiên đế hiển nhiên là liều mạng. Cái này hồn thiên đế bàn tay, uy năng quá mức khủng bố. Cuồng bạo sát khí, thậm chí xuyên thấu Thái Hải ngữ nơi, lan truyền đến nguyên phiến huyền hải thời không bên trong đi. Toàn bộ huyền hải thời không, khắp nơi dâng lên sóng gió kinh hoàng, hắc ám năng lượng như nước thủy triều trào đáng, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lấy là ngày tận thế hạ xuống. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, hướng Diệp Thần nói, cửu thần lục mượn ta dùng một chút. Diệp Thần ồ một tiếng, vội vàng sử dụng cửu thần lục.
cho mượn Nhâm Phi Phàm. Hắn ở đánh bại Đạo Đức Thiên Tôn sau đó, liền lấy được rồi còn lại nửa cuốn cửu thần lục đã khôi phục nguyên vẹn. Cái này cửu thần lục, trên bản chất chính là một đoàn năng lượng thể, trước mắt đã hội tụ hoàn toàn, như thiên thư đạo cuốn, phía trên hiện đầy cửu sắc hồng mang, đại biểu cửu thần thiên chiêu lực lượng, mỗi một đạo hồng mang cũng có thể bộc phát ra thiên đế chủ uy năng của thần. Diệp Thần tu vi có hạn, không phát huy ra cửu thần lục tất cả lực lượng, nhưng Nhâm Phi Phàm chính là thiên đế cấp 9, hắn có thể đem cửu thần lục lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng. Cửu thần quy nhất, thiên chiêu siêu thần, uy áp vạn giới, phá. Nhâm Phi Phàm bóp một cái thủ quyết, vậy cửu thần lục phía trên, cửu sắc hồng mang ngưng tụ chung một chỗ, các loại đồ đằng phù văn kết hợp, mơ hồ hiển hóa ra một tòa vạn trượng cao thiên địa pháp tướng. Ngôi thiên địa này pháp tướng, mặt ngoài như tiên Phật thần thánh, thấm ra một cổ vượt qua thiên đế cấp 9 đại lộ hơi thở, đó là truyền thuyết bên trong, siêu phẩm thiên đế đại lộ linh khí. Siêu phẩm thiên đế, cũng có thể gọi siêu thần. Nhâm Phi Phàm thúc dục cửu thần lục, bộc phát ra siêu mộ đạo khí, một trường hoành đẩy ra ngoài. Một trường này hoành đẩy, như trời đế hoành đẩy trần thế vô địch, phách dẫn tới cực điểm. Phịch đích một tiếng, hồn thiên đế bàn tay, tại chỗ liền bị Nhâm Phi Phàm một trường nổ, đầy trời hắc ám ma khí cũng giải tán. Phốc xích, Thái Hải thiên đế bị cắn trả, tại chỗ miệng phun máu tươi, trên mình thời gian tuyến không ngừng tắt, hắn vô cùng rung động nhìn Nhâm Phi Phàm, lẩm bẩm nói. Nhâm Phi Phàm, ngươi nhưng lại không có địch đến tình cảnh này. Hắn nội tâm một phiến bi thương, còn lấy là triệu hoán hồn thiên đế lực lượng hạ xuống hạ, có thể giết ngược Nhâm Phi Phàm. Nhưng không nghĩ tới, Nhâm Phi Phàm lại có thể như thế lợi hại, có thể cùng hồn thiên đế lực lượng chống lại. Nhâm Phi Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không có lại cùng Thái Hải thiên đế nói nhảm, mà là mang Diệp Thần, nhanh chóng phá không rời đi. Thái Hải thiên đế nhìn hai người đi xa, nhưng là không có sức ngăn trở nữa, bên trong tim quặn đau muốn chết. Hắn còn lấy là, luân hồi chi chủ hạ xuống huyền hải thời không, là lễ vật của trời ban, là hắn vận may lớn. Nhưng không nghĩ tới, đây đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là một trường kiếp nạn. Nếu như hắn chỉ muốn gửi hồn đoạt xác người bình thường, có lẽ có thể thành công, nhưng muốn đoạt xác Diệp Thần người, không thể nghi ngờ là mộng tưởng hảo huyền. Lúc này, Diệp Thần bị Nhâm Phi Phàm mang, không chỉ là trực tiếp ra Thái Hải ngữ nơi, thậm chí còn ra huyền hải thời không, đi tới ngoại giới vô chủ trong hư không. Nhâm Phi Phàm đem đại lộ làm nhét vào Diệp Thần trong tay, lại đem cửu thần lục đưa cho hắn, nói chúng ta đi trước Cát Thành, Phật Tổ còn đang chờ. Diệp Thần ngẩn người, nói, Nhâm tiền bối, chúng ta trực tiếp đi sao? Hắn còn nghĩ cùng Trọng Huyền Vĩnh chào hỏi tạm biệt, sau đó sẽ ngồi truyền tống trận. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta mới vừa xuất thủ, đã kích động thiên cơ, rất có thể bị người phong tỏa hơi thở, cho nên phải mau rời khỏi. Thật ra thì hắn mới vừa có giết Thái Hải Thiên Đế cơ hội, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chính là sợ nhân quả liên lụy quá sâu, không dễ thoát thân. Diệp Thần gật đầu một cái, muốn đến huyền hải thời không, vậy sắp nghênh đón động trời bạo động. Người người tôn sùng Thái Hải Thiên Đế, nhưng thật ra là cái bị ổi tiểu nhân, thậm chí âm thầm đầu phục hồn Thiên Đế. Thái Hải Thiên Đế và Nhâm Phi Phàm, kinh này đánh một trận, âm mưu của hắn bí mật, là vô luận như thế nào cũng không giấu được. Ngày xưa tôn sùng Thái Hải Thiên Đế tín đồ, tín ngưỡng nhất định phải sụp đổ. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế vậy dự cảm đến Thái Hải Thiên Đế kết quả, hì hì phát ra cười lạnh một tiếng, nói Thái Hải Thiên Đế tên này. Lỗi do tự mình gánh, hắn chết liền tốt nhất. Mộ chủ, chờ ngươi giải quyết hết trước mắt nhân quả, xin ngươi hãy đi ám âm vực sâu một chuyến, giải cứu ta chân thân. Diệp Thần nói, tiền bối mời yên tâm, ta cũng nhớ. Nhâm Phi Phàm còn không biết, ở luân hồi mộ địa bên trong, thì có Huyền Trần Thiên Đế một món tàn niệm. Huyền Trần Thiên Đế không nói qua lại chuyện, hiển nhiên là chẳng muốn đem Nhâm Phi Phàm liên lụy đi vào, Diệp Thần tự nhiên cũng không nói. Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, hướng Diệp Thần nói, chúng ta đi thôi. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Nhâm Phi Phàm cùng nhau, bước vào hư không kẽ hở bên trong. Thật ra thì lấy Nhâm Phi Phàm thủ đoạn, coi như cách nhau hàng tỷ thời không, hắn cũng có thể ngay lập tức tới, nhưng vì chiếu cố Diệp Thần, hắn tận lực thả chậm không gian truyền tống tốc độ, sợ Diệp Thần không chịu nổi. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn mới mang Diệp Thần,
phá không hạ xuống đến các thành vùng lân cận, tốc độ so truyền tống trận muốn chậm không thiếu, nhưng so với Diệp Thần mình đi đường, đó là mau rất nhiều, hơn nữa không cần lo lắng bị ma vật tập kích. Người bất kỳ muốn đi các thành, đều không thể trực tiếp hạ xuống đến các thành bên trong, chỉ có thể truyền tống đến vùng lân cận vùng. Nhâm Phi Phàm lần nữa đội lên nón lá, che giấu gương mặt, thu liễm hơi thở, mang Diệp Thần đi cát thành. Diệp Thần vậy thu liễm lại hơi thở, đi theo Nhâm Phi Phàm bên người, vừa đi vừa trò chuyện, hỏi. Đúng rồi, Nhâm tiền bối, ta muốn đem 10 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ dung hợp, nhưng cảm giác quá khó khăn, ngươi nhưng có dung hợp phương pháp. Diệp Thần còn băn khoăn luân hồi nguyên thể sự việc. Luân hồi nguyên thể là có thể cùng luân hồi huyết mạch sánh ngang tồn tại. Luân hồi huyết mạch chủ nội, luân hồi nguyên thể chủ ngoại, một cái là bên trong ở huyết mạch, một cái là bên ngoài siêu phàm thể chất. Diệp Thần muốn thức tỉnh luân hồi nguyên thể, tiến một bước tăng lên mình thực lực, hắn hiện tại cái này vô lượng cảnh tầng thứ 4 tu vi, ở không không lúc nào không thật sự là có chút không đủ xem. Ngươi muốn dung hợp luân hồi huyền bia, là vì luân hồi nguyên thể. Nhâm Phi Phàm cong ngón tay tính toán, mơ hồ đoán được cái gì. Diệp Thần nói, đúng vậy. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói, 10 khối thì luân hồi huyền bia, thuộc tính mỗi người không giống nhau, hơn nữa cuối cùng một khối thiên bia, lại so trước mặt 9 khối huyền bia, năng lượng uy lực lớn hơn rất nhiều, làm sao có thể dung hợp. À, trực tiếp dung hợp, ta làm sao xem cũng cảm thấy không quá có thể. Hoặc là, người có thể dùng thần huyền xiềng xích thử một chút. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói thần huyền xiềng xích. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta đã từng ở các thành phòng đấu giá được Nguyệt Thần Thiên Đế di vật, chính là vậy có thể để cho người cấm thần phi thăng thập huyền thông thiên trận. Cái này thập huyền thông thiên trận vốn là chủ nhân, là Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ, tên gọi từ hữu dung, chính là hai đuôi từ thiên lang, ủy thác người tìm kiếm người kia. Diệp Thần Na liền một tiếng, nói, nguyên lai là nàng. Hắn lại không nghĩ rằng, cái đó từ hữu dung, lại là Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ. Nhâm Phi Phàm nói nàng thiếu tiền, cần số lớn hoàng kim nguyên ngọc, liền đem tổ tiên lưu lại di vật lấy ra bán đấu giá, ta cùng nàng tán gẫu qua, nàng nói nàng đi qua nhiều năm điều tra, biết tổ tiên Nguyệt Thần Thiên Đế trong bảo tàng mặt, có vô số chân bảo. Trong đó có một kiện thần vật, liền kêu thần huyền xiềng xích, có thể nối liền vạn vật. Ngươi nếu có thể bắt được thần huyền khóa nói, có lẽ có thể đem 10 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ nối liền lên, hơi thở nối thành một đường, vậy tương đương với dung hợp. Nhưng biện pháp này, có thể hay không thức tỉnh ra luân hồi nguyên thể, ta cũng không xác định, chỉ là đoán đại khái đến, biện pháp này có thể hữu hiệu. Ngươi có bản đồ bảo tàng, nếu như có thể phục hồi như cũ mà nói, vậy Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, còn có thần huyền xiềng xích, dĩ nhiên là ngươi vật trong túi. Diệp Thần cầm Nhâm Phi Phàm làm hải đăng, cho nên Diệp Thần trải qua sự việc, chỉ cần không phải tận lực giấu giếm, Nhâm Phi Phàm đều có thể suy tính đến, tự nhiên biết hắn ở thiên đan giới bên trong sự việc, cũng biết hắn lấy được rồi bản đồ bảo tàng. Chỉ bất quá, vậy Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng, mài mòn quá nghiêm trọng, lại phủ đầy thiên cơ sương mù dày đặc, Diệp Thần đang giao cho Huyết Long nghiên cứu tu bổ. Nếu như có thể sửa lại thành công, vậy dĩ nhiên có thể biết bảo tàng rơi xuống. Thần huyền xiềng xích, nối liền vạn vật, còn có loại vật này. Diệp Thần ánh mắt một lượng, liền âm thầm thúc giục Huyết Long, tăng nhanh tu bổ bản đồ bảo tàng. Nếu là thần huyền xiềng xích thật sự có hiệu quả, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Một khi luân hồi nguyên thể thức tỉnh, Diệp Thần có lòng tin, đó sẽ là chư thiên vạn giới, nhất là cao cấp siêu phàm nguyên thể. Coi như thần huyền xiềng xích không có hiệu quả, có thể thu lấy Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng. Đối Diệp Thần mà nói, đều là thiên đại tạo hóa cơ duyên. Hai người vừa ôn, rất nhanh đi tới cát thành. Cát cửa thành, có phụ trách duy trì trật tự đạo tông canh phòng, nhưng không hề thu lấy bất kỳ lệ phí nào, bất kể là ai, chỉ phải tôn trọng đạo tông quy củ, đều có thể tiến vào cát thành. Diệp Thần liền và Nhâm Phi Phàm, cùng nhau bước vào cát thành bên trong. Chỉ gặp cát thành đường phố, hết sức phồn hoa náo nhiệt, dòng người như dệt cửi. Người trên mặt người đều có an ổn nụ cười nhẹ nhõm, bởi vì ở cát trong thành, tuyệt đối không cần lo lắng người mình thân an toàn, không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, vậy dĩ nhiên là an tâm như ý. Chỉ là, cát thành cũng không phải là một cái chỗ ở lâu, bởi vì ở chỗ này,
không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, tu vi không thể vào bước. Không không thời không hắc ám nội tình, đặc biệt nồng nặc, mài mòn cực kỳ nghiêm trọng, nhất định phải mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, mới khá đối kháng hắc ám mài mòn. Nếu như thời gian dài không có được linh khí bồi bổ, người liền sẽ bởi vì mài mòn, sống sờ sờ bị nghiền mài thành một bộ xương khô. Cho nên, tuy nói Cát Thành là khu an toàn, nhưng cũng không thể cho người lâu dài tị nạn, ở chỗ này né tránh mấy trăm năm thời gian, đã coi là cực hạn. Ngụy Dĩnh đâu? Diệp Thần đi vào Cát Thành, thử nghiệm bắt Ngụy Dĩnh hơi thở, nhưng phát hiện trống trơn như vậy. Nhâm Phi Phàm nói, nàng bị Thiên Đế gia tộc người đón đi. Diệp Thần nói, Thiên Đế gia tộc. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, chính là trước kia băng thần đích gia tộc, nắm giữ là Vũ Thiên Đế, ngươi còn nhớ không? Diệp Thần nói, dĩ nhiên nhớ, cái này Thiên Đế gia tộc có thể quật khởi, là bởi vì là ban đầu bị Thiên Đế ra lệnh tinh chiếu sáng. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, đúng là như vậy, vậy Vũ Thiên Đế, đã bị Cốt Thiên Đế giết chết, ngươi biết chưa? Diệp Thần nói, biết. Chính là bởi vì giết chết Vũ Thiên Đế, Cốt Thiên Đế mới có thể dùng Vũ Thiên Đế máu tươi, che giấu thiên cơ, né tránh Nhâm Phi Phàm theo dõi, cuối cùng thiếu chút nữa nhất kích liền giết chết Diệp Thần. Thật may Diệp Thần mạng lớn, còn sống. Nhâm Phi Phàm nói, Cốt Thiên Đế cũng là tàn bạo, vậy Vũ Thiên Đế nhưng mà cổ tinh môn trên danh nghĩa trưởng giáo, tuy nói nơi tay khoác thiên nghiêng, kết thúc mạt pháp thời đại sau đó, Vũ Thiên Đế lực lượng lớn lớn suy sụp, đã mất đi thống trị lực. Nhưng dẫu sao lưng đeo đại nghĩa, Cốt Thiên Đế lại có thể cũng dám giết, đúng là điên. Tuy nói hắn không có hoàn toàn xúc tuyệt, còn giữ nguyên Vũ Thiên Đế chút tàn hồn, nhưng lấy thần phạm thượng, đã là bốc lên thiên hạ lớn sơ suất. Thiên Đế gia tộc tức giận sợ hãi, vốn là băng thần Vũ Lăng Hoa, đem băng thần quyền bính truyền cho Ngụy Dĩnh, bọn họ là không đồng ý. Nhưng, hôm nay Cốt Thiên Đế xúc phạm cấm kỵ, bọn họ là biết Cốt Thiên Đế tàn bạo, không dám lại tín nhiệm. Thậm chí nguyện ý tiếp nhận Ngụy Dĩnh. Hiện tại toàn bộ Thiên Đế gia tộc đều nguyện ý đề cử Ngụy Dĩnh là mới băng thần, tuyên thệ thành tâm ra sức, bước lên thần lễ đăng cơ nghi thức, ít ngày nữa liền muốn cử hành. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, vậy Thiên Đế gia tộc, chẳng phải là muốn sáp nhập vào ta luân hồi trận doanh. Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, sẽ không, bọn họ sẽ không bỏ cho dựa vào luân hồi trận doanh, tối đa và chúng ta hợp tác, âm thầm đối phó Cốt Thiên Đế. Bọn họ vậy cần muốn chúng ta lực lượng, đối phó Cốt Thiên Đế, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, lợi dụng lẫn nhau thôi. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy cũng đủ rồi, nhiều bạn, vậy là chuyện tốt. Hắn suy nghĩ có Thiên Đế gia tộc, hỗ trợ đối phó Cốt Thiên Đế, vậy dĩ nhiên sẽ ung dung rất nhiều. Nhâm Phi Phàm gật gật đầu nói, ta trước mang ngươi đi gặp Phật Tổ. Diệp Thần nói, được. Hắn đi theo Nhâm Phi Phàm, một đường đi tới Cát Thành hẻo lánh vùng, đây là một tòa núi hoang, dưới chân núi lập có một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu dùng máu tươi chữ, một hàng chữ. Hắc ám cấm địa, nhập người chết. Diệp Thần nhìn cái nghề này chữ, hơi có chút ra đầu tê dại, nói, Phật Tổ ở chỗ này sao? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, hắn chính là Phật môn chí tôn thánh tổ, nếu là ở bên ngoài, khẳng định sẽ bị Phật môn tín đồ phát hiện. Đưa tới hàng tỷ người màng bái, kinh thế hãi tục. Cho nên, hắn liền ẩn cư ở chỗ này. Nơi này là hắc ám cấm địa, đã sớm bị hắc ám ăn mòn. Cát Thành tuy nói là khu an toàn, nhưng cũng có bị hắc ám ăn mòn nguy hiểm, khắp thành có mấy hắc ám chi địa, đều là cấm địa, tuyệt không thể bước vào, một khi bước vào, thì có vẫn diệt nguy hiểm. Dĩ nhiên, Phật Tổ tu vi cao thâm, hắn là sẽ không dễ dàng bị tổn thương. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, lúc đầu Cát Thành vậy có địa phương nguy hiểm. Thích ra Phật Tổ lại ẩn cư ở hắc ám cấm địa, người ngoài nhất định là không nghĩ tới. Chúng ta vào đi thôi. Nhâm Phi Phàm vẫy vẫy tay, liền dẫn Diệp Thần, cùng bước vào hắc ám cấm địa bên trong. Vù vù. Ở Nhâm Phi Phàm trên mình, có bữa đế kim luân ánh sáng tràn ngập ra, lồng bao hắn lại và Diệp Thần bóng người, cung cấp che chở. Hai người ở núi hoang bên trong trước phải đến giữa sườn núi, thấy một tòa ngôi miếu đổ nát, hiện đầy loang lổ bụi bặm dấu vết. Diệp Thần nghe được ngôi miếu đổ nát bên trong, có Mộng Nghệ Bàn Đâu giọng nói nam truyền ra, như mê người loạn ngữ, trong bụng tò mò, sải bước đi đến trong ngôi miếu đổ nát vừa thấy. Chỉ gặp một người quần áo lam lũ, đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già, hình như ăn mày,
ngồi ở một tòa sụp đổ tượng Phật cạnh, bưng một tờ giấy, líu díu không nghỉ, ánh mắt đục ngầu hết sức, tràn đầy mê mệt chấp niệm thần sắc. Diệp Thần gặp lão giả kia dung mạo, chính là Thích Già Phật Tổ không tệ, nhất thời thất kinh. Ngày xưa sáng bóng thần thánh, uy nghiêm túc mục, bảo tương trang nghiêm Phật Tổ, hôm nay lại giống như một ăn mày vậy, cả người tràn đầy mồ hôi neo, tóc tai rối bời, liền răng vậy rơi mất mấy viên, trên mặt lại so với trước kia nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, mỗi một cái nếp nhăn đều tràn đầy phong xương đau khổ, bể râu không biết làm sao ý. Chỉ có Phật Tổ đang bưng tờ giấy kia, tinh khiết thánh khiết, lộ ra tinh không mênh mông hơi thở, đó là tinh không bờ bên kia đạo thư một trang, là Diệp Thần từng cho mượn Phật Tổ một trang đạo thư. Trước kia, Phật Tổ cho tới bây giờ không nhúng tay vào thế gian nhân quả, chỉ say mê theo đuổi tinh không bờ bên kia. Hắn chịu cùng luân hồi trận doanh kết minh, là bởi vì là Diệp Thần mượn một trang tinh không đạo thư cho hắn. Phật Tổ! Diệp Thần kêu lớn một tiếng, hắn gặp Phật Tổ như vậy chán trường si ngu hình dáng, muốn đến là mê mệt tinh không đạo thư gây ra. À, luân hồi chi chủ, Nhâm huynh, các ngươi tới. Phật Tổ nghe được Diệp Thần gọi, ngẩng đầu lên, trong mắt đục ngầu bên trong, hơi lộ ra một chút tinh mang, cười một cái, trên mặt mê mệt si ngu vẻ hơi đi, thấm ra một chút đoan trang. Nhâm Phi Phàm cười khổ một tí, nói, Phật Tổ, người điều nghiên tinh không đạo thư, đã đến chấp niệm thành ma bước. Phật Tổ ha ha cười một tiếng, khoát tay một cái nói, không sao, ma tức là Phật, Phật tức là ma, đại lộ nguyên pháp là tương thông, nếu như có thể phá giải tinh không bờ bên kia bí ẩn, ta chính là thành ma, vậy thì như thế nào? Dừng một chút, Phật Tổ ánh mắt nhìn về Diệp Thần, hơi có vẻ trù trừ nói, luân hồi chi chủ, thật ra thì ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Diệp Thần vội nói, Phật Tổ, ngươi muốn thương lượng cái gì? Phật Tổ nói, a, ban đầu ta hỏi ngươi mượn dùng tinh không đạo thư, nói chờ ngươi phi thăng sau đó, liền còn đưa ngươi, nhưng đến hiện tại, ta còn không khám phá cái này đạo thư bí mật. Không bằng, ngươi trực tiếp cầm tinh không đạo thư đưa cho ta, ta Thích Già Phật Môn, từ nay về sau, liền vĩnh viễn cùng luân hồi trận doanh kết minh, phụng ngươi là minh chủ, như thế nào? Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, không nghĩ tới Phật Tổ vì đạt được tinh không đạo thư, lại chịu làm ra lớn như vậy nhượng bộ, thậm chí nguyện ý vĩnh viễn quy thuận hắn. Tốt như vậy điều kiện, Diệp Thần vốn là sẽ rất sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn gặp Phật Tổ ánh mắt bên trong, tràn đầy xin niệm u mê ý, trong lòng lão đại không phải mùi vị, nói. Phật Tổ, người mê mệt tinh không đạo thư, đã như điên ma, ta sợ hãi ngươi. Phật Tổ vui vẻ cười to, nói, sẽ không, ta thừa nhận, ta đúng là sản sinh ra ma chướng, nhưng ta Phật tìm chí cao vô thượng, ở lúc cần thiết, ta có thể áp chế ma chướng, giúp ngươi san bằng chư thiên hết thảy địch. Tiếng nói rơi xuống, Phật Tổ thẳng tắp hông, thẳng ngồi dậy, chắp hai tay, trong mắt đục ngầu ý diệt hết, hiển hiện ra ngàn vạn nặng Phật Pháp kim quang, quanh thân tụy khí bốc hơi lên, hà thải vạn nói, trên đầu khô héo tán loạn sợi tóc, toàn bộ rơi xuống. Trên đỉnh đầu sinh ra từng hạt tròn thịt vướng mắc, đó là tượng trưng cho Phật môn cao nhất trí khôn thịt búi tóc. Hắn áo quần lam lũ, vậy biến thành huy hoàng màu vàng Phật y, long hổ chiếm cứ, thiên phượng dài đề, linh viên gầm thét, khí tượng mười phần nguy nga. Trong chớp mắt, Phật Tổ liền từ một ăn xin cái bộ dáng chán trường ông già, khôi phục lại ngày xưa nghiêm túc trang nghiêm, Phật khí vạn nặng thần thánh mặt ngoài. Ở hắn vạn nặng Phật quang ánh chiếu hạ, liền chỗ tòa này ngôi miếu đổ nát, tựa như vậy hóa thành chí cao Phật môn bảo điện, lấp lánh rực rỡ. Diệp Thần bàn tay không thể không che lại ánh mắt, lại không cách nào nhìn thẳng Phật Tổ huy hoàng, có thể gặp Phật Tổ cao nhất khí tượng, có bao nhiêu bàng bạc nguy nga. Nhâm tiền bối, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần ánh ra mắt nhìn về Nhâm Phi Phàm, không biết nên không nên đáp ứng Phật Tổ. Ra ra ngươi còn đang ngủ say, ngoại thần thiên tôn vị trí. Ít ngày nữa liền muốn bị Hồng Quân lão tổ đoạt đi, chúng ta luân hồi trận doanh, chính là trống rỗng, cần Phật Tổ trợ lực. Nhâm Phi Phàm nói, rất ý tứ rõ ràng, cho dù Phật Tổ có chấp niệm, nhưng vẫn là phải cầm tinh không đạo thư cho hắn, dẫu sao trước mắt luân hồi trận doanh, còn cần dựa vào Phật Tổ trợ lực. Diệp Thần trong bụng rét một cái, mơ hồ lại dò ngó thấy cực kỳ đáng sợ tương lai, nếu như hắn không chịu cho ra tinh không đạo thư mà nói, Phật Tổ rất có thể sẽ đánh mất lý trí. Trực tiếp không để ý giá phải trả, cưỡng ép giết người cướp đoạt. Phật Tổ mê mệt tinh không bờ bên kia, đã đến như mê như ma bước. Ha ha ha, Nhâm huynh, cứ
cứ quyết định như vậy, ta tiếp tục vì các ngươi luân hồi trận doanh dốc sức, nhưng tinh không này đạo thư, có thể được hoàn toàn quay về ta. Phật tổ xem trong ngực bảo bối vậy, trân trọng bưng tinh không đạo thư, cười híp mắt quan sát. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau một mắt, đều cảm Phật tổ chấp niệm quá nặng, sau này chỉ sinh mối họa. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại luân hồi trận doanh, không thể rời bỏ Phật tổ. Tinh không này đạo thư, vậy phải cho hắn, giữ hai bên minh ước. Dừng một chút, Phật tổ thu hồi tinh không đạo thư, vậy thu liếm lại kích động si mê diễn cảm, khôi phục bình tĩnh trang nghiêm hình dáng, hướng Diệp Thần nói, ngươi và Nhâm huynh, là chuẩn bị đi Thượng Hoàng Thiên Cung, thức tỉnh Diệp lão sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Phật tổ trầm ngâm nói, Diệp lão trọng thương ngủ say, muốn thức tỉnh hắn, sợ rằng cần phải hao phí không thiếu tài nguyên, giá phải trả to lớn. Ta có thể cho các ngươi một kiểu đồ, có thể giúp các ngươi thức tỉnh Diệp lão. Diệp Thần nói, à, là thứ gì? Nếu như có Phật tổ hỗ trợ, vậy thức tỉnh ra ra, muốn đến sẽ ung dung rất nhiều. Phật tổ nói, vật kia kêu Long Tổ Nước Mắt, là xuất từ đạo tông thần vật. Diệp Thần nói, Long Tổ Nước Mắt. Phật tổ nói, đúng vậy, Long Tổ là đạo tông bát tổ một trong. Đạo tông bát tổ, chính là đạo tông cao tầng cao cấp nhất 8 vị trưởng lão, mỗi một vị trưởng lão, đều có nghịch thiên có thể. Nhưng cái này đạo tông bát tổ, chỉ là nói tông chủ làm thịt bổ nhiệm người, không có đạo tông chúa tể ban cho, bọn họ cái gì cũng không phải. Còn như đạo tông phía sau màn nắm giữ, không người biết kết quả là ai, chỉ biết là đặc biệt thần bí, bất kỳ muốn theo dõi đạo tông nắm giữ người bí mật, cũng sẽ gặp bị ngập trời cướp phạt. Vị kia Long Tổ, chính là mưu toan theo dõi đạo tông chúa tể bí mật, kết quả gặp phải thiên phạt, thân xác thần hồn đều bị xé nát. Cái này Long Tổ nước mắt, là hắn trước khi chết chảy xuống một giọt nước mắt, vậy giọt nước mắt, đầu chiếu một bóng người, đó chính là đạo tông chúa tể bóng người. Long Tổ ở trước khi chết, nhất định là thấy đạo tông chúa tể. Nước mắt của hắn, bởi vì có đạo tông chúa tể bóng người, cho nên hàm chứa ngập trời năng lượng linh khí, là có thể nói nghịch thiên thần vật, muốn bắt đi thức tỉnh ra ra ngươi, dư sức có thừa, thậm chí có thể trị hết hắn rắn độc vậy không nhất định. Năm đó Diệp Thần ra ra Diệp Tà Thần, từng nghĩ đi cổ tinh môn giải cứu võ tổ, kết quả gặp phải xà thiên đế tập kích, bị rắn độc cắn bị thương, từ đây chưa gượng dậy nổi, không có ngoại thần thiên tôn đại danh nghĩa, nhưng cũng không có cùng xứng đôi thực lực, thậm chí không tư cách leo lên thiên đế bảng. Hắn gặp phải xà thiên đế tập kích sau đó, lưu lại rắn độc, cho tới bây giờ đều không có thể thanh trừ. Nhưng, có Long Tổ Nước Mắt mà nói, nhưng có thể khu trừ rắn độc. Cái này Long Tổ Nước Mắt, lại có thể như vậy lợi hại. Diệp Thần trong lòng âm thầm khiếp sợ, nghe Phật Tổ miêu tả, vậy Long Tổ Nước Mắt, nhất định chính là kinh thiên động địa thần vật. Phật Tổ nói, đúng vậy, Long Tổ Nước Mắt cái này thần vật, năng lượng không phải tới từ Long Tổ, mà là tới từ đạo tông chúa tể hình chiếu. Vậy đạo tông nắm giữ là như vậy đáng sợ, hắn một đạo hình chiếu, thì có nghiền ép thiên đế cấp 9 uy lực, cái này Long Tổ Nước Mắt nếu là cho giống vậy thiên đế chủ thần uống, đủ để ngay tức thì người căng bể. Bất quá, ra ra người có luân hồi quy luật che chở, dĩ nhiên là có thể tiếp nhận. Hắn uống Long Tổ Nước Mắt sau đó, tất có thể tỉnh lại, cũng có thể hóa giải trong cơ thể rắn độc. Diệp Thần đại hỉ, nhưng gặp Phật Tổ nói được ba hoa trích chòe, nhưng chậm chạp không có đem Long Tổ Nước Mắt lấy ra, trong bụng có chút bất an, hỏi, Phật Tổ, Long Tổ Nước Mắt ở trên tay ngươi sao? Phật Tổ nghe được Diệp Thần hỏi, nhưng lắc lắc đầu nói, cái này Long Tổ Nước Mắt, đã bị ta sư đệ Đoạn Mi lão tổ, cầm đi pha rượu. Diệp Thần nói, à. Phật Tổ cười khổ một tí, nói ta sư đệ Đoạn Mi lão tổ, hắn từng là thiện vậy vườn truyền công viện thủ tọa, nhưng là rượu như mệnh, phạm vào rượu kiêng, lại dậy mãi không được, ta đã đem hắn đuổi ra khỏi Phật môn. Nhưng không nghĩ tới, hắn trước khi đi, lại có thể đem ta chân tàng Long Tổ Nước Mắt trộm đi, cầm đi pha rượu. Chân quý như vậy thần vật, hắn lại có thể cầm tới pha rượu, là rượu đến đây, thật là không có thuốc chữa, ta đã sớm phát ra Phật môn lệnh truy sát, phải đem hắn bắt chu diệt, đoạt lại Long Tổ Nước Mắt. Hắn sợ dưới, liền trốn cắt thành bên trong, cũng không dám xuất ngoại. Diệp Thần nói cách khác, Đoạn Mi lão tổ ngay tại cát trong thành. Phật Tổ gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn ở cát thành bên trong, đã cư giữ lại vô số kỷ nguyên, cả người thiên đế chủ thần tu vi,
bởi vì năm tháng cùng bóng tối mài mòn, đã đánh rơi đến liền thần đạo cảnh. Ngươi đi gặp hắn, cùng hắn nói, chỉ cần hắn chịu trả lại Long Tổ nước mắt, ta có thể giải trừ Phật môn lệnh truy sát, rất nhiều hắn tự do. Long Tổ nước mắt này cùng thần vật, coi như bị hắn cầm đi pha rượu, cũng sẽ không hư hại, đủ để phát huy nguyên hữu hiệu dụng, chữa trị ra da ngươi là đầy đủ. Diệp Thần có chút không nói, không nghĩ tới thế gian còn có loại người này, lại có thể là rượu là đến tình cảnh này, còn dám trộm Phật Tổ đồ đi pha rượu. Long Tổ nước mắt này cùng thần vật, cầm đi pha rượu, thật là phí của trời. Phật Tổ cong ngón tay một chút, một đạo kim quang bắn vào Diệp Thần ấn đường. Đoạn Mi lão tổ tọa độ cụ thể, vậy chiếu vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Phật Tổ lại nói, người tốt nhất ngày mai lại đi tìm hắn, dẫu sao ngày hôm nay ngươi mới vừa cùng ta gặp mặt qua, trên mình mang theo ta nhân quả hơi thở, một khi đến gần ta sư đệ, hắn ắt phải sẽ trước thời hạn phát giác, sau đó bỏ trốn, ngươi rất khó tìm lại được hắn. Cát Thành tuy không tính lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ, nếu một người có lòng giấu, muốn tìm, cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần nói, Lập tức, hắn liền cùng Nhâm Phi Phàm cùng nhau, tạm biệt Phật Tổ, trở lại Cát Thành thành khu bên trong, tìm một cái khách sạn, đêm đó liền chia phòng nghỉ ngơi một chút tới. Ngày này tới giữa, Diệp Thần đầu tiên là ở Huyền Hải thời không, đoạt được tỷ võ hạng nhất, thắng được Đại Lộ Làm và Thiên Đế khí quán đỉnh, lại đánh bại Thái Hải Thiên Đế, trở lại Cát Thành gặp Phật Tổ, đủ loại trắc trở, kinh tâm động phách, hôm nay cuối cùng là có thể an tĩnh lại, nghỉ ngơi cho khỏe. Không không thời không hắc ám nội tình thật lợi hại, vào một ngày trắc trở xuống, để cho Diệp Thần vậy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rất nhanh liền trầm trầm ngủ đi. Ngủ đến nửa đêm, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm to lớn. Từ võ giả trực giác, hắn coi như là ngủ say, chỉ cần có nguy hiểm đến gần, hắn cũng sẽ giống như dã thú như vậy, lập tức bị thức tỉnh. Diệp Thần mở mắt ra, đột nhiên tỉnh hồn lại, bỗng nhiên ngồi dậy, liền thấy gian phòng trên bệ cửa sổ, lại ngồi một người. Đó là một cái giữ eo bái phục đao nam tử, ở ngoài cửa sổ Cát Thành lãnh nguyệt chiếu dọi xuống, bóng người lộ vẻ được phá lệ lạnh lùng, như pho tượng núi đá. Hai đuôi, là ngươi. Diệp Thần thấy cái đó nam tử, lập tức liền nhận ra, lại là hai đuôi huyết nha chó sói. Kêu ta Từ Thiên Lang. Hai đuôi, không, chính xác mà nói, hẳn là kêu Từ Thiên Lang, cải tránh Diệp Thần cách gọi, hắn vẫn là vô cùng để ý mình tên chữ. Từ Thiên Lang, ngươi tới làm gì? Tìm được Từ Hữu Dung. Diệp Thần hỏi, hắn trước đây đã hoàn thành Từ Thiên Lang ủy thác, thành công là hắn tìm được Từ Hữu Dung, ngay tại Cát Thành bên trong. Tìm được, ta là tới cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Từ Thiên Lang nhàn nhạt nói. Ngươi cái này cảm ơn, thật đúng là có thể đem người hù chết. Diệp Thần cười một tí, tuy biết đạo Từ Thiên Lang không có ác ý, nhưng hắn dẫu sao là đuôi thú, trong huyết mạch bản thân mang theo không rõ hơi thở, liền đủ để cho Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm. Từ Thiên Lang cũng khó được cười một tí, nói ta ngày mai sẽ chuẩn bị đi, ta phải đi thiên đan giới một chuyến. Nghe được thiên đan giới ba chữ, Diệp Thần tim nhất thời căng thẳng, nói, người đi thiên đan giới làm gì? Từ Thiên Lang nói, Từ Hữu Dung cùng ta nói, nàng nhưng thật ra là Nguyệt Thần Thiên Đế hậu duệ, nàng tìm tổ tiên bảo tàng. Nàng nói Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng bản đồ bảo tàng, ngay tại thiên đan giới bên trong. Ta định đem thiên đan giới người, toàn bộ giết, sau đó giúp nàng đoạt lại bản đồ bảo tàng. Diệp Thần sửng sốt một tí, không lời chống đỡ. Từ Thiên Lang tựa hồ bắt được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên run lên, nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong tròng mắt thần sắc, như đổi được như dã chó sói vậy tàn bạo, nói, bản đồ bảo tàng ở trên mình ngươi. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, đúng vậy, ngươi muốn động thủ cướp sao? Từ Thiên Lang ngẩn ngơ, im lặng nói, ta không đánh lại Nhâm Phi Phàm. Hắn hiển nhiên biết, Nhâm Phi Phàm thì ở cách vách gian phòng. Hơn nữa, coi như không có Nhâm Phi Phàm, nơi này là Cát Thành, ở chỗ này ra tay tranh đấu nói, Diệp Thần cũng không cần đánh lại, lập tức sẽ có đạo tông canh phòng hạ xuống. Từ Thiên Lang coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng cùng đạo tông lực lượng chống lại. Từ Thiên Lang diễn cảm rất phức tạp, hắn vốn là chỉ là muốn cùng Diệp Thần tạm biệt, thuận tiện nói tiếng cảm ơn, nào nghĩ tới hắn mong muốn bản đồ bảo tàng, ngay tại Diệp Thần trên mình. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, hoặc là, người có thể cùng vị kia Từ Hữu Dung cô nương, thương lượng một tí, tương lai ta đi tìm bảo,
chúng ta có thể cùng nhau kết người bạn, bắt được bảo tàng sau đó, thương lượng lại phân chia. Nhưng, bảo tàng trung thần huyền xiềng xích, phải quay về ta, những vật khác không có vấn đề, nhưng thần huyền xiềng xích phải cho ta. Thần huyền xiềng xích, có thể nối liền vạn vật, có thể là nối liền 10 khối luân hồi huyền bia, dung hợp hơi thở, để cho Diệp Thần thức tỉnh luân hồi nguyên thể chỗ mấu chốt, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Từ Thiên Lang nghe Diệp Thần mà nói, nghiêm túc cân nhắc một tí, thở dài một hơi nói, được rồi, ta đi cùng Từ cô nương thương lượng một tí, có kết quả nói, ta sẽ liên lạc ngươi. Dứt lời, Từ Thiên Lang ném cho Diệp Thần một tấm đưa tin phù chiếu, liền từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, không thấy bóng dáng. Vậy đưa tin phù chiếu, in một cái máu dày đặc đầu sói hình vẽ, khá là dữ tợn. Diệp Thần thiếp thân thu cất, trong đầu nghĩ Từ Thiên Lang vậy coi là lý trí, nguyện ý cùng mình thương lượng. Từ Thiên Lang dẫu sao là đuôi thú, có thể thương lượng nói, Diệp Thần dĩ nhiên là chẳng muốn kết thù. Thù của hắn địch thực ra quá nhiều. Một đêm sau này, Diệp Thần liền rời đi khách sạn, lên đường đi tìm Đoạn Mi lão tổ. Vì khiêm tốn, hắn là một mình đi trước, cũng không có mang theo Nhâm Phi Phàm. Đoạn Mi lão tổ thực lực, bởi vì nhiều năm mài mòn, đã xuống tới thần đạo cảnh, sẽ không đối với Diệp Thần tạo thành bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa, nơi này là Cát Thành, là tuyệt đối khu an toàn, cũng không sợ có nguy hiểm gì. Căn cứ Phật tổ cho tọa độ, Diệp Thần đi tới một cái phong cảnh xinh đẹp bên trong dãy núi. Điều này dãy núi, xuyên qua Cát Thành Nam Bắc, thập vạn đại sơn xanh cây cối úc úc thanh thanh, nhưng tiếc là không có thiên địa linh khí tồn tại, không khí lộ vẻ được 10 phần mỏng manh. Diệp Thần ở bên trong dãy núi đi tới trước, một đường không biết xuyên qua nhiều ít núi non trùng điệp, thung lũng núi hác, nếu như không có Phật tổ cho tọa độ, hắn nhất định là muốn lạc đường. Rốt cuộc, Diệp Thần đi tới một tòa thật to trước thác nước. Vậy thác nước treo ở núi trước, như bạch long treo ngược, hơi nước kích động, 10 phần nguy nga. Dưới thác nước, xây dựng trước một gian đơn sơ nhà lá, đó chính là Phật tổ nói, Đoạn Mi lão tổ ẩn cư chỗ. Diệp Thần còn không đến gần vậy nhà lá, liền đánh hơi được một hồi đậm đà mùi rượu, hương là có chút hương, nhưng lắng đọng đậm đà được quá đáng, lại có điểm thúi, tóm lại không dễ ngửi lắm. Cùng hắn đến gần nhà lá, vậy cổ mùi rượu thì càng gay mũi, xông được Diệp Thần nước mắt cũng mau chảy ra, đầu cũng có chút choáng váng, thật giống như uống rượu say liền vậy. Nhà lá cửa không có khóa, Diệp Thần nghe được bên trong truyền ra như sấm tiếng ngáy. Hắn đến gần đi qua vừa thấy, liền thấy trong nhà lá mặt, khắp nơi đều là tán lạc cái vỏ rượu, còn có một bộ bẩn thỉu trưng cất rượu công cụ. Một cái cả người dơ bẩn, mặt đầy vẻ say ông già, đang nằm nghiêng ở một tấm rơm dạ trên giường, ngủ khò khò. Hắn giữa eo treo một cái hồ lô rượu, đang ngủ mộng bên trong, lại thỉnh thoảng cầm lên hồ lô uống hai miệng, lại chầm chầm ngủ đi. Trong miệng lẩm bẩm không nghỉ, không biết nói gì lời say. Diệp Thần ngắm nhìn cái này mặt của lão giả bàng, gặp hắn lông mày từ bên trong phân đoạn, hình dáng lộ vẻ được khá là quái dị, muốn đến chính là Đoạn Mi lão tổ. Lập tức, Diệp Thần trầm giọng quát lên nói, Đoạn Mi lão tổ, người ngủ được thật đúng là thoải mái. Đoạn Mi lão tổ đang ngủ say bên trong, nghe được Diệp Thần tiếng quát, chau mày, lộ ra có chút không nhịn được diễn cảm, hơi hí ra tỉnh táo mắt say. Mơ mơ màng màng nói, ai à? Diệp Thần nói, là Phật tổ kêu ta tới. Cái này Phật tổ hai chữ nói ra, mới vừa còn ở mắt say tỉnh táo Đoạn Mi lão tổ, lập tức hù được tỉnh hồn lại, cả người nảy lên lên, lớn tiếng nói, Phật tổ sư huynh phái người tới giết ta. Hắn sợ hãi nhìn chung quanh, chỉ thấy được Diệp Thần một thân một mình, tu vi chỉ có chính là vô lượng cảnh tầng thứ 4, nhất thời lại ngây ngẩn. Ngươi là người nào? Vậy dám giả mạo ta Phật môn danh hiệu. Đoạn Mi lão tổ cảnh giác quan sát Diệp Thần, lại mang một chút khinh miệt, rõ ràng không tin Diệp Thần là Phật tổ phái tới. Nếu như Phật tổ muốn thanh lý môn hộ, đoạt về Long tổ nước mắt, sẽ không chỉ phái vô lượng cảnh tu sĩ tới đây. Đoạn Mi lão tổ, người thật là lão hồ đồ, liền trên người ta thiên cơ hơi thở, cũng bắt không tới sao. Diệp Thần nhìn thẳng Đoạn Mi lão tổ, lạnh lùng nói. Đoạn Mi lão tổ ngẩn ngơ, tính hạ tâm lai, cẩn thận bắt Diệp Thần trên mình thiên cơ hơi thở, quả nhiên mơ hồ dòm ngó thấy Phật tổ hình dáng, cũng biết liền Diệp Thần thân phận. À, lúc đầu ngươi là... Đoạn Mi lão tổ kinh hô thành tiếng. Diệp Thần xen lời hắn, ngươi biết liền tốt, cầm Long tổ nước mắt giao ra đi,
Phật tổ sẽ cho ngươi tự do, giải trừ đối ngươi lệnh truy sát. Nghe vậy, Đoạn Mi lão tổ cười hắc hắc cười, biết được Diệp Thần ý đồ sau đó, hắn ngược lại bình tĩnh xuống, tháo xuống bên hông hồ lô rượu, ngưỡng hầu uống một hớp, lau miệng, nói. Cái gọi là tự do, đối ta lại nói, không nửa điểm thí dụng, lão tử chỉ muốn uống rượu mà thôi. Cái này Long tổ nước mắt, nhưng mà pha rượu thứ tốt, ta không thể cho ngươi. Diệp Thần hờ hững nói, cái này sợ rằng không tới phiên ngươi không cho. Đoạn Mi lão tổ hì hì cười nhạt, nói, làm sao, muốn động thủ sao? Ta nói cho ngươi, nơi này chính là Cát Thành, ngươi dám động tay, sẽ chờ bị trộm tông trách phạt đi. Diệp Thần nói, ta không động thủ, nhưng ngươi không cho, vậy ta không thể làm gì khác hơn là kêu Phật tổ tới đây, tự mình hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần vận dụng một chút kinh cức phương tọa lực lượng, vô số điều bụi gai, từ trong phòng toát ra, rất nhanh đem toàn bộ gian phòng phong tỏa ở. Đoạn Mi lão tổ liền bị phong tỏa ở bụi gai bên trong, không cách nào hoạt động, sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Thần cũng không có cùng hắn nói nhảm quá nhiều, dù sao Phật tổ ngay tại Cát Thành còn chưa đi. Nếu như Đoạn Mi lão tổ không chịu cho, vậy hắn cũng chỉ dễ mời Phật tổ ra mặt giải quyết. Đừng đừng đừng, có lời thật tốt nói, đừng gọi ta sư huynh tới đây. Đoạn Mi lão tổ lập tức luống cuống, rõ ràng rất sợ Phật tổ, cũng không dám gặp mặt, khoát tay lia lịa. Diệp Thần cười nói, vậy hiện tại, ngươi có thể đem Long tổ nước mắt cho ta. Đoạn Mi lão tổ mặt đầy khổ não, nói, không được. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi còn muốn phản kháng. Vậy ta kêu Phật tổ tới đây. Đoạn Mi lão tổ cắn răng nói, ngươi nếu là dám gọi Phật tổ, ta tình nguyện tự bảo, lấy vết máu nhuộm Long tổ nước mắt, cũng sẽ không giao cho ngươi. Diệp Thần nói, ngươi dẫu có chết cũng không gặp Phật tổ, vì sao? Đoạn Mi lão tổ nói, chuyện của lão tử không cần ngươi nhúng tay, lão tử không gặp cũng không gặp, liên quan gì ngươi? Diệp Thần nghe hắn miệng đầy ô ngôn uế ngữ, muốn đến là bị trục xuất Phật môn sau đó, đã sớm sa đọa. Dừng một chút, Đoạn Mi lão tổ giọng hoán hòa một chút tới, nói, trước phiền trước lão tử, ngươi muốn Long tổ nước mắt cũng có thể, lấy đồ để đổi đi. Hắn cũng biết, cái này Long tổ nước mắt, hôm nay là phải giao ra. Nếu không Diệp Thần sẽ không nghỉ. Nhưng muốn hắn trắng tặng không ra, đó là tuyệt đối không thể. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, người muốn thứ gì? Đoạn Mi lão tổ chỉ Diệp Thần, run lên ngón tay mình, nói, ta biết trên mình ngươi có một quả đại lộ làm, hì hì, liền lấy đại lộ làm tới trao đổi đi. Dùng đại lộ làm pha rượu, ngâm đi ra ngoài đại lộ rượu, mùi vị có thể kém hơn Long tổ nước mắt ngâm rượu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể uống. Lão tử coi là sợ ngươi, dùng đại lộ làm đổi Long tổ nước mắt, ngươi được lợi lớn. Diệp Thần trầm giọng nói, đại lộ làm có thể pha rượu sao? Đoạn Mi lão tổ cười hắc hắc nói, dĩ nhiên có thể, lệnh bài kia trên bản chất chính là một đoàn đại lộ linh khí hội tụ, người thằng nhóc này từ thiên đường thế giới phi thăng tới đây, rất nhiều quy luật còn không quen thuộc chứ. Diệp Thần im lặng, đại lộ làm còn có thể pha rượu, cái này đích xác là hắn không có nghĩ qua. Ta là từ thế giới hiện thật phi thăng, không phải cái gì thiên đường. Diệp Thần lại cải tránh Đoạn Mi lão tổ giải thích. Đoạn Mi lão tổ khinh thường cười nhạt, nói thế giới hiện thật chính là thiên đường thế giới. Hi hi, thôi, không nói cũng được, người tiểu tử sẽ không hiểu, thật tốt thiên đường không ngây ngô, nếu không phải là bước vào không không lúc nào không cái này phiến hỗn loạn vực sâu, không phải muốn chết sao. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nghe Đoạn Mi lão tổ như thế nói. Chẳng lẽ thế giới hiện thật, sau lưng còn có mình không biết nhân quả bí mật. Đoạn Mi lão tổ vỗ vỗ hồ lô rượu, từ trong đó sử dụng một giọt nước mắt kết tinh, lệ kia tinh dịch thấu trong suốt, bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ, tựa như thật là một giọt thông thường nước mắt. Nhưng nhìn kỹ lại, là có thể thấy nước mắt tinh bên trong, chiếu ngược một đạo chàng trai bóng người, thân mặc áo đen áo khoác, gương mặt che đậy, không thấy rõ tướng mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt? Lãnh khốc, sắc bén, thô bạo, ác liệt, quân lâm thiên hạ, nhìn xuống vạn trần như con kiến hôi, nắm giữ hết thảy, ngạo thị hết thảy, nghiền ép hết thảy, coi chúng sanh như cỏ rác, nhưng lại thấm ra một cổ cực lớn thương hại, hình như là một cái muốn cứu bá tánh vương giả, cuối cùng nhưng không cách nào đột phá vận mạng những ràng buộc. Diệp Thần cho tới bây giờ không có gặp qua, như thế rung động lòng người ánh mắt.
Nếu như cái này thế gian, thật tồn tại cái gì quân vương bá chủ mà nói, đó chính là cái này nam tử. Nam tử này, chính là đạo tông sau lưng nắm giữ. Hắn ở không không lúc nào không, có một cái danh hiệu, đó chính là Đại Chủ Tể. Đại Chủ Tể thân phận, không người biết. Đã từng đạo tông bát tổ bên trong Long Tổ, mưu toan theo dõi Đại Chủ Tể thân phận, kết quả bị Đại Chủ Tể rơi xuống thiên phạt, thân xác thần hồn đều là vẫn diệt, chỉ để lại một giọt nước mắt. Cái này giọt nước mắt, còn chiếu ngược Đại Chủ Tể bóng người, đó là bực nào thô bạo, uy nghiêm, quân lâm thiên hạ. Diệp Thần chỉ là nhìn một cái, liền cảm thấy to lớn uy áp, liền trực tiếp muốn quỳ xuống thần phục. Thật may, hắn đạo tâm mạnh mẽ, rất miễn cưỡng chịu đựng xuống, cắn chặt hàm răng, cũng không có nhượng bộ. Ồ, Đoạn Mi lão tổ gặp Diệp Thần lại có thể nhìn được không quỳ, trong mắt lộ ra đặc biệt kinh ngạc kinh hãi dị thần sắc, rồi sau đó lại tràn đầy khen ngợi và thưởng thức, nói. Thằng nhóc ngươi, giỏi lắm. Thấy đạo tông đại chủ tể, còn dám không quỳ, ngươi có biết hay không, ta Phật tổ sư huynh, hắn lần đầu tiên thấy đại chủ tể bóng người thời điểm, ước chừng quỳ 7 ngày cũng không dám đứng lên. Ta càng thê thảm, ước chừng quỳ 100 năm mới dám đứng dậy. Đoạn Mi lão tổ ánh mắt chỉ thấy Diệp Thần, không dám đi xem giọt kia Long Tổ nước mắt. Hắn sợ hình mình thấy đại chủ tể bóng người sau đó, lại không nhịn được muốn quỳ xuống. Đại chủ tể uy áp, so với thiên đế cấp 9 lợi hại quá nhiều, hắn thậm chí hoài nghi, nguyên thiên đế và hồn thiên đế, đỉnh cấp thời điểm, có hay không đại chủ tể lợi hại. Diệp Thần trong bụng khiếp sợ, không nghĩ tới liền Phật tổ này các đại nhân vật, năm đó dòm ngó gặp đạo tông đại chủ tể bóng người, cũng trực tiếp bị đè được quỳ xuống. Thật may hắn có luân hồi huyết mạch, đủ để chịu đựng ở đại chủ tể uy áp. Đoạn Mi lão tổ nói không sai, dùng đại lộ làm để đổi Long Tổ nước mắt, đích xác là Diệp Thần được lợi lớn. Mới vừa Diệp Thần còn có do dự, bỏ không được dùng đại lộ làm để đổi Long Tổ nước mắt, dẫu sao đây là tham gia tranh phong thi đấu tín vật. Nhưng hiện tại, ở thấy được đại chủ tể bóng người sau đó, hắn không chút do dự nào, lập tức móc ra đại lộ làm, nói cái này Long Tổ nước mắt, ta đổi. Đại lộ làm không có, sau này có thể lại nghĩ biện pháp cướp lấy, nhưng cái này Long Tổ nước mắt bỏ lỡ, có thể thì thật bỏ lỡ. Hi hi, sảng khoái. Đoạn Mi lão tổ cười một tí, vậy lập tức dùng Long Tổ nước mắt, trao đổi đại lộ làm. Diệp Thần lấy được rồi Long Tổ nước mắt, cái này giọt nước mắt kết tinh, bề ngoài cũng không có chút nào linh khí tồn tại, nhưng làm Diệp Thần tinh thần, thấm vào nhập kết tinh nội bộ, liền có thể cảm nhận được một cổ ngút trời mênh mông năng lượng linh khí, cơ hồ phải đem hắn chìm ngập. Đó là đại chủ tể cái bóng ngược, mang tới ngút trời năng lượng. Đại chủ tể thần uy, là như vậy đáng sợ, lấy về phần một đạo cái bóng ngược, đều có khó lường năng lượng, cho dù là thông thường thiên đế chủ thần, ăn vào cái này giọt Long Tổ nước mắt, cũng sẽ sống sờ sờ bị căng bể. Người cầm Long Tổ nước mắt pha rượu, sẽ không sợ đại chủ tể hàng giận sao? Diệp Thần lấy được rồi Long Tổ nước mắt, lại hướng Đoạn Mi lão tổ hỏi. Đoạn Mi lão tổ cười hắc hắc nói, sợ cái gì, đại chủ tể bực nào nhân vật, làm sao sẽ theo ta tính toán chi ly. Bất quá cái này Long Tổ nước mắt ngâm rượu, ta cũng kém không nhiều uống ngán, ngày mới bắt đầu liền đổi một khẩu vị, ha ha ha. Hắn cầm đại lộ làm, chừng xem tường tận, 10 phần mừng rỡ hình dáng. Diệp Thần lắc đầu một cái, biết cái này Đoạn Mi lão tổ, đích xác là rượu như mệnh, hết có thuốc chữa. Lập tức, Diệp Thần liền cáo từ đều không nói một câu, xoay người rời đi. Hắn trở lại thành khu trong khách sạn, cùng Nhâm Phi Phàm gặp mặt. Long Tổ nước mắt lấy được rồi. Nhâm Phi Phàm hỏi. Lấy được rồi, nhưng đại lộ làm giao ra. Diệp Thần nói, lặng lẽ đem Long Tổ nước mắt lấy ra. Long Tổ nước mắt này cùng thần vật, muốn lấy được tay, đúng là không quá dễ dàng. Đại lộ làm mất thì mất, vậy coi là đáng giá được, sau này chúng ta lại nghĩ biện pháp cướp lấy đại lộ làm là được. Nhâm Phi Phàm vừa nói, ánh mắt một bên nhìn về phía giọt lệ kia tinh, khi thấy bên trong đại chủ tể cái bóng ngược, thanh âm hắn liền câm, cả người nhất thời ngây người, thân thể kịch liệt run rẩy. Diệp Thần cả kinh nói, Nhâm tiền bối, ngươi thế nào? Nhâm Phi Phàm yên lặng hồi lâu, bùi ngùi thở dài một tiếng, nói, không việc gì, chỉ là ta không nghĩ tới. Đạo tông sau lưng vị kia đại chủ tể, uy năng hơi thở lại khủng bố đến tình cảnh này. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, người vậy không chịu nổi đại chủ tể uy áp sao?
Nhâm Phi Phàm nói, có người ở bên người, ta có thể chịu đựng, ngươi là ta Hải Đăng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nghĩ đến cái gì, nói ta không có ở đây đâu. Nhâm Phi Phàm trầm mặc xuống, không trả lời, chỉ hình khẽ gật đầu một cái, nói chúng ta đi và Phật Tổ nói tạm biệt. Diệp Thần nư một tiếng, liền cùng Nhâm Phi Phàm cùng nhau, ra khách sạn, lần nữa đi trước Hắc Ám Cấm Địa, gặp mặt Phật Tổ nói tạm biệt. Phật Tổ bấm ngón tay tính toán, đã biết tất cả, thở dài nói, ta sư đệ chịu đem Long Tổ nước mắt giao ra, vậy coi là tốt chuyện, ta lấy là hắn cắn chết không chịu, chỉ là, hy sinh ngươi một khối đại lộ làm, thật là thật xin lỗi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói, không sao, đại lộ làm cũng không phải là chỉ có một khối, sau này có thể lại nghĩ biện pháp lấy được. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, chỉ là, Phật Tổ, Đoạn Mi lão tổ tựa hồ không dám gặp ngươi, không biết là sợ vẫn là cái gì. Phật Tổ nói, hắn là sợ ảnh hưởng ta Phật tim đi, hắn sa đọa thành cái bộ dáng này, vậy không mặt mũi gặp ta, nếu là sư phụ ở đây, khẳng định sẽ bị hắn tức chết. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, Phật Tổ, ngươi còn có sư phụ sao? Sư phụ ngươi là ai? Nhất định là giỏi lắm nhân vật lớn. Lòng hắn muốn Phật Tổ như vậy lợi hại, vậy Phật Tổ sư phụ, há chẳng phải là lợi hại đến nghịch thiên. Phật Tổ ánh mắt nhưng lâm vào mê mang bên trong, tựa như ở nhớ lại năm xưa năm tháng, nói, sư phụ ta sao? Thật ra thì, ta cũng quên sư phụ ta là ai, ta chỉ nhớ, nàng là một cái phong hoa tuyệt đại cô gái. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, Phật Tổ, ngươi liền chính ngươi sư phụ là ai, cũng có thể quên sao? Phật Tổ trầm giọng nói, vậy là đặc biệt rất xưa, đặc biệt lâu đời chuyện, ta trí nhớ mài mòn liền rất nhiều. Diệp Thần nói, coi như mài mòn, vậy cũng không nên. Phật Tổ ừ một tiếng, nói, ngươi là muốn nói, coi như trí nhớ mài mòn, cũng không nên quên mình sư phụ, dẫu sao là trọng yếu như vậy người, có phải hay không? Diệp Thần nói, ừ. Phật Tổ nói, ta nghĩ, hẳn là sư phụ ta tận lực xóa đi thiên cơ, xóa đi mình tồn tại dấu vết, cho nên đưa đến ta trí nhớ, vậy đi theo nghiêm trọng mài mòn, nàng thì không muốn để cho người khác còn nhớ nàng. Ta thời niên thiếu hậu, và Đoạn Mi lão tổ là bạn tốt, lúc ấy chính là cổ thần tranh bá đại loạn thế, chúng ta đều bị một cái ma thần bắt, đảm nhiệm huyết nô, ít ngày nữa liền muốn bị hiến tế. Là sư phụ hạ xuống, cứu chúng ta đi ra, ta đã không nhớ sư phụ dung mạo, nhưng ta còn nhớ lúc đó cảm thụ, hình như là trở lại mẫu thân trong ngực. Sư phụ ta nàng, nhất định là một rất ôn nhu, ghi trong tim rộng lớn cô gái. Nàng vậy nhất định là cái phong hoa tuyệt đại cường giả chí tôn, trong nháy mắt là được nghiền diệt những cái kia thần cao cao tại thượng linh cửa. Nguyên Thiên Đế hẳn là biết sư phụ ta, bởi vì ta nhớ, bọn họ đã từng ở chiến đấu với nhau qua, nhưng ta sau đó hỏi qua Nguyên Thiên Đế, sư phụ ta thân phận hướng đi, hắn nhưng thủy chung không chịu nói. Diệp Thần nghe được Phật Tổ mà nói, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt cùng chấn động. Phật Tổ sư phụ, có thể cùng Nguyên Thiên Đế sóng vai chiến đấu, thực lực kia có thể tưởng tượng được. Nhưng vì sao, thế gian hoàn toàn không có nàng nửa điểm dấu vết. Nhâm Phi Phàm đứng ở một bên, yên lặng nghe, xem hắn diễn cảm, hắn hẳn là nghe qua những lời này, cũng biết Phật Tổ có cái thần bí sư phụ, nhưng không biết người phần. Dừng một chút, Phật Tổ nói tiếp, ta đạo pháp thần thông căn cơ, là sư phụ là ta đánh rớt xuống, chờ ta tấn thăng thần đạo cảnh. Tham gia tranh phong thi đấu, đoạt được thứ nhất sau đó, nàng liền rời đi ta, nói ta đã có tư cách tự lập môn hộ. Ta liền thành lập Phật môn, truyền bá Phật Pháp, thu lấy tín nhiệm đồ, ta sư đệ cũng ở đây giúp ta. Nhưng sư phụ từ nay về sau, lại vậy không có tin tức, liên quan tới nàng trí nhớ, ta cũng không đoạn quên, vô luận ta như thế nào nhớ, đều không cách nào ngăn cản trí nhớ mài mòn. Thậm chí, ta đem chuyện nàng hành động, khắc viết ở trên vách đá, thế nhưng chút khắc chữ, vậy không tiếng động tiêu tán, thật giống như có một cổ lực lượng vô hình, ở xóa đi hết thảy tương quan dấu vết. Phật Tổ thanh âm mang một chút thống khổ, hắn không hề muốn quên mình sư phụ, nhưng lại không thể ngăn cản trí nhớ mất. Đáng sợ hơn phải, hiện tại hắn trí nhớ, vẫn còn tiếp tục mài mòn. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ liền thống khổ cũng quên. Bởi vì hắn sẽ không lại nhớ, mình còn có một cái như vậy sư phụ. Ta hoài nghi sư phụ ta đi tinh không bờ bên kia, cho nên ta cũng muốn đi tinh không bờ bên kia tìm nàng. Phật Tổ ánh mắt lại thấm ra vẻ kiên định, trong bàn tay sử dụng tinh không đạo thư,
Si Yêu quan sát, đầy mắt đều là chấp niệm. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Phật Tổ, lúc đầu ngươi muốn đi tinh không bờ bên kia, là vì tìm kiếm mình sư phụ sao? Phật Tổ cười khổ nói, đây là một phần chia nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là, ta muốn lấy được chân chính siêu thoát, hơn nữa, ta cũng muốn kiến thức một chút, cái gọi là trung cực, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần im lặng, không nói gì với nhau, dẫu sao tinh không bờ bên kia cảnh giới, đối hắn mà nói, vẫn là xa xôi liền một chút. Phật Tổ lắc đầu một cái thở dài nói, được rồi, không nói những thứ này, luân hồi chi chủ, người đi trước Thượng Hoàng Thiên Cung, thức tỉnh ra ra ngươi, ta trở về Thiện Vậy Vườn, nếu như có cần gì hỗ trợ, có thể kêu gọi ta tên chữ. Diệp Thần nói, Phật Tổ là đại nhân vật, là luân hồi trận doanh một tấm lớn lá bài tẩy, Diệp Thần tự nhiên là sẽ không dễ dàng vận dụng. Thông thường khó khăn, hắn có thể tự mình giải quyết, nếu như là gặp phải Thiên Đế chủ thần uy hiếp, vậy cũng có thể thì phải gọi Phật Tổ. Thương nghị đã định, lập tức Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm liền rời đi Cát Thành, đi Thượng Hoàng Thiên Cung. Phật Tổ vậy lặng lẽ rời đi, trước trở lại lãnh địa Thiện Vậy Vườn. Nhâm Phi Phàm hướng Diệp Thần nói, có thể bắt được Thượng Hoàng Thiên Cung tọa độ sao? Diệp Thần nói, có thể, Nhâm tiền bối, ta cho chỉ ngươi đường. Vậy Thượng Hoàng Thiên Cung tọa độ, đặc biệt bí mật, thậm chí liền Nhâm Phi Phàm cũng không biết, là Diệp Thần ra ra tận lực che giấu, miễn được bại lộ thiên cơ. Năm đó Diệp Thần ra ra, bị Xà Thiên Đế gây thương tích sau đó, liền mất đi ngoại thần bá chủ thực lực, nếu như bại lộ mình lãnh địa chỗ, rất có thể đưa tới bất trắc họa. Thật may, Diệp Thần và Gia Gia huyết mạch tương thông, có thể cảm ứng được Thượng Hoàng Thiên Cung tọa độ. Bất quá, vì để tránh cho bại lộ thiên cơ, bị địch nhân dòm ngó, hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục giữ bí mật, thậm chí liền Nhâm Phi Phàm đều không thể trực tiếp nói cho, chỉ là chỉ đường. Lập tức, liền do Diệp Thần chỉ đường, Nhâm Phi Phàm phá toái hư không, hai người ước chừng xài một ngày thời gian, mới tránh thức đến Thượng Hoàng Thiên Cung địa giới. Thượng Hoàng Thiên Cung chỗ ở địa giới, liền kêu lên hoàng giới, ở nơi này trên hoàng giới bên trong, khắp nơi thờ phụng pho tượng, cũng không phải Diệp Tà Thần đây, mà là Diệp Thần. Diệp Thần hạ xuống đến trên hoàng giới sau đó, một mắt quét nhìn qua, liền thấy rất nhiều mình pho tượng, có hàng tỷ chúng sanh quỳ bái, hương khói cường thịnh. Hắn cảm nhận được vô số tín đồ tín ngưỡng lực lượng, tinh thần làm rung lên, cảm thấy phong phú thoải mái. Nhâm Phi Phàm đi tới trên hoàng giới, cũng tránh thức biết Thượng Hoàng Thiên Cung tọa độ. Hai người hạ xuống, kích động thiên cơ, từ trên hoàng giới trung ương cung điện bên trong, có mười mấy cao tầng trưởng lão, bay lên trời, chạy tới nghênh tiếp. Gặp qua Luân Hồi Thiên Đế, Huyết Nguyệt Thiên Đế. Vậy mười mấy trưởng lão, bay đến Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm trước mặt, cung kính khom người thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Diệp Thần cười nói, ta còn không phải là Thiên Đế. Một cái trưởng lão nói, bệ hạ bây giờ không phải là, sau này nhất định có thể bước lên vô cùng xương đế. Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên, nghe được người khác gọi mình là Thiên Đế bệ hạ, cảm thấy mới lạ, chỉ là lo lắng đức không xứng tên, muốn uốn nắn, nhưng gặp những trưởng lão, cung kính sùng bái chi tâm từ tới thành, cũng không nỡ tưới tắt bọn họ nhiệt tình, liền gật đầu một cái, đón nhận tiếng xưng hô này, nói. Gia gia ta có tốt không? Một cái trưởng lão chau mày, chần chờ một tí, nói, hồi bẩm bệ hạ, tình huống không quá lạc quan, trên hoàng chí tôn nội thương nghiêm trọng, hơn nữa ngày xưa rắn độc phát làm, ách nan khí triển thân, chúng thần mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, là hắn kéo dài tánh mạng, lại kéo dài như vậy nữa, sợ rằng ta Thượng Hoàng Thiên Cung kho giấu, muốn không chịu nổi. Diệp Thần nghe ra ra tình huống nghiêm trọng như vậy, vậy có chút lo âu. Nhưng nghĩ tới có Long Tổ nước mắt nơi tay, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, liền thoáng giải sầu, nói, không sao, mang ta đi xem. Trưởng lão kia nói, Đoàn người mang Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm, bước vào Thượng Hoàng Thiên Cung cung điện, rất nhanh đi tới sau núi một nơi linh khí dư thừa địa phương. Nơi đây điềm lành lộ ra, dọn ra dao dậy phượng, sương mù màu vàng dải đất, treo trên bầu trời hòn đảo rủ xuống thác nước, thủy thải thiên điều. Đỏ nghê vạn nặng, hết sức khí tượng biến ảo, như truyền thuyết tiên cảnh, không nhiễm chút nào bụi bặm. Tầng tầng sáng mờ thủy khí, hội tụ thành một tòa quỳnh nước thủy ao, hơi nước hòa hợp, linh quang phiêu bay, trong hồ ngâm một tấm giường ngọc, Diệp Thần ra ra Diệp Tà Thần, đang nằm ở trên giường ngọc, cặp mắt khép lại, hơi thở mong manh, trên da hiện đầy màu đen độc ban,
những cái kia độc ban mơ hồ lại buộc vòng quanh từng cái rắn độc hình dáng, đặc biệt kinh khủng dữ tợn. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, lấy làm kinh hãi, nói, Diệp lão thương thế lại nghiêm trọng như vậy, Diệp thần, thật may ngươi lấy được rồi Long Tổ nước mắt, nếu không muốn chữa trị, sợ rằng thật không có như vậy dễ dàng. Chung quanh các trưởng lão, cũng nghe qua Long Tổ nước mắt truyền thuyết, rối rít kinh hãi chấn động, nói, bệ hạ, người bắt được Long Tổ nước mắt. Đây chính là trong truyền thuyết thần vật à, có đạo tông đại chủ tể lực lượng khí tức. Diệp thần gật đầu một cái, nói, Long Tổ nước mắt khí tượng quá lớn, các ngươi xoay người, không muốn xem chút. Tất cả trưởng lão trong lòng rét một cái, kêu, ừ. Rối rít xoay người. Diệp thần thần sắc ngưng trọng, đem Long Tổ nước mắt sử dụng, tay gõ mở ra ra cằm, đem nước mắt tinh bắn đi vào. Ra ra Diệp tà thần ăn vào Long Tổ nước mắt, thoáng chốc tới giữa, thì có ngàn vạn nặng minh mông thiên đế khí, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, mang theo ngập trời đại lộ lực, ngay tức thì liền đem trên mình rắn độc, mảng lớn rội rửa đi. Nội thương của hắn, ở Long Tổ nước mắt thiên đế khí bồi bổ hạ, cũng là nhanh chóng khôi phục, nguyên bản khô héo gương mặt, dần dần khôi phục đỏ thắm vẻ. Ở giữa thiên địa, có như sấm to lớn vang động quanh quẩn, chín tầng trời trong hư không, hiện ra một đạo thiên đế bóng người, thân mặc áo đen áo khoác, lộ ra một đôi vô cùng uy nghiêm ánh mắt, chính là truyền thuyết bên trong, đạo tông đại chủ tể bóng người. Giọt kia Long Tổ nước mắt, ở Diệp tà thần trong cơ thể hòa tan, đạo tông đại chủ tể bóng người, vậy đi theo hiển hóa đi ra. Cái này cổ hiển hóa, chỉ là mấy hơi thở thời gian, đạo thân ảnh kia, liền hóa thành nguyên thủy thiên đế khí năng tính, như trời ban chúc phúc, biến hóa ra muôn vàn mưa hoa rực rỡ, cầu vồng thiên điều, thủy khí nhô lên, hạ xuống Diệp tà thần trên mình. Vậy mười mấy trưởng lão, nhưng là rối rít kêu to lên, đầy mặt kinh hãi kinh hãi. Mới vừa đạo tông đại chủ tể bóng người, mặc dù chỉ là chớp mắt rồi biến mất, thế nhưng cổ uy nghiêm cùng bá đạo hơi thở, lại lớn lớn rung động bọn họ đạo tâm. Bọn họ phát ra sợ hãi kêu, sắc mặt lộ vẻ xúc động, tại chỗ liền quỳ xuống, run lẩy bẩy, hoàn toàn không cách nào chịu đựng đại chủ tể uy áp. Diệp thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau một mắt, đều cảm vậy đại chủ tể lợi hại. Giọt kia Long Tổ nước mắt, bởi vì hàm chứa đạo tông đại chủ tể lực lượng, cho nên linh khí đặc biệt đậm đà, ban phúc lực bàng bạc vô biên. Ở Long Tổ nước mắt bồi bổ hạ, Diệp tà thần thương thế khôi phục rất nhanh, ngay sau đó mở mắt ra, tỉnh hồn lại. Hắn vừa tỉnh lại, thấy chung quanh lưu lại đại lộ khí tượng, liền biết được tất cả, trong bụng kinh hãi không dứt, thanh âm vậy có chút run rẩy nói, đại chủ tể. Diệp thần gặp Gia Gia tỉnh lại, nhất thời đại hỉ, nói, Gia Gia, người rốt cuộc tỉnh. Diệp tà thần thấy Diệp thần, còn có Nhâm Phi Phàm cũng ở bên cạnh, thoáng phục hồi tinh thần lại, cười một cái, nói, Diệp thần, Nhâm huynh, nhờ có các ngươi, nếu không, ta có thể thì phải một mực ngủ say. Hắn nhìn chung quanh, gặp những trưởng lão kia còn quỳ xuống đất, cũng biết là đại chủ tể uy áp, để cho bọn họ đạo tâm tùng sợ hãi, thậm chí không dám đứng dậy. Tất cả đứng lên đi, sợ cái gì, đại chủ tể lợi hại hơn nữa, có cháu ta lợi hại sao? Diệp tà thần quát to một tiếng, như hồng trung đại lữ. Những cái kia quỳ các trưởng lão, mau chóng tỉnh ngộ, liền rối rít đứng dậy, hướng Diệp tà thần và Diệp thần thi lễ. Diệp thần vội nói, ra ra, người có thể hại chết ta, ta làm sao có thể cùng đại chủ tể so sánh? Diệp tà thần vui vẻ cười to, nói, một ngày nào đó, ngươi tu vi sẽ vượt qua cái gì đó đại chủ tể, hì hì, ra ra tin tưởng ngươi, ho. Hụ hụ. Nói xong lời cuối cùng, Diệp tà thần lại ho khan kịch liệt đứng lên, gương mặt một hồi trắng bệch. Diệp thần nói, ra ra, thế nào, thương thế còn chưa lành sao? Diệp tà thần chậm qua một hơi, nói, không có sao, ra ra không có gì đáng ngại, chỉ là năm đó bị xà thiên đế gây thương tích, hắn ở trong cơ thể ta lưu lại rắn độc, đã cùng ta huyết mạch hòa làm một thể. Long Tổ nước mắt xua tan 90%, nhưng còn có chút hơn độc khó mà trừ tận gốc, bất quá không có gì đáng ngại, ta hỏi mờ mịt thương hội cầm một chút thuốc, là được hoàn toàn trị tận gốc. Diệp thần nói, mờ mịt thương hội là... Diệp tà thần nói, là không không lúc nào không sáu đại thương hội một trong, mờ mịt thương hội xếp hạng thứ 5, tổng hội trưởng thân phận thành mê, nghe nói là thần tài lão tổ đã từng là người làm, nhưng chỉ là truyền thuyết, chân tướng như thế nào, cũng không ai biết. Diệp thần nói, thần tài lão tổ. Diệp tà thần nói, ừ, thần tài lão tổ,
chính là đạo tông bát tổ một trong, trông coi tài bảo tài nguyên, Cát Thành chính là hắn chủ trì khai sáng. Hi hi, người này làm ăn đầu óc cực tốt, biết lợi dụng đạo tông sức ảnh hưởng, khai sáng một cái khu an toàn, đảm nhiệm vật phẩm mua bán chi địa, đạo tông lại từ bên trong bơm nước, vậy thì thật là ngày thu lon vàng, tài nguyên cuồn cuộn, tranh phong thi đấu khen thưởng, là một lần so một lần phong phú. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, lúc đầu Cát Thành sau lưng người khai sáng, chính là cái này thần tài lão tổ. Lại có thể ở không không lúc nào không như thế địa phương hỗn loạn, sáng lập Cát Thành, thần tài lão tổ thủ đoạn, có thể gặp một ban. Nếu như mờ mịt thương hội tổng hội trưởng, thật là thần tài lão tổ người bên người, vậy tuyệt đối không đơn giản. Diệp Tà Thần nói, ta biết mờ mịt thương hội một cái phân hội trưởng, nàng kêu Liễu Diệp Hy, chúng ta thượng hoàng thiên cung, và nàng giao dịch lui tới mật thiết, ta hàng năm rắn độc phát làm, đều phải dựa vào nàng cung cấp dược vật đặc biệt, mới có thể chậm tách ra. Loại thuốc kia vật, kêu long xà thiên u hoàn, là dùng ám âm vực sâu đặc sản long xà u lan luyện chế. Hôm nay ta rắn độc, chỉ còn lại chút không thanh, lại ăn mấy viên long xà thiên u hoàn, phỏng đoán là được hoàn toàn giải quyết, lại không hậu hoạn. Long xà u lan, ám âm vực sâu. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này ám âm vực sâu, chính là luân hồi đại năng Huyền Trần Thiên Đế, chân thân bị phong ấn địa phương. Gia gia cần thuốc, nguyên vật liệu cũng ở đây ám âm vực sâu. Diệp Thần trong sâu thẳm, cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người, thật giống như có một đôi vận mạng bàn tay, phải đem mình đẩy đi vực sâu vậy. Diệp Tà Thần nói, Diệp Thần, người ở trong cung ở tạm mấy ngày, ta sẽ để cho mờ mịt thương hội bên kia, đưa thuốc tới đây. Chỉ là, ra ra coi như rắn độc trừ tận gốc, sau này vậy rất khó lại quật khởi, ta ngoại thần thiên tôn vị trí, đã bị Hồng Quân lão tổ cướp đi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tà Thần trên mặt vậy lộ ra tức giận bất đắc dĩ thần sắc, hắn đã bắt được thiên cơ, biết ngoại thần liên minh bên kia, tước đoạt hắn chí tôn vị, cũng đề cử Hồng Quân lão tổ, là mới chí tôn. Thật ra thì hắn ở liên minh bên kia, cũng có không thiếu tâm phúc, nhưng tiếc là Hồng Quân lão tổ thực lực, chân thực quá mức mạnh mẽ. Hồng Quân lão tổ muốn cướp đoạt chí tôn ngôi, không có bất kỳ người có thể ngăn cản. Diệp Thần an ủi, ra ra, không có chuyện gì. Người bình phục cho giỏi. Nhâm Phi Phàm cũng nói, Diệp lão, từ nay về sau, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ nâng đỡ Diệp Thần, từng bước một lên đỉnh. Diệp Tà Thần gật đầu một cái, cũng biết thuộc về mình thời đại, đã qua, hiện tại luân hồi trận doanh cốt lõi nhất nhân vật, chính là Diệp Thần. Diệp Thần à, đạo tông tranh phong thi đấu, sắp cử hành, ngươi nhất định phải đoạt cúp, chỉ có lấy được rồi hạng nhất, ngươi mới có đứng vững gót chân có thể. Diệp Tà Thần tuần tuần dặn dò, biết thế cục kết tiếp mấu chốt, chính là tranh phong thi đấu. Diệp Thần chỉ có bắt được hạng nhất, bắt được thiên đế thần nguyên khen thưởng, mới có thể đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng chân tránh cùng Hồng Quân lão tổ đối kháng. Ta biết, ra ra. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu, đối vậy sắp đến tranh phong thi đấu, cũng là tràn đầy hứng thú. Đêm đó, Diệp Thần liền ở Thượng Hoàng Thiên Cung ở. Hắn ở tại thiên đế trong tẩm cung. Yên lặng điều tức vận công, cắt tỉa tự thân các loại thần thông công pháp, pháp bảo thần vật vân. Vân, Trảm Thiên Cửu Kiếm, Thần Kiếm Ngự Lôi Quyết, Đại Hoang Trộm Thiên Thuật, Thanh Liên Đúc Thánh Pháp, Lớn Mộ Thần Kiếm, Thốn Kình Khai Thiên, Phật Tổ Chân Kinh, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, Phù Quỷ Mẫu Ổ, Bắc Minh Thôn Thiên Pháp, Huyền Trần Tiên Kinh, Chư Thần Hoàng Hôn, Kinh Cức Phương Tọa, Thiên Thương Quyền, Đạo Tông Chú Đan Thuật Vân. Vân, hắn võ đạo công pháp hỗn tạp. Tuy nói mỗi một môn đều hết sức tinh thông, nhưng muốn thông hiểu đạo lý mà nói, còn cần ngày đêm chuyên cần khổ luyện, không thể hoang phế. Ngoài ra, Diệp Thần 10 khối luân hồi huyền bia, lúc này vậy dần dần khôi phục linh khí, kém không nhiều có thể sử dụng. Có luân hồi huyền bia trợ lực, vậy Diệp Thần lá bài tẩy càng nhiều, cho dù đối mặt cường địch, cũng có thể hơn một phần sức lực. Mộ chủ, tiếp theo, ngươi là chuẩn bị đi ám âm vực sâu, cứu ta chân thân sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế bóng người nổi lên, ngưng trọng hỏi nói. Đúng vậy, tiền bối, cùng ra ra ta rắn độc hoàn toàn trừ tận gốc, ta là được an tâm rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung, đi ám âm vực sâu cứu ngươi. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm thấy ám âm vực sâu bên kia, vô cùng nguy hiểm, nhưng sau lưng vậy mang theo to lớn cơ duyên. Hắn chỉ cần có thể gặp giữ hóa lành, là có thể thu hoạch thiên đại tạo hóa, tu vi có thể lại lên một tầng lầu.
ta khuyên ngươi tạm thời vẫn là không nên đi. Huyền Trần Thiên Đế nhưng nặng nề nói. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tại sao? Huyền Trần Thiên Đế cong ngón tay tính toán, nói ta cảm thấy ám âm vực sâu bên kia, dòng nước ngầm trào đáng, hung hiểm vô cùng, người nếu như đi, có thể sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Chỗ đó, dẫu sao là hắc ám hồn tộc lãnh địa, quyết không thể liều lĩnh. Cái gọi là hắc ám hồn tộc, chính là hồn thiên đế hậu duệ gọi chung, còn có hồn thiên đế các tín đồ, cho dù không có hắc ám huyết mạch, vậy thích gọi mình là hắc ám hồn tộc. Diệp Thần nói, tiền bối, ta nếu là không đi, người chân thân, chẳng phải là muốn tiếp tục chịu khổ. Hơn nữa, ta cảm giác được, chỗ đó, sẽ có đại cơ duyên đang chờ ta. Huyền Trần Thiên Đế nói, người tốt nhất còn chưa phải đi, ta suy tính thiên cơ, mơ hồ bắt được đuôi thú hơi thở. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, đuôi thú. Huyền Trần Thiên Đế nói, đúng vậy, ở trong tối âm vực sâu bên kia, rất có thể sẽ có đuôi thú qua lại. Ta không tính sai, hẳn là bốn đuôi, hắn tên gọi Chu Thương Kiếm. Diệp Thần nói, Chu Thương Kiếm, bốn đuôi vậy hóa thân thành hình người. Huyền Trần Thiên Đế nói, không sai, cái này bốn đuôi, thật ra thì đã từng bị lớn Chu gia tộc bắt được qua, cũng sản sinh ra linh thức, nhưng hắn sau đó trốn thoát, ta có dự cảm, đoạn thời gian này, hắn sẽ tiến vào ám âm vực sâu. Diệp Thần nói, hắn đi ám âm vực sâu làm gì? Huyền Trần Thiên Đế cười khổ một tí, lại không có trả lời thẳng, nói, tóm lại, đoạn thời gian này, ám âm vực sâu vô cùng là hung hiểm, bốn đuôi lực lượng, không phải ngươi có thể chống lại, ngươi tốt nhất qua đoạn thời gian lại đi. Đuôi thú lực lượng, một đầu so một đầu lợi hại. Bốn đuôi lực lượng, nếu như toàn bộ bộc phát ra nói, hắc ám cùng không rõ hơi thở, đủ để ngay tức thì đem Diệp Thần chìm ngập. Diệp Thần chau mày, hướng Huyền Trần Thiên Đế nói, ta xem nói sau. Đến được ngày thứ hai, Diệp Thần tỉnh lại, mờ mịt thương hội vị kia phân hội trưởng Liễu Diệp Hy, vậy nhận được tin tức, ngày hôm nay tự mình dẫn người tới thăm. Diệp Thần, Diệp Tà Thần hai người, ở trong đại sảnh nghênh đón. Còn như Nhâm Phi Phàm, hôm qua đã cáo từ rời đi, lần nữa trở lại Phật Tổ lãnh địa bên trong, tiếp tục thử nghiệm đánh vào siêu phẩm thiên đế. Phòng khách bên trong, Diệp Thần, Diệp Tà Thần, Liễu Diệp Hy ba người, phân chủ khách ngồi xuống. Diệp Thần ánh mắt âm thầm quan sát Liễu Diệp Hy, chỉ gặp đó là một cái tương đương hiên ngang lão luyện cô gái, một đôi đan phượng mắt tam giác, hai cong mày lá liễu treo sau mi, vóc người thon thả, ăn mặc thải tú cẩm y, vừa thấy chính là hàng năm người sống trong nhung lụa vật. Diệp Tà Thần mệnh người làm dâng lên nước trà, cười híp mắt nói, Liễu hội trưởng, ta muốn long xà thiên u hoàn, chắc hẳn ngươi đã mang tới chứ. Không biết cần muốn bấy nhiêu hoàng kim nguyên ngọc, vẫn là lúc đầu giá tiền sao? Liễu Diệp Hy khóe miệng vậy gợi lên mỉm cười, nhìn xem Diệp Tà Thần, lại nhìn xem Diệp Thần, nói, nghe Diệp Thần công tử, thuật luyện đan thông thiên, thậm chí nắm giữ trong truyền thuyết đạo tông chú đan thuật, chúng ta mở mịt thương hội, gần đây muốn đúc luyện một quả đặc thù đan dược, có thể cần Diệp công tử hỗ trợ. Diệp Thần trong bụng rét một cái này mở mịt thương hội, có ít đồ, cũng biết mình nắm giữ đạo tông chú đan thuật. Diệp Tà Thần khẽ cau mày, nói, Liễu hội trưởng ý là. Liễu Diệp Hy cười nói, Diệp lão tiên sinh, lần này ngươi muốn long xà thiên u hoàn mà nói, không cần tiêu phí bất kỳ hoàng kim nguyên ngọc, chỉ cần mời nhà ngươi Diệp công tử, đến ta mở mịt thương hội một chuyến, hỗ trợ luyện chế đan dược, chúng ta liền có thể cầm long xà thiên u hoàn cho ngươi. Hơn nữa, Diệp công tử, chúng ta còn sẽ ngoài định mức lại cho ngươi một khoản nguyên ngọc. Diệp Thần trầm giọng hỏi, không biết Liễu hội trưởng, là muốn luyện chế đan dược gì? Liễu Diệp Hy nói, một loại kêu Nguyệt Hoàng Ma Đan đặc thù đan dược, là Tổng hội trưởng đại nhân mong muốn. Cái này Nguyệt Hoàng Ma Đan, luyện chế vô cùng là khó khăn, cần 7-74-19 vị luyện đan sư, chung nhau ra tay đúc luyện. Ta mờ mịt thương hội, đã mời được 48 vị đan sư, nhưng còn thiếu một vị. Nguyệt Hoàng Ma Đan. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, ngón tay rút lại tay áo bảo bên trong, âm thầm theo dõi suy diễn. Nhưng lại bắt không tới chút nào mặt mũi. Cái này Nguyệt Hoàng Ma Đan, rất thần bí, không biết có tác dụng gì. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần nhưng bắt được vẻ nguy hiểm hơi thở. Cái này Nguyệt Hoàng Ma Đan, muốn là thật luyện chế được, rất có thể đối hắn bất lợi. Diệp Tà Thần ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế ngồi nắm tay, tựa hồ cũng ở đây suy tính sau lưng cắt hung, đang trầm ngâm sau một hồi, hắn ha ha cười một tiếng,
nói. Muốn gọi nhà ta Diệp Thần ra tay, giúp các người luyện chế đan dược, vậy cũng có thể, nhưng các người nhất định phải ngoài định mức trả tiếp ra điểm thù lao. Liễu Diệp Hy nói, không biết Diệp Lão tiên sinh, muốn thù lao gì? Diệp Tà Thần nói, thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Liễu Diệp Hy nghe được thiên ma cổ bảo bốn chữ, sắc mặt nhất thời thay đổi, nụ cười hoàn toàn cứng ngắc, nói, Diệp Lão tiên sinh, người đây là nói đùa, thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, vật chân quý như vậy, làm sao có thể tùy tiện đưa tiễn? Diệp Tà Thần cười nói, nhà ta Diệp Thần luyện đan bản lãnh, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, có hắn ra tay, các ngươi cái gì đó Nguyệt Hoàng Ma Đan, khẳng định có thể luyện chế thành công. Các ngươi mở mịt thương hội, ít nhất có 3 khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, ta chỉ cần 1 khối, không coi là quá đáng chứ. Liễu Diệp Hy thanh âm khô khốc nói, ngày trước ma cổ bảo, chính là hồn thiên đế đã từng ở qua lâu đài, vạn pháp không phá, phòng thủ kiên cố, cái cổ bảo này một hạ xuống. Truyền thuyết cả ngày đế chủ thần, đều không thể oanh phá. Ở hồn thiên đế chết sau đó, hắn thiên ma cổ bảo, chia làm 6 khối mảnh vỡ, ta mở mịt thương hội tuy có 3 khối, nhưng mỗi một khối đều là vô cùng chân quý tồn tại, là tuyệt đối không thể tặng cho người ngoài. Diệp Thần nghe được Liễu Diệp Hy mà nói, trong lòng chấn động một cái, mới biết ngày trước ma cổ bảo, nguyên lai là hồn thiên đế ở qua lâu đài, giá trị thông thiên triệt địa, cũng khó trách nàng không chịu tặng. Diệp Tà Thần ha ha cười nhạt, nói ta Thượng Hoàng Thiên Cung, cùng các người mở mịt thương hội, hợp tác lâu như vậy, lúc đầu còn chỉ là người ngoài sao. Vậy coi như, Liễu hội trưởng, người đi thôi, cái này cái gì rồng rắn thiên u hoàn, ta không muốn cũng được, chính là một chút còn sót lại rắn độc, ta cái này lão xương, còn chịu đựng được. Liễu Diệp Hy gặp Diệp Tà Thần thật sự nổi giận, hoảng hốt vội nói, Diệp lão tiên sinh bất giận. Dừng một chút. Nàng cau mày trầm ngâm nói, thiên ma cổ bảo không phải chuyện đùa, ta được hướng tổng hội trưởng xin phép. Diệp Tà Thần nói, vậy ngươi đi liền xin phép, muốn gọi nhà ta Diệp Thần ra tay, giúp các ngươi luyện đan, các ngươi vậy phải ra chút máu, nếu không cũng quá bôi nhỏ chúng ta luân hồi trận doanh danh tiếng. Liễu Diệp Hy lúng túng nói, ừ. Lập tức, nàng liền đứng dậy, rời đi trước Thượng Hoàng Thiên Cung, tự mình trở lại mờ mịt thương hội, xin phép thượng cấp. Ở Liễu Diệp Hy sau khi đi, Diệp Tà Thần liền cười híp mắt hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần à, người dẫu sao là cấm thần phi thăng, thiên kiếp còn không qua đây, lần này nếu là có thể bắt được thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, đem ngươi tới độ kiếp, có bữa ma cổ bảo bảo vệ, vậy thì không sơ hở tí nào. Thiên ma cổ bảo, vạn pháp không phá, thậm chí có thể chịu đựng ở thiên đế chủ thần đánh, vô cùng lợi hại. Năm đó hồn thiên đế, có vô số kẻ thù, nhưng hắn cư ngụ ở bên trong lâu đài mặt. Cho tới bây giờ không đề phòng, cũng không lo lắng bất kỳ thù giết. Bởi vì hắn thiên ma cổ bảo, phòng ngự tuyệt đối vững chắc, trừ phi nguyên thiên đế ra tay, nếu không thế gian không có người nào có thể oanh phá. Cho dù năm tháng mài mòn, thiên ma cổ bảo lại nứt ra chia 6 khối mảnh vỡ, nhưng như cũng có cường hãn lực phòng ngự, phải giúp Diệp Thần ngăn cản thiên kiếp, đó là dư sức có thừa. Diệp Thần trong lòng hơi ấm, ra ra là khắp nơi là hắn lo nghĩ. Còn tưởng nhớ hắn chưa từng độ kiếp chuyện. Thuộc về hắn không không thiên kiếp, tương hội tại nửa năm sau hạ xuống, có bữa ma cổ bảo bảo vệ nói, vậy Diệp Thần liền có thể bảo đảm an toàn. Đợi một ngày, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Diệp Hy lần nữa đi tới Thượng Hoàng Thiên Cung, mang trên mặt thần sắc vui mừng, nói, Diệp lão tiên sinh, Diệp công tử, tổng hội trưởng đã đáp ứng, có thể đem thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, đưa cho các ngươi, chỉ cần Diệp công tử có thể ra tay. Thành công đúc luyện ra Nguyệt Hoàng Ma Đan. Diệp Tà Thần vui vẻ nói, được, rất tốt, thay ta hướng các ngươi tổng hội trưởng, nói một tiếng cảm ơn. Hắn biết thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, cực kỳ chân quý, Diệp Thần ra tay một lần, là có thể bắt được như vậy thần vật, tuyệt đối là được lợi lớn. Diệp Thần nói, còn có ra ra ta muốn long xà thiên u hoàn. Liễu Diệp Hy nói, Diệp công tử mời yên tâm, cùng Nguyệt Hoàng Ma Đan đúc thành công. Nên cho ngươi đồ, chúng ta cũng sẽ cho. Diệp Thần gật đầu nói, vậy thì tốt. Hắn tâm lý lại rất là tò mò, không biết vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan, mờ mịt thương hội phải dùng tới làm gì, lại có thể chịu tốn phí giá lớn như vậy, thậm chí nguyện ý cầm ra một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Liễu Diệp Hy nói, Diệp công tử nếu là thuận lợi, rồi mời theo ta đi thương hội lãnh địa một chuyến. Dừng một chút, nàng lại nói, Diệp công tử mời yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bại lộ ngươi thân phận.
Diệp Thần gật gật đầu nói, quý thương hội uy tín, ta là tin được. Không không lúc nào không sáu đại thương hội, đều đã kinh doanh vô số kỷ nguyên, đặc biệt chú trọng uy tín. Hơn nữa luân hồi trận doanh thế lực khổng lồ, bọn họ nếu là dám qua loa bại lộ Diệp Thần thân phận, tất nhiên sẽ gặp bị ngập trời trả thù, Diệp Thần tin tưởng bọn họ sẽ không như thế ngu xuẩn. Lập tức, Diệp Thần che giấu hơi thở, dịch dung cải trang, dùng tên giả Trần Dạ, liền giống như là cái phổ thông vô lượng cảnh võ giả, đi theo Liễu Diệp Hy, lên đường đi mờ mịt thương hội. Mờ mịt thương hội lãnh địa, liền kêu mờ mịt chi địa, là một phiến nhẹ mây tế tháng, lưu gió hồi tuyết, thủy khí bốc hơi lên, hà thải nhẹ nhàng tiên ra thánh cảnh, hoàn cảnh mười phần thanh u. Ở mờ mịt chi địa bên trong, đứng sừng sững một pho tượng, bề ngoài mập mập mạp mập, mặt mũi muốn nựng, kim quang vần quanh, nền móng bốn phía thờ phụng rất nhiều vàng kim nguyên bảo, nguyên ngọc san hô cùng chân vật. Pho tượng kia, Diệp Thần vừa thấy, Thiên Cơ Bát, cũng biết là truyền thuyết bên trong, thần tài lão tổ pho tượng. Các ngươi mờ mịt thương hội, cung phụng thần tài lão tổ sao? Nghe nói các ngươi tổng hội trưởng, là thần tài lão tổ đệ tử. Diệp Thần thử hỏi dò. Hắn muốn biết nhiều một chút đầu mối, như vậy có lẽ có thể có đầy đủ đầu mối, suy tính ra sau lưng Nguyệt Hoàng Ma Đan bí mật. Liễu Diệp Hy cười nói, Diệp, Trần Dạ công tử, cái này ta cũng không biết, thần tài lão tổ trông coi tài nguyên, vậy thương hội cũng sẽ cung phụng, không có gì đặc biệt. Diệp Thần khóe miệng hơi vuốt một cái độ cong, nói, phải không? Liễu Diệp Hy làm một động tác tay mời, nói, Trần Dạ công tử, mời, những luyện đan sư khác, cũng đang chờ ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo Liễu Diệp Hy, đi phía trước một tòa kiến trúc đi tới. Đó là mờ mịt thương hội trụ sở chính chỗ, là một tòa thật to bao la phủ đệ hai bên khác thường thú ngồi xổm phục, nhiều đội dũng mãnh vệ binh đang tuần tra. Khi nhìn đến Liễu Diệp Hy đến gần sau đó, những vệ binh kia cũng khom người thi lễ. Liễu Diệp Hy mang Diệp Thần, tiến vào phủ đệ, vừa hướng hắn nói, Trần Dạ công tử, lần này đúc luyện Nguyệt Hoàng Ma Đan. Ngươi là chủ đan sư, lấy ngươi là hạch tâm, những người khác cũng sẽ trợ giúp ngươi. Diệp Thần nói, được, đa tạ Liễu hội trưởng nâng đỡ. Hắn đi vào phủ đệ, ở Liễu Diệp Hy dưới sự hướng dẫn, đi tới một phiến không khoát trên quảng trường. Chỉ gặp cự sân rộng trên, khắc vẽ một tòa đại trận, chừng 49 cái trận vị, trừ trung gian tâm trận còn trống không bên ngoài, cái khác 48 cái trận vị, đều đã đứng có người, toàn bộ là luyện đan sư. Ở chung quanh quảng trường, lại có rất nhiều vệ binh chấp kích đứng, tình cảnh nghiêm túc. Vậy chống ra tâm trận vị, dĩ nhiên là để lại cho Diệp Thần. Tâm trận bên cạnh, chính là một tòa thật to lò luyện đan, xuyên thấu qua lò luyện đan vách đá lỗ, đã có thể thấy lò luyện đan bên trong, chất đầy tất cả loại thuốc, sẽ chờ luyện đan bắt đầu. Diệp Thần gặp những dược liệu kia bên trong, có thủy khí bốc hơi lên, linh khí dư thừa, có lại tràn đầy hắc ám khí tức quỷ dị. Thậm chí còn có không ít người đầu khô lâu, trong mắt, đoạn bề tay chân, đều bị đảm nhiệm chế thuốc vật liệu, nhìn như để cho người có chút sợn cả tóc gáy. Bất quá, Diệp Thần cũng là người mắt thấy tình cảnh to lớn, tự nhiên không cho là lạ, duy trì bình tĩnh. Diệp Thần và Liễu Diệp Hy đến, nhất thời để cho được toàn trường luyện đan sư, cũng tao động. Có luyện đan sư hỏi, Liễu In hội trưởng, người nói chủ đan sư đâu? Tại sao lâu như vậy đều không tới? Còn muốn chúng ta chờ bao lâu? Liễu Diệp Hy khẽ mỉm cười, chỉ Diệp Thần, nói, vị này Trần Dạ công tử, chính là chủ đan sư. Luyện đan sư kia nhất thời ngạc nhiên, trên dưới quan sát Diệp Thần một mắt, lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, nói, liền hắn. Không thể nào, một cái vô lượng cảnh tầng thứ 4 tiểu tử, làm sao có thể làm chủ đan sư, hắn liền lò luyện đan cũng không mở được chứ. Luyện đan cần phải hao phí đại lượng linh khí. Tại chỗ luyện đan sư, tu vi chỉ ít ở vô lượng cảnh hậu kỳ, thậm chí có bán thần và thần đạo cảnh tầng thứ nhất tồn tại. Diệp Thần tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 4, tự nhiên không cách nào phục chúng. Tại chỗ tất cả luyện đan sư, đều không cho rằng Diệp Thần có tư cách đảm nhiệm chủ đan sư. Ta không tư cách, chẳng lẽ các ngươi có tư cách sao? Diệp Thần cười một tiếng, vậy không nói nhảm, bàn tay hư cầm, đạo tông chú đan thuật trực tiếp thi triển ra. Từng luồng đại đạo trói lọi, ở hắn lòng bàn tay hội tụ. Hô hô hô, thiên địa hư không, từng luồng thiên địa linh khí, vậy điên cuồng đi Diệp Thần lòng bàn tay tụ lại đi. Diệp Thần thi triển đạo tông chú đan thuật,
trực tiếp đem từng luồng thiên địa linh khí, đúc thành một viên tinh khiết trắng như tuyết đan dược, tì tì lũ lũ đại lộ hơi thở tràn ngập ra. Khi thấy Diệp Thần trong tay đúc ra đan dược, toàn trường luyện đan sư, nhất thời xôn xao khiếp sợ. Diệp Thần làm bằng làm ra đan dược, phẩm chất cũng không phải là nói có bao nhiêu tốt, nhưng hắn luyện đan thủ đoạn, nhưng rung động tất cả người. Tại chỗ luyện đan sư, đều là ánh mắt cay độc hạng người, bọn họ một mắt là có thể nhìn ra, Diệp Thần thủ đoạn, chính là trong truyền thuyết đạo tông chú đan thuật. Hơn nữa, Diệp Thần nơi thi triển ra đạo tông chú đan thuật, hơi thở không câu nệ như ý, quy luật như nước chảy mây trôi, sau lưng nơi lộ ra tu vi thành tựu, sợ rằng so với thiên đan tông đan đế, còn lợi hại hơn rất nhiều. Mới vừa vậy khinh thị Diệp Thần luyện đan sư, lật đật chắp tay xin lỗi. Nói, lúc đầu Trần giả công tử, thâm tàng bất lộ, là tại hạ mắt phụng về. Diệp Thần cũng sẽ lười để ý, quay đầu hướng Liễu Diệp Hy nói, Liễu hội trưởng, có thể bắt đầu chưa? Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành luyện đan, sau đó bắt được thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, còn có giúp ra ra khu độc long xà thiên u hoàn. Liễu Diệp Hy cười nói, Trần giả công tử đứng ở tâm trận trên, liền có thể bắt đầu. Đúc luyện Nguyệt Hoàng Ma Đan. Nói đơn giản không đơn giản, nói khó khăn cũng không khó khăn, chỉ cần đem trong lò luyện đan vật liệu, toàn bộ đúc nóng thành một thể, có thể thành đan là được. Vật liệu đều đã toàn bộ chuẩn bị xong, nhưng chỉ có một phần, xin Trần giả công tử và chư vị đại sư cửa, nhiều hơn chú ý, nếu là thất bại, có thể cũng chưa có phần thứ hai tài liệu. Hơn nữa, một khi luyện đan thất bại, những cái kia vật liệu bên trong ẩn chứa hắc ám nguyên thế chấp, vậy sẽ cắn trả các vị ngàn vạn chú ý. Cùng sau khi chuyện thành công, ta mở mịt thương hội, đáp ứng cho các vị thù lao, cũng sẽ từng cái thực hiện. Nghe được Liễu Diệp Hy mà nói, toàn trường các luyện đan sư, trong lòng vừa có lo âu, lại mang chút mong đợi. Bọn họ lo lắng, là bị hắc vật chất tối tăm cắn trả, chỗ mong đợi, dĩ nhiên là thương hội hứa hẹn thù lao. Diệp Thần là chủ đan sư, hắn thù lao nhất là phong phú. Nếu là để cho những luyện đan sư khác biết, hắn thù lao là một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, sợ rằng sẽ ghen tị được phun ra lửa. Diệp Thần sải bước đi đến tâm trận trên đứng yên, toàn bộ trận pháp ông một tiếng, hiện ra lau một cái lau tinh khiết chói lọi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy tự thân khí cơ, và cái khác 48 vị luyện đan sư khí cơ, hòa làm một thể. Từng cái luyện đan sư, trong tay nặn quyết, thấp giọng ngâm sướng, đem tự thân linh khí, bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần đạt được tất cả luyện đan sư trợ lực, kinh mạch căng phồng, thật là sắp nổ tung, vậy thật may hắn luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, vậy đủ để chịu đựng xuống. Đám người gặp Diệp Thần chính là vô lượng cảnh tầng thứ 4, lại có thể chịu đựng toàn trường luyện đan sư hợp lực, trong bụng lại là bội phục khiếp sợ, âm thầm suy đoán Diệp Thần thân phận. Diệp Thần hít sâu một hơi, đưa tay ra, bàn tay thiếp đến trên lò luyện đan, vận chuyển đạo tông chú đan thuật, liền bắt đầu thử nghiệm luyện đan. Ở toàn trường luyện đan sư hợp lực hạ, hắn đạo tông chú đan thuật, cũng là bùng nổ đến trình độ cao nhất, đầu tiên là hóa ra gió xuân mưa xuân vậy quỳnh tương ngọc lộ, bơm vào đến trong lò luyện đan, ngâm dược liệu và vật liệu. Lần này chính thức bắt đầu luyện đan, Diệp Thần liền rõ ràng cảm nhận được, trong lò luyện đan tất cả loại vật liệu, thuộc tính mỗi người không giống nhau, muốn dung hợp, đặc biệt khó khăn. Thậm chí, hắn cảm giác được những cái kia vật liệu, có chút vẫn là vô cùng quỷ dị tồn tại, trong đó lại có thể tựa hồ có đuôi thú máu, lại có rất nhiều cổ thần hài cốt. Phải đem như thế nhiều dược liệu vật liệu, toàn bộ dung hợp đúc thành đan thuốc, độ khó có thể tưởng tượng được. Thật may, Diệp Thần đạo tông chú đan thuật, tu vi thành tựu cực cao, ở hắn chú đan thuật hỗn hợp hạ, những cái kia vật liệu dần dần dung hợp một chỗ, chỉ là trong đó hắc ám nguyên thế chấp, ngoan cố không thay đổi, thật khó dung hợp. Diệp Thần nhướng mày một cái, liền muốn đem những cái kia hắc ám nguyên thế chấp, toàn bộ trừ bỏ đi ra. Liễu Diệp Hy lại nói, Trần giả công tử, muốn đúc Nguyệt Hoàng Ma Đan, hắc ám khí tuyệt không thể thiếu, nếu là đem ngươi dược liệu bên trong hắc ám nguyên thế chấp, toàn bộ trừ bỏ mà nói, vậy luyện đan nhất định phải thất bại. Nghe Liễu Diệp Hy mà nói, Diệp Thần ánh mắt nhưng là trầm xuống. Hắn tinh thông đan thuật, luyện đan tự nhiên không cần người khác chỉ trỏ. Hắn rõ ràng cảm giác được. Muốn đem những dược liệu kia vật liệu, luyện chế thành đan mà nói, tốt nhất là trừ bỏ tất cả hắc ám tạp khí, như vậy luyện chế được đan dược, nhất định là sáng bóng thần thánh, phẩm chất tuyệt hảo,
sau khi uống, có thể thật to tăng tiến người tu vi. Nhưng, Liễu Diệp Hy mong muốn, là Nguyệt Hoàng Ma Đan, nghe danh tự này, thì không phải là cái gì thần thánh đan dược, ngược lại giống như là cái gì thuốc cấm, nhất định phải có hắc ám sát khí tồn tại. Cưỡng ép dung luyện hắc ám nguyên thế chấp, vậy không phải là không thể, chỉ là độ khó cực cao, hơn nữa rất dễ dàng cắn trả tự thân. Muốn luyện chế cái này Nguyệt Hoàng Ma Đan, thật đúng là có chút khó giải quyết. Diệp Thần rốt cuộc biết, tại sao mờ mịt thương hội, nguyện ý cầm ra thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, thành tựu giao dịch. Cái này Nguyệt Hoàng Ma Đan luyện chế, so hắn tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều, có thể toàn bộ không không lúc nào không, trừ hắn ra, đều không mấy người có thể luyện chế được. Trong sâu thẳm, Diệp Thần lại cảm thấy, nếu là luyện chế được Nguyệt Hoàng Ma Đan, có thể sẽ đối với mình bất lợi. Cái này cổ bất lợi ảnh hưởng, rốt cuộc là cái gì, hắn vậy suy tính không tới. Hiện tại hắn bị người nhờ, là nhất định phải luyện chế được, nếu không ra ra khu độc dược, còn có hắn mong muốn thiên ma cổ bảo, cũng đừng nghĩ lấy được rồi, tự thân vậy phải bị hắc ám cắn trả. Cẩn thận suy nghĩ, Diệp Thần trong đầu nghĩ, xem ra ta tốt nhất, vẫn là ở nơi này Nguyệt Hoàng Ma Đan bên trong, bày một chút mình đồ, miễn được tướng tới bị phản chế. Nghĩ như vậy. Diệp Thần lặng yên không một tiếng động, thả ra một chút kinh khắc vương tỏa hắc ám lực lượng, lẫn vào lò luyện đan bên trong. Trong lò luyện đan vật liệu, hắc ám vật vô cùng nhiều, hắn dung nhập vào một chút kinh khắc vương tỏa hơi thở, ai cũng không có phát hiện. Ngược lại, ở kinh khắc vương tỏa hơi thở nối liền hạ, những cái kia hắc ám nguyên thế chấp, hoàn mỹ những thứ khác vật liệu dung hợp một chỗ. Tất cả dược liệu vật liệu, theo Diệp Thần tâm ý vận chuyển, rất nhanh hoàn mỹ dung hợp, cô đọng, đốt luyện. Dần dần hình thành đan dược hình thức ban đầu. Viên đan dược kia, phía trên mơ hồ hiện ra mặt trăng đồ đằng, lại có từng cái ma đạo đường vân. Liễu Diệp Hy thấy vậy, đại hỉ, nói, Trần Gia công tử, người chú đan thuật, quả nhiên là thông thiên triệt địa, Nguyệt Hoàng Ma Đan muốn luyện thành rồi. Diệp Thần thấy vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan non đan, dần dần thành hình, cũng là lấy làm kinh hãi. Viên thuốc viên này hình dáng mặt ngoài, cũng không phải là hắn khống chế. Mà là tự nhiên làm theo sanh thành, thật giống như sau lưng mang theo loại nào đó nhân quả luật. Chỉ cần đem trong lò luyện đan vật liệu, toàn bộ dung hợp đúc luyện đứng lên, có thể có được viên đan dược này vậy. Ở Diệp Thần đúc luyện hạ, viên kia non đan nhanh chóng động lại thành hình, rất nhanh một viên tròn xoe như mặt trăng đan dược, liền bị hoàn toàn đúc luyện ra. Nguyệt Hoàng Ma Đan, chính thức luyện chế thành công. Thấy đan dược luyện chế được, toàn trường luyện đan sư đều là thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía viên đan dược kia thời điểm, trong lòng vừa âm thầm cảm thấy sợ hãi. Viên đan dược kia giống như là một vòng ma hóa tháng lượng, phía trên thật giống như có cái gì viễn cổ tà ma cư trú vậy, để cho người nhìn một cái liền cảm thấy phát mao. Diệp Thần ánh mắt híp lại, Nguyệt Hoàng Ma Đan luyện chế được sau đó, hắn sâu hơn cắt cảm thấy, viên thuốc viên này ra lò, rất có thể sẽ uy hiếp được mình tương lai. Nhưng cái này uy hiếp, cụ thể là cái gì, hắn vậy suy tính không tới. Thật may, hắn đã âm thầm ở Nguyệt Hoàng Ma Đan bên trong, để lại một chút kinh khắc vương tỏa hơi thở, chỉ cần mờ mịt thương hội có cái gì khác thường cử động, hắn có thể lập tức nổ đan dược, tuyệt sẽ không để cho mình rơi vào tình cảnh bất lợi. Liễu Diệp Hy hiển nhiên còn không phát hiện, Nguyệt Hoàng Ma Đan bị Diệp Thần làm tay chân, nàng mặt đầy mừng rỡ cùng hài lòng, cầm ra một cái hộp, đem vậy Nguyệt Hoàng Ma Đan trang. Diệp Thần không giấu vết, cười nói, Liễu hội trưởng, đan dược là luyện chế thành công chứ? Liễu Diệp Hy nói, thành công, Trần Gia công tử, nên cho người thù lao, chúng ta thương hội cũng sẽ cho. Dừng một chút, nàng lại kêu tới chừng người làm, nói, người đâu, trước mang Trần Gia công tử đi phòng khách quý. Thì có hai người thị nữ, qua tới mời Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, rời đi trước hiện trường, đi phòng khách quý chờ. Hắn ở phòng khách quý bên trong, đợi đã lâu, nhưng Thủy Chung không gặp Liễu Diệp Hy tới đây, hỏi mấy lần người làm, đều nói kêu hắn tiếp tục chờ đợi, an tâm một chút chớ nóng. Diệp Thần xuyên thấu qua phòng khách quý cửa sổ, thấy mờ mịt thương hội người, ở bên ngoài thấp giọng nghị luận chút gì, sắc mặt rất có nóng nảy ý, ánh mắt thỉnh thoảng vừa nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ bọn họ muốn đổi ý, không muốn đem thiên ma cổ bảo mảnh vỡ cho ta? Diệp Thần trong lòng âm thầm cục cục. Trong đầu nghĩ ngày trước ma cổ bảo chân quý như vậy, mờ mịt thương hội có thể sẽ đổi ý vậy không nhất định. Lại đợi ước chừng nửa giờ,
Diệp Thần rốt cục thì thấy Liễu Diệp Hy tiến vào. Liễu Diệp Hy chán tràn đầy mồ hôi, mặt đầy xin lỗi, hướng Diệp Thần cúi đầu một cái, nói Trần Dạ công tử, đợi lâu, đây là cho ngươi thủ lao. Nàng cầm ra một cái túi đựng đồ, cung cung kính kính giao cho Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy vừa thấy, túi đựng đồ kia bên trong, đựng một số lớn hoàng kim nguyên ngọc, còn có một khối hắc ám như thủy tinh mảnh vỡ. Khối kia hắc ám thủy tinh mảnh vỡ, Diệp Thần lấy ra xem, liền cảm thấy kỳ dị. Nguyên khối thủy tinh mảnh vỡ, không có một chút tạp chất, có thể ánh chiếu mặt người cho, nhìn kỹ lại, là có thể từ mảnh vỡ bên trong, thấy có một tòa lâu đài bóng dáng, hiện đầy dày đặc ma khí, lâu đài hình dáng như trời ma khô lâu, vô số hắc ám quy luật vần quanh, để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí rơi xuống địa ngục ác mộng vậy ảo giác. Đây là, thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Diệp Thần trong bụng có chút chấn động, cái này hắc ám thủy tinh mảnh vỡ, rõ ràng chính là thiên ma cổ bảo mảnh vụn. Liễu Diệp Hy nói, đúng vậy, Trần Dạ công tử, đa tạ ngươi thay chúng ta thương hội, luyện chế được Nguyệt Hoàng Ma Đan, thiên ma này cổ bảo mảnh vỡ, là đưa cho ngươi thù lao. Diệp Thần âm thầm ra thở phào nhẹ nhõm, xem ra mờ mịt thương hội không có nuốt lời, đích xác là cầm thiên ma cổ bảo mảnh vỡ cho hắn. Có thiên ma này cổ bảo, hắn sau này độ kiếp thì đơn giản nhiều. Nhưng, Diệp Thần lại lật một cái túi đựng đồ, trừ hoàng kim nguyên ngọc bên ngoài, cũng chưa có lại nhìn thấy những vật khác. Cho ra ta đan dược đâu? Diệp Thần cau mày hỏi, ban đầu Liễu Diệp Hy chỗ hứa hẹn Long Xà Thiên U Hoàn, hắn cũng không có thấy được. Nghe được Diệp Thần câu hỏi, Liễu Diệp Hy nhất thời vô cùng lúng túng, lại là không biết làm sao, nói, Trần Dạ công tử, thật là ngại quá. Chúng ta thương hội bên trong tồn kho Long Xà Thiên U Hoàn, đã vừa mới toàn bộ bị Hồng Quân Lão Tổ mua đi. Diệp Thần cả kinh nói, Hồng Quân Lão Tổ toàn bộ mua đi. Liễu Diệp Hy bất đắc dĩ nói, đúng vậy, mới vừa Hồng Quân Lão Tổ phái người tới, cầm thuốc toàn bộ mua đi, còn nói nếu như chúng ta thương hội không chịu bán, bọn họ ngoại thần liên minh, thì sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt và chúng ta thương hội lui tới. Tổng hội trưởng Vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem đồ vật toàn bộ bán cho bọn họ, thật là xin lỗi, Trần Dạ công tử. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra Hồng Quân Lão Tổ, là cố ý muốn nhắm vào mình, có thể cũng là sợ ra rắn độc khu thanh sau đó, sẽ lần nữa quật khởi, uy hiếp được hắn địa vị. Vậy luyện chế Long Xà Thiên U Hoàn dược liệu, các ngươi hẳn còn có tồn kho chứ? Cầm nguyên thủy dược liệu cho ta có thể mình đúc đan. Diệp Thần nói. Liễu Diệp Hy lúng túng nói, luyện chế Long Xà Thiên U Hoàn, cần ám âm vực sâu đặc sản Long Xà U Lan, mà những dược liệu này nguyên vật liệu, cũng đã bị Hồng Quân Lão Tổ mua đi, một chút đều không còn lại. Nghe vậy, Diệp Thần nhất thời nổi giận, nói, Liễu hội trưởng, các ngươi sợ Hồng Quân Lão Tổ, cảm thấy ta luân hồi trận doanh dễ khi dễ, liền vi phạm chữ tín, liền một chút dược liệu cũng không để lại cho ta. Liễu Diệp Hy mồ hôi chảy ướt lưng, nói, Trần Dạ công tử bớt giận. Cái này chúng ta thương hội, vậy thật sự là vạn bất đắc dĩ, chúng ta có thể lại cho ngươi một khoản nguyên ngọc, thành tựu bồi thường. Liền lại lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong chứa đầy hoàng kim nguyên ngọc. Diệp Thần liền xem cũng không xem, nói, cho ta nguyên ngọc thì có ích lợi gì, ta muốn là đan dược, không có đan dược, ngươi ít nhất cũng phải cho ta nguyên thủy dược liệu, biết không? Kêu các ngươi tổng hội trưởng đến đây đi. Liễu Diệp Hy xấu hổ không? Không biết như thế nào cho phải. Vừa lúc đó, cả người hình to lớn, dưới hàm dài râu dê người đàn ông trung niên, từ bên ngoài đi vào, nói, Trần Dạ công tử, thật là thật xin lỗi, ta là mờ mịt thương hội tổng quản, người có thể kêu ta kim đầy kho, tổng hội trưởng không tiện hiện thân, chuyện này do ta xử lý. Vừa nói, kim đầy kho vừa lấy ra một cái hộp, đem mở ra, đưa tới Diệp Thần trước mặt. Đây là khối thứ hai thiên ma cổ bảo mảnh vỡ. Coi như là cho ngươi bồi thường. Hộp bên trong, bất ngờ đựng một khối hắc ám thủy tinh tựa như mảnh vỡ, tinh khiết thấu rõ, từ bên trong cái bóng ngược ra một tòa u ám lâu đài hình ảnh, chính là thiên ma cổ bảo. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thiên ma cổ bảo phân là 6 khối mảnh vỡ, mờ mịt thương hội rõ ràng cho thấy có đặc thù đầu mối tìm, đã lấy được 3 khối, mới vừa cho hắn một khối. Hiện tại, mờ mịt thương hội lại lấy ra một khối, bồi thường thành ý 10 phần đầy đủ. Hiển nhiên là không muốn đắc tội luân hồi trận doanh, tình nguyện chảy máu nhiều, cũng phải lắng xuống Diệp Thần lửa giận. Diệp Thần sắc mặt cũng là thoáng hỏa hoãn,
nhưng nghĩ tới không lấy được Long Xà Thiên U Hoàn, không cách nào thanh trừ ra ra trong cơ thể hơn độc, trong bụng như cũ có chút khó chịu. Nghe các ngươi nói, luyện chế Long Xà Thiên U Hoàn dược liệu, Long Xà U Lan, ở trong tối âm vực sâu. Diệp Thần hỏi. Kim Đầy Kho nói, đúng vậy, kia dược tài là ám âm vực sâu đặc sản, chỗ khác không có. Chỗ đó, tràn đầy hắc ám vũ khí, không hôm nay ngày, là hắc ám hồn tộc lãnh địa, vô cùng nguy hiểm. Ta mờ mịt thương hội, từng mạo hiểm đi qua ám âm vực sâu mấy lần, hái dược liệu, mỗi lần cũng hao tổn rất nhiều người tay. Vậy ám âm vực sâu, chỉ có xuất hiện ở mặt trời thời điểm, sát khí mới biết hơi giảm bớt, lúc bình thường, trừ phi là thượng vị thần, nếu không người bình thường đi vào, chỉ có dính không rõ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử kết quả. Ám âm vực sâu quanh năm không hôm nay ngày, thường thường cách nhau mấy ngàn năm, mặt trời mới ra đến một lần, gần đây là không thể nào có mặt trời mọc cơ hội, chúng ta thương hội chính là muốn hái dược liệu, vậy tuyệt đối không thể làm được. Kim Đầy Kho tựa hồ đoán được Diệp Thần ý tưởng, biết Diệp Thần có muốn hái dược liệu ý niệm, liền trực tiếp cùng Diệp Thần thuyết minh lợi hại. Ám âm vực sâu quá mức nguy hiểm, sát khí nồng nặc, không rõ khí vần quanh, tại chưa có mặt trời mọc dưới tình huống, đi chỗ đó hái thuốc, cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, nói cách khác, ta suy nghĩ một chút đi hái thuốc, vậy tuyệt đối không thể. Kim Đầy Kho yên lặng một hồi, không biết làm sao lắc lắc đầu nói, ta hy vọng Trần Dạ công tử, vẫn là không nên mạo hiểm. Diệp Thần ánh mắt nhưng đột nhiên ác liệt, nói, nếu như ta không phải mạo hiểm đâu. Kim Đầy Kho và Liễu Diệp Hy nhìn nhau, đều cảm không biết làm sao, nhưng lại cảm thấy Diệp Thần quyết tâm, tựa hồ có chút không giống tầm thường kiên định, tựa như không muốn đi đâu ám âm vực sâu không thể. Bọn họ nhưng là không biết, Diệp Thần muốn đi ám âm vực sâu, trừ thay ra ra hái thuốc bên ngoài, còn muốn cứu ra luân hồi đại năng, Huyền Trần Thiên Đế chân thân. Kim Đầy Kho trần chờ một tí, nói, nếu như Trần Gia công tử không phải đi nói, chúng ta thương hội, có thể cho ngươi cung cấp ám âm vực sâu bản đồ, phía trên đánh dấu dược liệu sinh trưởng, còn có thể ngoài định mức cho ngươi mời một cái tinh thông xem bói nhân quả âm dương đại sư, tính một chút cát tường ngày, có lẽ có thể thoáng tránh không rõ. Nhưng, ngươi đi hái thuốc, xin thứ cho chúng ta thương hội, không thể cung cấp hộ vệ, bởi vì chỗ đó, ở mặt trời không lúc đi ra, liền là tuyệt đối tử địa, vô luận chúng ta cung cấp nhiều ít hộ vệ, đều là không không chịu chết. Trần Dạ công tử có đại khí vận, có lẽ có thể kháng nhận định không rõ, chúng ta thương hội là tuyệt đối không được. Diệp Thần cười một tí, nói ta không cần các ngươi hộ vệ, các ngươi có thể cho ta một phần bản đồ, cũng đã đủ rồi. Còn nữa, âm dương tiên sinh, tính thời gian, có cần không? Kim Đầy Kho nghiêm nghị nói, có cần phải, chỗ đó dẫu sao quá mức nguy hiểm, tìm một ngày tốt lên đường, đối Trần Dạ công tử vậy rất có ích lợi. Diệp Thần suy nghĩ một tí, liền gật đầu đáp ứng nói, được rồi. Kim Đầy Kho nói, vị kia âm dương tiên sinh, kêu Nhất Tiên đại sư, danh tiếng lớn rất, Trần Dạ công tử mới tới không không lúc nào không, có thể còn chưa từng nghe qua. Vị kia Nhất Tiên đại sư, nhưng mà đạo tông bát tổ bên trong, Sở Kim lão tổ truyền nhân, tướng thuật coi bói, theo dõi thiên đạo bản lãnh, vô cùng lợi hại. Diệp Thần ga một tiếng, cũng tới một chút hứng thú, hắn biết đạo tông bát tổ, thân phận cực kỳ tôn sùng, bất kỳ và đạo tông bát tổ tương quan nhân vật, đều là có thể dung chuyển thiên địa tồn tại. Sở Kim lão tổ, tên này số ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Thần nói, Kim Đầy Kho con người híp lại, liền nói, Sở Kim lão tổ, am hiểu nhất theo dõi thiên địa, tìm long điểm huyệt, phong thủy tướng thuật, hắn có thể căn cứ thiên địa khí chảy thay đổi, suy tính ra tất cả loại cổ xưa thần minh ngôi mộ rơi xuống, trộm mộ bản lãnh cao, đời này không ra hắn yêu thích. Nhất Tiên đại sư đã lấy được Sở Kim lão tổ chân truyền, hắn phong thủy tướng thuật vậy rất là lợi hại, kêu hắn coi là một cát tường ngày, đó là dư sức có thừa, mời Trần Dạ công tử ở ta thương hội tạm ở một đêm, ta lập tức đi mời Nhất Tiên đại sư, hắn phỏng đoán ngày mai liền đến. Diệp Thần nghe Kim Đầy Kho nói được như thế mơ hồ, cũng muốn gặp vị kia Nhất Tiên đại sư, có lẽ có thể từ trên người đối phương, bắt được càng nhiều liên quan tới đạo tông đầu mối, liền gật đầu nói, được. Đêm đó, Diệp Thần liền ở mờ mịt thương hội bên trong, ở lại, thuận tiện luyện hóa vậy hai khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, tu vi đạt được bồi bổ, vừa nhanh muốn đột phá. Liễu Diệp Hy đem ám âm vực sâu bản đồ, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần học hỏi bản đồ, suy tính tương lai vận mệnh, quả nhiên là cảm thấy cực lớn nguy hiểm,
thậm chí có thể sẽ để cho mình chết. Huyền Trần Thiên Đế nói không sai, hắn nếu như đi ám âm vực sâu nói, rất có thể sẽ đụng phải bốn đuôi Chu Thương Kiếm. Còn nữa, hắn một khi bước vào ám âm vực sâu, khẳng định vậy sẽ kinh động Thái Hải Thiên Đế. Nếu là Thái Hải Thiên Đế hạ xuống, Diệp Thần liền nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Coi như bỏ mặc bốn đuôi và Thái Hải Thiên Đế, chỉ là ám âm vực sâu tồi tệ hoàn cảnh, không rõ bóng tối sát khí, cũng đủ để ăn mòn thân người, đem người ăn mòn thành một đống xương trắng. Hôm sau, Kim Đầy Kho đem Nhất Tiên Đại Sư mang tới, hai bên ở trong phòng khách quý gặp mặt. Ra Diệp Thần dự liệu, vị kia Nhất Tiên Đại Sư, lại là ngồi ở một tấm làm bằng gỗ xe lăn, sắc mặt vàng khè, tử khí trầm trầm, ánh mắt khô cằn, tóc tai rối bời, hòa thoát thoát một cái sắp chết thủy mục nát người, không gặp có nửa điểm phong độ khí tượng. Kim Đầy Kho muốn nói gì, nhưng Nhất Tiên Đại Sư khoát khoát tay, trầm giọng quát lên, các ngươi cũng cho ta đi ra ngoài. Ta đơn độc và vị tiểu hữu này trò chuyện một chút. Ừ, Kim Đầy Kho đối với Nhất Tiên Đại Sư, tương đương cung kính, lập tức mang Liễu Diệp Hy và mấy người tùy tùng, xoay người đi ra ngoài. Phòng khách quý bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần và Nhất Tiên Đại Sư hai người. Hi hi, đến khi người đều đi, Nhất Tiên Đại Sư nhìn chằm chằm Diệp Thần, vậy khô cằn tròng mắt đục ngầu, vào thời khắc này nhưng là tránh lấy ra tinh mang. Thanh âm cũng thay đổi được ác liệt rõ ràng, nói. Thằng nhóc, ta biết ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp Thần nghe nói như vậy, lập tức cảnh giác. Nhất Tiên Đại Sư cười hắc hắc nói, đừng hoảng hốt, ta không có ác ý, cũng không phải mờ mịt thương sẽ bán đứng ngươi, là chính ta đẩy tính ra. Hụ hụ, ta gần đây xảy ra chút bất ngờ, bị nội thương rất nặng, ngày hôm qua Kim Đầy Kho mời ta, hắn đều bị sợ hết hồn, là ta cố ý muốn tới. Ngươi muốn đi ám âm vực sâu, muốn chọn một cái ngày tốt, ta nói cho ngươi, cái này trăm năm trong thời gian, cũng không có ngày tốt, mặt trời sẽ không đi ra, không có ánh sáng, ám âm vực sâu từ đầu đến cuối bị hắc ám cùng không rõ bao phủ, ngươi nếu là dám đi, đó chính là tự tìm cái chết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, nếu ngươi biết không có ngày tốt, vì sao lại phải tới? Nhất Tiên Đại Sư nói, không việc gì, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Hì hì, có thể cùng luân hồi giao hảo, đây chính là thiên đại tạo hóa. Dừng một chút, Nhất Tiên Đại Sư lại thận trọng móc ra một cái hộp, đem hộp mở ra, đây là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Diệp Thần vừa thấy, chỉ gặp hộp bên trong chứa, là một khối màu đen thủy tinh mảnh vỡ, lại là thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, hắn cả kinh nói thiên ma cổ bảo. Nhất Tiên Đại Sư cười nói, đúng vậy, thiên ma này cổ bảo mảnh vỡ, ta cũng có một khối, hiện tại đưa cho ngươi. Cộng thêm ta khối này mảnh vỡ, ngươi thì có ba khối, nơi gọi tới thiên ma cổ bảo, lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn, phỏng đoán có thể ngăn trở ám âm vực sâu sát khí ăn mòn. Diệp Thần ánh mắt một lượng, hắn là nhất định phải đi ám âm vực sâu, có bữa ma cổ bảo hộ thân nói, đích xác là có thể an toàn rất nhiều. Phần lễ vật này quá nặng, ta không thể tùy tiện thu. Nhưng, Diệp Thần cũng biết, nhẫn Nhất Tiên Đại Sư lễ vật, tất nhiên dính vào cực lớn nhân quả. Không thích hợp thoát thân. Nhất Tiên Đại Sư nói, thu cất đi, không có sao, liền làm kết giao bằng hữu, hì hì. Sau này đạo tông nội bộ, nếu như xuất hiện cái gì tranh đấu nói, xin luân hồi chi chủ, có thể đứng ở Sở Kim lão tổ bên này. Nghe được Nhất Tiên Đại Sư mà nói, Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu hắn đưa ra thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, là muốn lôi kéo Diệp Thần, là Sở Kim lão tổ tranh thủ một thành viên cường giả. Xem ra đạo tông nội bộ, vậy là có không ít tranh đấu, Diệp Thần lúc này vậy bắt được đầu mối, suy đoán Nhất Tiên Đại Sư bị thương nghiêm trọng như vậy, hơn phân nửa là đạo tông nội bộ người ra tay. Ta được cân nhắc một chút. Diệp Thần cũng không có tùy tiện đáp ứng, dẫu sao hắn cũng không biết, vậy Sở Kim lão tổ lai lịch. Nhất Tiên Đại Sư nói, hi hi, tốt nhất có thể ở ngày hôm nay câu trả lời ta. Diệp Thần trầm mặc cách mở phòng khách quý, về trước đến gian phòng của mình. Lay động một tí toái tâm linh, cùng Nhâm Phi Phàm câu thông, đơn giản nói rõ ở mờ mịt thương sẽ sự tình phát sinh. Nhâm Phi Phàm nghe được Hồng Quân lão tổ mua đi thuốc, Diệp Thần muốn đi ám âm vực sâu, Nhất Tiên Đại Sư lại muốn lôi kéo cùng rất nhiều trắc trở, ngưng thần suy tư một hồi, liền đáp lại. Đáp ứng hắn, Sở Kim lão tổ có thể kết giao, đem ngươi tới thăm dò Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, có thể cũng có phải dùng tới Sở Kim lão tổ địa phương.
Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm vậy nguyện ý kết giao Sở Kim lão tổ, trong bụng đại định, liền trở lại bên trong phòng khách quý, nhận lấy Nhất Tiên đại sư lễ vật, nói: "Nhất Tiên đại sư, chúng ta có thể kết giao bằng hữu." Nhất Tiên đại sư đại hỉ, nói: "Được, rất tốt, nhà ta lão tổ có thể cùng luân hồi kết giao, chắc hẳn hắn vậy sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Dừng một chút, Nhất Tiên đại sư lại ngưng trọng nói: "Chỉ là, ám âm vực sâu vẫn là quá mức nguy hiểm, luân hồi chi chủ, ngươi cho dù có thiên ma cổ bảo hộ thân, vậy được vạn phần chú ý, tốt nhất một hái được dược liệu sau đó, lập tức liền đi, ngàn vạn lần không thể cùng hắc ám hồn tộc nổi lên va chạm." Diệp Thần nói: "Đa tạ Nhất Tiên đại sư nhắc nhở, ta sẽ chú ý." Thương lượng xong, hai người đều là vui mừng tản đi. Diệp Thần thật ra thì muốn trị liệu Nhất Tiên đại sư thương thế, nhưng phát hiện thương thế kia tràn ngập các loại vặn vẹo nhân quả luật, hắn đạo tông chú đan thuật lại không có chút nào tác dụng. Xem ra, đả thương Nhất Tiên đại sư người, nhất định là vị vô cùng là cường hãn cao thủ. Diệp Thần lại lấy được rồi một khối thiên ma cổ bảo mảnh vỡ, đem luyện hóa, cả người thì có tầng tầng thần quang lững lờ, thụy khí ngất trời, tu vi vậy thuận lợi đột phá, đạt tới vô lượng cảnh tầng thứ 5 sơ cấp bước. Rất tốt, ta tu vi là càng ngày càng lớn mạnh. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, liền thông qua toái tâm linh, sẽ cùng Nhâm Phi Phàm câu thông, nói mình đã cùng Nhất Tiên đại sư và Sở Kim lão tổ, thành lập giao tình. Tiếp theo, Diệp Thần liền chuẩn bị đi ám âm vực sâu. Nhâm Phi Phàm nói: "Rất tốt, người đi ám âm vực sâu, mình cẩn thận một chút, ta không có tiện ra mặt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chân thực có sống chết nguy hiểm, có thể kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ hạ xuống giúp ngươi." Thành tựu hộ đạo giả, Nhâm Phi Phàm dĩ nhiên là quan tâm Diệp Thần sống chết. Hắn cũng có dự cảm, lần đi ám âm vực sâu, Diệp Thần hung hiểm trùng trùng. Tồi tệ hoàn cảnh, núp ở sau lưng hắc ám hồn tộc, còn có thể xuất hiện đuôi thú, Thái Hải Thiên Đế, cũng là muốn chết tồn tại. Nhưng, Nhâm Phi Phàm cũng biết, càng nguy hiểm, càng có thể rèn luyện tu vi. Cho nên, hắn không hề ngăn cản, hắn sẽ trong bóng tối bảo vệ Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần có sống chết nguy hiểm, thậm chí không cần gọi hắn tên chữ, vậy toái tâm linh sẽ tự động phát ra tiếng vang, hắn sẽ lập tức nghe tiếng hạ xuống, càn quét hết thảy. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại nói: "Dĩ nhiên, coi như ta vì ngươi hộ đạo, chúng ta địch nhân quá nhiều, ta chưa chắc có thể hộ vệ chu toàn." Diệp Thần trong đầu nghĩ cũng vậy, Đà Đế Thiên Tông, Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn Vân. Vân, những cái kia thượng vị thần, thần vương, thiên đế chủ thần, không có một cái là dễ trêu. Hắn liền hỏi: "Nhâm tiền bối, vậy ngươi có cái gì dự định?" Nhâm Phi Phàm nói: "Ta định tìm Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Đà Đế Thiên Tông người nói một chút, kêu bọn họ không muốn vọng tưởng giết ngươi." Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói: "Điều này sao có thể, bọn họ hận không được đem ta bằng thây vạn đoạn." Nhâm Phi Phàm nhưng ý sâu dài cười một tiếng, nói: "Bọn họ những cao tầng kia thế lực, cũng có thể nói là vĩ đại tồn tại, ở không không lúc nào không chung xưng bá gọi tôn, nhưng muốn khi dễ ngươi một cái mới vừa phi thăng người, ỷ mạnh hiếp yếu, không khỏi quá không nói phải trái. Ha ha, nhưng đừng quên, ta cũng là thiên đế cấp 9 vĩ đại tồn tại, bọn họ dám khi dễ ngươi, ta đi ngay ngược giết bọn họ trong trận doanh tiểu bối, vậy song phương giết hại không nghỉ, ai cũng đừng nghĩ đòi trước chỗ tốt. Cho nên, ta muốn cùng bọn họ thành lập một cái thể ước, ước định hai bên trận doanh cao tầng, tuyệt không thể ỷ mạnh hiếp yếu, bọn họ muốn đối phó ngươi, nhất định phải phái cảnh giới giống nhau tiểu bối đi ra. Như vậy chính là cường giả đấu cường giả, tiểu bối đấu tiểu bối, mới có chân chính trật tự, nếu không thì lộn xộn, bọn họ lấy cường giả thân đè ngươi, ta cũng đi ngược giết bọn họ tiểu bối, vậy mọi người cũng chỉ có hỏng mất kết quả. Diệp Thần ánh mắt một lượng, cường giả đấu cường giả, tiểu bối đấu tiểu bối, đây cũng là một biện pháp tốt, có thể thật to giảm bớt hắn áp lực. Không thể không nói, Nhâm Phi Phàm bước cờ này, đích xác là tuyệt diệu. Nếu như Diệp Thần không cần trực diện Cốt Thiên Đế, Thiên Khải Chí Tôn, Đà Đế Cổ Thần các đại nhân vật, chỉ là phải đối mặt bọn họ trong trận doanh tiểu bối nhân vật, vậy hắn có lòng tin càn quét hết thảy. Bọn họ chịu đáp ứng không? Diệp Thần lại lo lắng hỏi. Nhâm Phi Phàm cười nói, không kiềm được bọn họ không đáp ứng, nếu không hai bên lẫn nhau ngược giết, chỉ có ngọc đá cùng vỡ kết quả, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi an tâm đi ám âm vực sâu, tốc độ nhanh hơn, tốt nhất đuổi ở Thái Hải Thiên Đế cảm giác được trước, làm xong hết thảy sự việc.
Diệp Thần nói, hắn biết, mình lần đi ám âm vực sâu, khẳng định sẽ bị Thái Hải Thiên Đế phát hiện. Bởi vì, hắn muốn cứu Huyền Trần Thiên Đế chân thân, chỉ có hắn có cái ý niệm này, liền sẽ kích động thiên cơ, cuối cùng bị Thái Hải Thiên Đế phát hiện. Bất quá, thiên cơ lan truyền, cần thời gian. Nếu như Diệp Thần tốc độ quá nhanh, hoàn toàn có thể đuổi ở Thái Hải Thiên Đế hạ xuống trước, đem Huyền Trần Thiên Đế cứu ra. Lập tức, Diệp Thần liền phong tỏa ám âm vực sâu tọa độ, nhanh chóng phá không đi. Mà Nhâm Phi Phàm, liền chuẩn bị cùng Phật Tổ liên hiệp, tìm Cổ Tinh Môn, Tử Thần Giáo Đoàn, Đà Đế Thiên Tông nhóm thế lực, thương lượng thể ước chuyện. Rất nhiều luân hồi trận doanh thế lực đối nghịch, cũng cảm giác được Nhâm Phi Phàm ý tưởng, đều là đại chấn. Bọn họ lại không nghĩ rằng, Nhâm Phi Phàm sẽ đi ra bước cờ này. Ngay tức thì, xem Cốt Thiên Đế, Thiên Khải Chí Tôn, Chu Mục Thần, Hùng Bá Thiên các người, đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bọn họ vẫn luôn muốn ỷ mạnh hiếp yếu, lấy tự thân cường đại cảnh giới tu vi, chấn áp Diệp Thần. Nhưng không nghĩ tới, Nhâm Phi Phàm nhưng đi ra bước cờ này, muốn thành lập thể ước, từ nay về sau, bọn họ những cao tầng này nhân vật, đều không thể sẽ ra tay. Muốn áp chế Diệp Thần mà nói, chỉ có phái tiểu bối đi tranh đấu. Chân chính cao tầng đối cao tầng, tiểu bối đối tiểu bối. Nếu như bọn họ không chịu đáp ứng, vậy Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, vậy sẽ xuất thủ, đi ngược giết bọn họ trận doanh bên trong tiểu bối nhân vật. Thế cục, lập tức đổi được vi diệu đứng lên, mưa gió nổi lên, dòng nước ngầm trào đãng. Ba ngày sau, Diệp Thần phá toái hư không, rốt cục thì đi tới ám âm vực sâu. Không không lúc nào không lớn vô cùng, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, coi như có thể phá toái hư không, chạy tới một chỗ nào đó, thường thường cũng cần hao phí không ngắn thời gian. Cái này ba ngày, ở trên đường, hắn thậm chí gặp không thiếu hắc ám ma vật, có chút thậm chí có thể uy hiếp được hắn sinh mạng. Thật may, hắn đã chấp nhận trưởng thiên ma cổ bảo, dựa vào thiên ma cổ bảo cường đại phòng ngự, vậy ma vật không tổn thương được hắn. Ám âm vực sâu chỗ ở địa giới, là đã từng nguyên thiên đế địa bàn, là một cái mênh mông phồn hoa đất nước. Nhưng sau đó, cái này phiến đất nước, bị hồn thiên đế công hãm, lâm vào là hắc ám hồn tộc lãnh địa. Nguyên phiến đất nước, lâm vào là phế tích, trong phế tích hương, là một cái to lớn vực sâu lối vào, giống như cự thú viễn cổ miệng to như chậu máu, đó chính là ám âm vực sâu lối vào. Diệp Thần đi ở trên phế tích, rất nhanh đi tới ám âm vực sâu lối vào. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp bầu trời quanh quẩn tầng tầng khói mù, không thấy được một chút ánh mặt trời dấu vết, chung quanh âm phong cuồn cuộn, trong không khí trôi giạt rất nhiều oan hồn tàn linh, vậy phế tích trên vùng đất, lại có dày đặc xương trắng, chấm quỷ hỏa nhảy lên, không rõ khí tràn ngập, làm người ta rợn cả tóc gáy. Mặt đất phương xa, là một phiến to lớn rừng rậm đường danh. Diệp Thần thiên cơ bắt, nhất thời ngẩn ngơ. Cánh rừng kia, lại chính là rừng rậm bóng tối. Lúc đầu ám âm vực sâu, khoảng cách rừng rậm bóng tối cũng không xa, ở lớn đất cuối, chính là trong truyền thuyết rừng rậm bóng tối. Vậy rừng rậm bóng tối, thời gian pháp tắc đặc biệt đặc thù, có thể nghịch chuyển kỷ nguyên. Nhâm Phi Phàm từng rơi xuống trong đó, cũng trải qua ngàn thế kỷ nguyên. Còn nữa, cái đó gọi Bùi Vũ Hàm cô gái, cũng từng ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian. Diệp Thần nhìn phương xa rừng rậm bóng tối đường danh, liền cảm thấy lòng rung động, có chút sợn cả tóc gáy. Hắn phỏng đoán, nếu là mình bước vào rừng rậm bóng tối mà nói, lấy vô lượng cảnh tầng thứ 5 sơ cấp thực lực, đó hơn phân nửa là không ra được. Vậy ám âm vực sâu, không rõ sát khí đặc biệt nồng nặc, có một số hắc ám khí tức, thật ra thì chính là từ rừng rậm bóng tối bên kia, dòng nước chảy tới đây. Diệp Thần nhìn ám âm vực sâu lối vào, sống lưng từng cái lông tơ liền dựng ngược, chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm đặc biệt nồng nặc. Cái này lối vào, giống như thật là một cái cự thú miệng, chờ hắn nhảy vào đi chịu chết. Thiên ma cổ bảo, hộ thể. Diệp Thần khẽ cắn răng, lập tức sử dụng thiên ma cổ bảo. Chỉ gặp một tòa thật to lâu đài hư ảnh, ở Diệp Thần trên đỉnh đầu nổi lên, phía trên thiên ma chiếm cứ, ma khí dày đặc, dị thú gầm thét, khí tượng 10 phần dữ tợn. Ở trên trời ma cổ bảo dưới bảo vệ, Diệp Thần tựa như vậy hóa thân thành thiên ma chủ, trên mình ma khí tràn ngập, hóa thành một bộ áo bào đen. Ngay sau đó, ngày trước ma cổ bảo hư ảnh, liền cùng Diệp Thần hòa làm một thể, ấn đến áo bào đen phía trên, hóa thành áo choàng lên một đạo lâu đài đồ đằng, khá là lộng lẫy.
Diệp Thần ăn mặc cái này bộ có dấu lâu đài đồ án ma bào, trực tiếp dọc theo vực sâu lối vào, nhảy vào. Giật mình nhập vực sâu, Diệp Thần liền cảm đến không gian khí lưu trào đãng, trời đất quay cuồng, chung quanh quỷ khóc sói tru thanh âm, không ngừng truyền tới, còn có từng cái âm hồn, đạp chết đến trên người hắn. Thật may, hắn có bữa ma cổ bảo áo choàng hộ thể, những cái kia âm hồn vậy không tổn thương được hắn. Đợi được khí lưu xoay tròn lắng xuống, Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra, phát hiện mình đã chính thức tiến vào ám âm vực sâu. Cái này phiến ám âm vực sâu, tuy ở dưới đất, nhưng lại tự thành không gian, như nhau có bầu trời tồn tại. Diệp Thần biết ở không không lúc nào không, tràn đầy đủ loại kỳ dị quy luật, cũng không cho là lạ. Chỉ là cái này phiến vực sâu bầu trời, so ngoại giới bầu trời, khói mù còn muốn nồng nặc được nhiều, sát khí tạo thành từng mảnh mây đen, trong tầng mây ùng ùng vang dội, thỉnh thoảng có đen sẫm sấm sét nổi lên bổ xuống, có lúc vậy sẽ rơi xuống màu đen chua mưa. Những thứ này chua mưa vừa rơi xuống đến trên vùng đất, liền tí tách vang dội, bùng nổ vô cùng là mãnh liệt ăn mòn, nếu như không phải là Diệp Thần có bữa ma cổ bảo hộ thể, sợ rằng cả người đều phải sống sờ sờ bị rong thực thành một chồng xương trắng. Diệp Thần ngước mắt bốn xem, đập vào mắt một phiến vẻ buồn rầu ảm đạm, chướng khí tràn ngập cảnh tượng. Chướng khí bên trong, tiếng quỷ khóc liên miên không ngừng, thỉnh thoảng có quỷ dị vặn vẹo ma vật, từ mờ tối chướng khí bên trong bò ra ngoài, nguyên bản chậm chạp động tác, ở thấy Diệp Thần sau đó, ngay tức thì trở nên được nhanh mạnh như điện, gào thét hướng hắn liều chết xung phong. Diệp Thần sớm có chuẩn bị, sử dụng luân hồi thiên kiếm, thần kiếm ngự lôi quyết chém ra, một phiến phiến sấm sét kiếm khí, đem đạp chết mà đến ma vật, toàn bộ chém chết hết. Cẩn thận một chút, ta cảm giác được, nơi này tựa hồ tồn tại loại nào đó cường đại hắc ám yêu tộc, thậm chí so với vậy đuôi thú cũng chút nào không kém. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế trầm giọng nói. Hắc ám yêu tộc, không kém gì đuôi thú. Diệp Thần trong lòng rét một cái, xem ra cái này ám âm vực sâu, so hắn tưởng tượng, còn nguy hiểm hơn được hơn. Huyền Trần Thiên Đế nói, mau sớm cứu ra ta chân thân, sau đó đi lập tức, không muốn ở lâu. Diệp Thần đáp một tiếng, móc ra mờ mịt thương hội cho hắn bản đồ, cẩn thận xem kỹ xem. Ở trong tối âm vực sâu bên trong, tồn tại một cái hắc ám tế đàn, đó là sinh tồn ở nơi này đất hắc ám hồn tộc, cúng tế sân. Huyền Trần Thiên Đế chân thân, liền bị phong ấn ở hắc ám phía trên tế đàn. Ở hắc ám tế đàn vùng lân cận, chính là hắc ám hồn tộc bộ lạc khu dân cư, số người không biết có nhiều ít. Còn như Diệp Thần mong muốn dược liệu, sẽ ở đó hắc ám bộ lạc phía sau mang theo, khoảng cách cũng không xa. Diệp Thần suy nghĩ chốc lát, trong lòng có chủ ý, dự định trước lẻn vào tế đàn, cứu ra Huyền Trần Thiên Đế chân thân sau đó, lại đi hái thuốc rời đi. Hắc ám hồn tộc bộ lạc bên trong kho hàng, có thể sẽ có long xà u lan dược liệu để dành, vậy như vậy, Diệp Thần thậm chí không cần đi hái thuốc, dùng đại hoang trộm thiên thuật trộm một ít dược liệu đi ra, là được đại công cáo thành. Chỉ cần Thái Hải Thiên Đế không tới quấy rầy, Diệp Thần có lòng tin thuận lợi làm được hết thảy. Lập tức, Diệp Thần chính là thu liễm hơi thở, dọc theo bản đồ phương hướng, hướng trong vực sâu lòng hắc ám tế đàn chạy đi. Tiến về phía trước một hồi, Diệp Thần nhưng thấy, phía trước trên đất trống, có một chi đội ngũ, ước chừng hơn 30 người, đang ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Bọn họ đốt đống lửa, xua tan hắc ám chướng khí, đang nướng thịt uống rượu. Đội ngũ bên trong, phân công đặc biệt rõ ràng, nghỉ ngơi, phòng bị, tuần tra, gọn gàng ngăn nắp. Diệp Thần sửng sốt một tí, không nghĩ tới ở trong tối âm vực sâu bên trong, còn có thể thấy có người. Càng để cho hắn kinh ngạc chính là, ở chi đội kia ngũ bên trong, hắn phát hiện một đạo quen thuộc bóng người. Lại là Hàn Diễm, kiếm ma chuyển thế. Hàn đệ, Diệp Thần thấy Hàn Diễm, không khỏi được hô kêu một tiếng. Hắn cùng Hàn Diễm là gọi nhau huynh đệ. Hàn Diễm đang đống lửa trước thịt nướng, nghe được Diệp Thần tiếng hô, sửng sốt một tí, ngẩng đầu lên, thấy Diệp Thần, trong chốc lát không nhận ra được. Bởi vì, Diệp Thần hơi thở che giấu ở, hơn nữa bề ngoài có chút dịch xung. Nhưng, hạ một sát, Hàn Diễm thiên cơ bắt, liền biết Diệp Thần thân phận, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện, hét lớn, đại ca. Hắn bỏ lại trong tay thịt nướng. Hào hứng chạy tới, và Diệp Thần bốn tay nắm nhau, đều là vô cùng vui vẻ. Vậy cây trong đội ngũ mọi người, thấy hai người bộ dáng thân thiết, đều cảm hết sức ngạc nhiên.
Hàn đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở vạn hỏa giới sao? Diệp Thần thầm giật mình, không nghĩ tới sẽ ở ám âm vực sâu, đụng phải Hàn Diễm. Hắn từng giúp Hàn Diễm giải vây, giúp hắn thoát khỏi mộ quang lão tổ dây dưa, cũng kêu đi vạn hỏa giới thu xếp. Hàn Diễm thở dài một cái, nói, à, đại ca, ngươi là không biết, ta đi đến vạn hỏa giới sau đó, cha ta liền phái người đến tìm ta. Ta cũng không muốn về nhà một lần, cha ta lại phải ép ta luyện đao, chính hắn nghịch thiên, lại có thể luyện thành vô tưởng một đao, hôm nay được gọi là đao thiên đế, thật là khó tin, lại có thể tấn thăng đến thiên đế bảng trước ba, lập tức bay lên trời, ta cũng không dám muốn. Nhưng, hắn thổi được ba hoa chích chòe khá hơn nữa, ta liền thì không muốn luyện đao, ta chỉ thích kiếm nói. Ta bị hắn ép được không có biện pháp, rời đi vạn hỏa giới, tự mình một người xuất ngoại lưu lạc, thuận tiện rèn luyện kiếm đạo. Hàn Diễm phụ thân đao thiên đế, là gần đây mới quật khởi, bởi vì tu luyện đao kiếm thần quyết bên trong vô tưởng một đao, thành công lên đỉnh, rung động vạn cổ, toàn bộ không không lúc nào không đều bị rung, tất cả mọi người đều chân chính cảm nhận được, vậy đao kiếm thần quyết bá đạo cùng lợi hại, lại có thể rất miễn cưỡng tạo ra được một cái cao cấp thiên đế. Nhưng mà, coi như gia tộc đao pháp lợi hại hơn nữa, Hàn Diễm liền thì không muốn học, hắn chỉ thích luyện kiếm. Diệp Thần cười một tí, không nghĩ tới đao thiên đế cũng lên đỉnh, Hàn Diễm vẫn là vô tâm luyện đao, hắn không hổ là kiếm ma chuyển thế, mê mệt kiếm đạo, đã đến chấp niệm như ma bước. Dừng một chút, Hàn Diễm lại đem Diệp Thần kéo đến bên đống lửa, hướng Diệp Thần giới thiệu. Đại ca, ta vội tới người giới thiệu, vị này là binh tổ dưới quyền đệ tử, Trần Liệt Trần đại ca, hắn nhưng mà đạo tông cường giả. Bên đống lửa, cả người hình cao ngất nam tử, đứng lên, hướng Diệp Thần chắp tay một cái, tại hạ Trần Liệt, hạnh hội. Hàn Diễm lại giới thiệu, Trần đại ca, vị này là ta cùng ngươi đã nói nhân vật lớn, hi hi, là ta kết bái đại ca Diệp Thần, đời này luân hồi chi chủ. Diệp Thần gặp Hàn Diễm tùy tiện, lại có thể vừa thấy mặt liền bại lộ thân phận mình, nhất thời mặt liền biến sắc. Hàn Diễm nói ra miệng sau đó, cũng biết lỡ lời, ách liền một tiếng, nhất thời lúng túng. Trần Liệt biết Diệp Thần thân phận sau đó, mới vừa vẫn là trầm ổn diễn cảm, lập tức cảm thấy kính nể, khom người nói, nguyên lai là luân hồi chi chủ, lão tổ thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi là giỏi lắm vĩ đại tồn tại, thất kính, thất kính. Dừng một chút, hắn sát ngôn quan sát, gặp Diệp Thần tựa hồ không muốn bại lộ thân phận, liền lập tức sử dụng một tấm phù chiếu, ở trong tay thiêu đốt, nói. Luân hồi chi chủ, ta phù này chiếu, có thể xóa đi thiên cơ, ngươi yên tâm, ngươi thân phận, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Diệp Thần thoáng an tâm, gật gật đầu nói, vậy thì tốt, đa tạ, kêu ta Trần Dạ là được. Ngươi là, đạo tông người. Diệp Thần đánh giá Trần Liệt, gặp hắn và trong đội ngũ những võ giả khác, trên y phục cũng có giấu một cái đạo chữ, đó là đạo tông đặc biệt huy hiệu. Trần Liệt nói, đúng vậy, tại hạ là đạo tông ngoại tông đệ tử, ở binh tổ dưới quyền tu luyện. Hàn Diễm chen lời nói, đại ca, binh tổ chính là đạo tông bát tổ một trong, tinh thông nhất binh pháp bày trận, rất lợi hại. Diệp Thần biết đạo tông bát tổ, mỗi một vị đều là thiên đại nhân vật, liền hướng Trần Liệt chắp tay một cái, nói, nguyên lai là binh tổ dưới quyền cao túc, thất kính, thất kính. Lại hỏi, các ngươi làm sao sẽ tới ám âm vực sâu? Trần Liệt nói, là đưa một cái tế phẩm tới đây. Hắn chỉ đội ngũ hậu phương một chiếc tù xa, vậy tù xa dùng vải đen che lại, cũng không biết bên trong là cái gì. Diệp Thần có thể mơ hồ nghe được, trong xe tù tựa hồ truyền ra cô gái tiếng khóc thút thít. Trần Liệt ánh mắt tỏ ý, thì có chừng hộ vệ, đem trên tù xa vải đen kéo xuống. Diệp Thần liền thấy, trong tù xa, nhốt một cô gái, hình dáng nhỏ yếu thon thả, da thịt trắng nõn được có chút trắng bệch, mặt mũi ngũ quan như tranh vẽ, điềm đạm đáng yêu, thanh thuần động lòng người, lộ ra một vẻ tiều tụy ý, một đầu tóc xanh như suối, hơi có vẻ xốc xếch xõa xuống, rủ đến yêu kiều nắm chặt giữa eo. Nhất ẩn người nhìn chăm chú, chính là thiếu nữ trên đầu, lại dài một song long sừng. Đây là, tế phẩm. Diệp Thần sửng sốt một tí. Trần Liệt nói, đúng vậy, nàng kêu Long Tuyết Yên, là Long Tổ tôn nữ, năm đó Long Tổ không vâng lời phạm thượng, lại mưu toan theo dõi đại chủ tể hình dáng, phạm vào tội chết, hắn tự mình đã bị đại chủ tể tru diệt, gia tộc hậu duệ vậy giữ luật đem giết. Ta phụng binh tổ mệnh lệnh, đuổi giết Long Tổ hậu duệ, cho đến gần đây cái tháng này,
mới rốt cục đuổi giết được Long Tổ gia tộc cái cuối cùng trẻ mồ côi, chính là cái này Long Tuyết Hiên. Minh Tổ nói, cái này Long Tuyết Hiên trốn tội nhiều năm, không chịu đền tội, đơn thuần chu diệt nàng, đã không thể tha tội, cần đem nàng đưa cho Hắc Ám hồn tộc, trước cung cấp hồn tộc người trong, giày xéo trăm ngày sau, lại đưa lên Hắc Ám tế đàn, từ từ hành hạ xử tử, mới khá miễn cưỡng rửa sạch nàng lỗi. Diệp Thần nghe như vậy tàn khốc thảm thiết xử phạt, cũng là ngay tức thì lộ vẻ xúc động, ánh mắt nhìn về Long Tuyết Hiên. Cô gái kia điềm đạm đáng yêu, vậy ngước mắt nhìn về Diệp Thần, trong mắt tràn đầy bi thương thương xót khẩn cầu ý, phảng phất là đang mong đợi Diệp Thần, có thể cứu nàng đi ra ngoài. Diệp Thần khẽ cau mày, hướng Trần Liệt nói, như vậy hành hạ, sẽ hay không quá quá phận. Trần Liệt thở dài nói, đây là binh tổ lão nhân gia ông ta ý, chúng ta những thứ này làm đệ tử, vậy không dám vi phạm, chúng ta đã cùng nơi này Hắc Ám hồn tộc thương lượng xong, ngày hôm nay thì phải người đưa qua. Bọn họ sẽ cầm ra một ít đặc sản dược liệu, thành tựu tiền thù lao đáp ơn. Hàn Diễm nói, đại ca, ta là Trần đại ca mời hộ vệ, đi cùng đi trước, người đâu, người tới ám âm vực sâu làm gì? Diệp Thần nói, ta muốn hái một chút dược liệu. Trần Liệt nhướng mày một cái, nói, nơi này là Hắc Ám hồn tộc lãnh địa, người ngoài ở chỗ này hái thuốc, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều, Luân. Trần Dạ công tử, người dứt khoát vậy đi theo chúng ta đi thôi, người muốn cái gì dược liệu, đến lúc đó ta trực tiếp cùng người hồn tộc, nói một tiếng là được. Trần Liệt là đạo tông đệ tử, cho dù là Hắc Ám hồn tộc, vậy là không dám trêu chọc hắn, hai bên là công bình giao dịch. Trần Liệt cung cấp tế phẩm. Hắc Ám hồn tộc thanh toán dược liệu thành tựu tiền thù lao. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền nói cũng tốt. Lập tức, Diệp Thần cũng ở đây đống lửa trước nghỉ ngơi ăn thịt, uống rượu, dưỡng túc tinh thần. Hàn Diễm cầm chút thịt nướng và rượu, đưa cho trong xe tù bị tống giam thiếu nữ, nói cô gái nhỏ, ngươi ăn chút tốt, chuẩn bị lên đường. Thật ra thì ta xem ngươi là vô tội, nhưng ra ra ngươi lỗi quá lớn, ngươi bị liên lụy, vậy cũng không thể chê. Nghe Hàn Diễm mà nói, cô gái kia Long Tuyết Hiên rốt cục thì không nhịn được, lớn tiếng khóc, người nghe thương tâm. Trần Liệt nghiêng đầu đi, cũng không nỡ thận trọng xem, hắn vậy là không thể làm gì, chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Sau khi ăn uống no đủ, Trần Liệt phất tay một cái, để cho Trừng hộ vệ lần nữa dùng vải đen, che giấu tốt tù xa, nói, lên đường. Đoàn người ào ào, hướng Hắc Ám hồn tộc bộ lạc lãnh địa tiến về trước. Đường xá bên trên. Thỉnh thoảng gặp phải Hắc Ám ma vật tập kích, càng đến gần hồn tộc lãnh địa, nơi toát ra ma vật, thì càng mạnh mẽ. Diệp Thần cũng không cần ra tay, chỉ gặp Trần Liệt chỉ huy người thủ hạ, bài binh bố trận, tuy chỉ có hơn 30 người, nhưng trận pháp gay gắt ngay ngắn, khí cơ nối thành một đường, tiến thối một thể, diệt giết ma vật, nghiêm nghị mà có kết cấu, lại không một người tử trận bị thương. Diệp Thần âm thầm gật đầu, từ Trần Liệt bài binh bố trận thủ đoạn. Liền có thể biết sau lưng vị kia binh tổ, nhất định là vị cường đại tồn tại, hẳn 10 phần tinh thông trận pháp. Hắc Ám hồn tộc bên kia, cũng không có phái ra canh phòng bảo vệ đường, tựa hồ là cố ý khảo nghiệm Trần Liệt đoàn người thực lực. Rốt cuộc, đoàn người đi tới hồn tộc lãnh địa, đó là một cái tương đương nguyên thủy phong cách cổ xưa bộ lạc, gian nhà dùng cỏ tranh xây dựng, trong bộ lạc khắp nơi đều là tất cả loại xương người chế thành dụng cụ. Cuộc sống ở trong bộ lạc người. Ăn mặc nguyên thủy đồ gia thú, trên đầu cắm chim vũ, trên da in các loại quỷ dị hắc ám chú ấn, mỗi người ánh mắt, cũng thấm ra một cổ nguyên thủy dã man cùng tàn bạo. Ở bộ lạc thôn trang vùng lân cận, có một phiến không khoát sân, vậy trên đất trống, đứng sừng sững hồn thiên đế pho tượng. Mà ở hồn thiên đế pho tượng bên cạnh, chính là một cái to lớn tế đàn, dùng xương trắng xây thành, trên tế đàn lập có từng cây một hình trụ. Diệp Thần thấy có mấy cây hình trụ trên. Cũng trói có người, những người đó đầu bù xù mặt dơ bẩn, thoi thóp, máu tươi không ngừng từ bọn họ trên mình chảy ra, tụ vào trong tế đàn. Trong đó có một người, mặc dù đầu bù xù mặt dơ bẩn, không thấy rõ dung mạo, nhưng Diệp Thần một mắt liền bắt được, đó chính là Huyền Trần Thiên Đế chân thân. Huyền Trần Thiên Đế, liền bị trói ở trên tế đàn, thừa nhận không thuộc về mình hành hạ. Mộ chủ, ta chân thân ở phía trên. Luân hồi mộ địa bên trong. Huyền Trần Thiên Đế thanh âm vô cùng kích động nói. Hắn chân thân, bị trói cột phong tỏa ở chỗ này, chịu quá nhiều hành hạ cùng khổ nạn. Năm đó Thái Hải Thiên Đế, không cách nào hoàn toàn giết chết hắn, liền đem hắn đưa đến Hắc Ám hồn tộc bên trong, để cho hắn chịu đủ vô tận khổ sở.
Thật ra thì đi qua nhiều năm như vậy hành hạ, Hắc Ám Hồn tộc đã đem Huyền Trần Thiên Đế căn cơ, hoàn toàn tan rã, có thể trực tiếp giết chết. Nhưng, Hắc Ám Hồn tộc cũng không có động sát thủ, rõ ràng cho thấy cầm Huyền Trần Thiên Đế, làm một cái đẻ trứng gà mái, mỗi ngày hấp thu hắn Thiên Đế khí huyết, dùng để lâu dài cung phụng hồn Thiên Đế. Như vậy hành hạ, so với trực tiếp giết chết, thảm thiết hơn. Hôm nay Huyền Trần Thiên Đế chân thân, có thể nói thì sống không bằng chết. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi chân thân cứu ra. Diệp Thần âm thầm nói, nhưng lúc này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì toàn bộ Hắc Ám người hồn tộc, đều ở chỗ này, hắn nếu là dám vọng động, ắt phải gặp phải quần khởi mà công, không những cứu không ra Huyền Trần Thiên Đế chân thân, mình còn khả năng rơi vào. Cho nên, Diệp Thần dự định tìm cơ hội, lại đi ra tay. Hắc Ám Hồn tộc bộ lạc bên trong, một cái thoạt nhìn là thủ lãnh bộ dáng to lớn nam tử, cả người đeo tất cả loại xương pháp khí, ma hy lóe lên, trong mắt như có tử vong đường vân khắc, hơi thở đặc biệt hung hãn, sải bước đi ra, vui vẻ cười to, hướng Trần Liệt nói. Trần đại nhân, tế phẩm dẫn tới sao? Trần Liệt nói, dẫn tới. Liền kêu hộ vệ xé ra tù sa vải đen. Hàn Diễm thấp giọng hướng Diệp Thần nói, người này tên là Ma La Tinh, tu vi thần đạo cảnh tầng thứ 9, và ta kém không nhiều. Nhưng Hắc Ám Hồn tộc người trong, thực lực đều không thể quang nhìn bề ngoài, bọn họ có thể triệu hoán Hồn Thiên Đế lực lượng, một khi Hồn Thiên Đế hạ xuống, vậy thì thật là nghiền ép hết thảy, không người có thể địch, không thể khinh thường. Diệp Thần âm thầm gật đầu, trong lòng có để. Lấy trước mắt hắn vô lượng cảnh tầng thứ 5 thực lực, có thể chém ngược thần đạo cảnh 4 tầng thứ 5 tồn tại, nếu như vận dụng rất nhiều lá bài tẩy mà nói, không để ý giá phải trả, muốn chém giết thần đạo cảnh mạnh hơn tồn tại, cũng không phải không thể nào. Bất quá, giữ Hàn Diễm mà nói, cái này Ma La Tinh, có thể triệu hoán Hồn Thiên Đế lực lượng, vậy thì không thể khinh thị. Cũng chính là bởi vì Ma La Tinh sau lưng, có Hồn Thiên Đế che chở, cho nên cái này phiến ám âm vực sâu, cho dù cao nhất chiến lực chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ 9, cũng không có người dám trêu. Trần Liệt tu vi cũng kém không nhiều là trình độ này, hơn nữa dựa lưng vào đạo tông, cho nên đối mặt Ma La Tinh, không sợ chút nào. Mà theo tù sa vải đen bị vén lên, Long Tuyết Hiên vậy thanh thuần tinh xảo dung mạo, nhỏ hết sức nhu nhược dáng vẻ, hoàn mỹ hiện ra tại tất cả hồn tộc chàng trai trước mặt. Ma La Tinh thấy Long Tuyết Hiên, à một tiếng thét kinh hãi, cặp mắt nhất thời lộ ra lửa giống vậy nóng rực, trực câu câu nhìn chằm chằm Long Tuyết Hiên thân thể mềm mại. Toàn bộ Hắc Ám Hồn tộc bọn con trai, cũng là xôn xao kêu lên, tham lam nhìn Long Tuyết Hiên thân thể. Đối bọn họ những thứ này hàng năm cuộc sống ở trong bóng tối chủng tộc mà nói, Long Tuyết Hiên như thế mềm mại cô gái, đơn giản là tuyệt hảo món ăn ngon. Này nhân tộc tu luyện cái này, ngược lại là nước non rất, chắc hẳn thân thể vậy là đặc biệt trơn bóng, ha ha ha. Ma La Tinh không nhịn được cười lớn, toàn bộ hồn tộc các nam nhân, cũng là không che giấu chút nào mình dục vọng, liều lĩnh cười to. Long Tuyết Hiên có giúp ở trong tù xa, run lẩy bẩy. Ma La Tinh sải bước tiến lên, lông xù bàn tay thăm dò đi, liền muốn nặn nặn mặt nàng. Trần Liệt giơ tay lên chặn lại, trầm giọng nói, tù trưởng đại nhân, cần gì phải nóng lòng như vậy, người đáp ứng cho ta đạo tông dược liệu. Ma La Tinh cười hắc hắc, nói, xin lỗi, Trần đại nhân, thiếu chút nữa đã quên rồi, mời vào bên trong. Hắn chịu đựng mình dục vọng của nội tâm, liền mời Trần Liệt, Diệp Thần, Hàn Diễm ba người, đi trụ sở của hắn, đó là một gian đá chế tạo cự phòng lớn, và chung quanh đơn sơ nhà lá so sánh, lộ vẻ được phá lệ khí phái. Diệp Thần ba người vào bên trong, còn lại đạo tông đệ tử, thì ở bên ngoài canh gác hộ vệ. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống, Ma La Tinh vỗ tay một cái, kêu lên, tới à, đem đồ vật đều lấy ra. Thì có chừng người làm, mang từng dương dược liệu đi vào, thoáng chốc tới giữa. Cả nhà cũng tràn ngập một cổ mát rượi thuốc hương. Ám âm vực sâu quanh năm sát khí tràn ngập, nhưng cực hạn hắc ám cùng không rõ sát khí bên trong, có thể tạo ra rất nhiều đặc thù dược liệu, là ngoại giới không có. Những dược liệu này, ra đời từ hắc ám cùng không rõ, nhưng ra phù sa mà không nhuộm, dược tính tốt vô cùng. Diệp Thần ở đó một dương dương dược liệu bên trong, thấy được mười mấy bụi cây hoa lan, thiên cơ bắt dưới, biết là mình muốn long xả u lan. Liền hướng Trần Liệt ánh mắt tỏ ý. Trần Liệt gật đầu một cái, nhận lấy những dược liệu kia, đem long xà u lan toàn bộ phân cho Diệp Thần.
Diệp Thần lấy được rồi long xà u lan, trong bụng âm thầm thư giãn một chút, trong đầu nghĩ có những dược liệu này, liền có thể thay ra ra luyện chế đan dược, khu thanh hơn độc. Ma La Tinh ngồi ở một tấm lớn trên ghế đá, vừa uống rượu, một bên cười hắc hắc nói. Trần đại nhân, đồ cũng cho ngươi, cô nàng kia là của ta chứ? Trần Liệt nói, tù trưởng đại nhân cứ việc hưởng dụng, nhà ta lão tổ nói, nhất định phải đem tội kia nữ hung hăng hành hạ giày xéo, không thể tùy tiện để cho nàng chết, muốn để nàng chịu đựng thế gian tàn khốc nhất lăng nhục, mới khá miễn cưỡng cọ rửa nàng lỗi. Ma La Tinh vui vẻ cười to, nói Trần đại nhân cứ việc yên tâm, phải nói hành hạ người, không người so ta hồn tộc càng sở trường, ngươi là không biết, đã từng có một kêu huyền Trần Thiên Đế cường giả, bị trọng thương, mới vừa bị đưa tới ta hồn tộc thời điểm, vậy rất phách lối, sau đó liền bị hành hạ đến không nóng này, bây giờ còn đang trên tế đàn chói, ta mỗi ngày trước khi ngủ, đều phải tát hắn mấy roi, ha ha ha. Phịch, Diệp Thần nghe được Ma La Tinh mà nói, tạm thời không nhịn được, hung hăng vỗ bàn một cái. Ma La Tinh nhướng mày một cái, tựa hồ bắt được cái gì thiên cơ dấu vết, ánh mắt cảnh giác nhìn về Diệp Thần. Trần Liệt hoảng hốt vội nói, Trần Dạ huynh đệ, không được vô lễ. Hướng Ma La Tinh bồi tội nói, tù trưởng đại nhân, xin lỗi, ta tay này hạ không biết quy củ, có nhiều xúc phạm. Ma La Tinh cười hắc hắc cười, nói, không sao, các ngươi người ngoại giới, cảm thấy chúng ta hồn tộc lòng dạ ác độc, quá mức tàn bạo, đó cũng là bình thường, hì hì. Bất quá, các ngươi là đạo tông khách quý, ta hồn tộc là không dám đắc tội. Tối nay nếu như Trần đại nhân nể mặt, xin lưu ngủ một đêm, ta vì các người tiếp đón khách tẩy trần. Trần Liệt nói, vậy liền quấy nhiễu. Bởi vì ở không không lúc nào không bên trong, hắc ám nội tình nồng nặc, cái này ám âm vực sâu, sát khí lại là xâm nghiêm, cho nên ăn uống cần thiết làm tức trật tự, cần duy trì. Trần Liệt liền muốn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về nữa đạo tông phục mệnh. Đêm đó, Diệp Thần, Hàn Diễm, Trần Liệt đoàn người, liền ở trong bộ lạc ở. Long Tuyết Hiên đã bị mang đi, dựa theo hắc ám hồn tộc quy củ. Nàng đem ở tối nay sát khí nồng đậm nhất lúc nửa đêm, bị đưa đến tù trưởng Ma La Tinh trong phòng, cung kỳ hưởng dụng. Đêm đến, bộ lạc an tĩnh lại, chỉ nghe được một hồi nhỏ nhẹ tiếng khóc thút thít. Diệp Thần ở gian nhà bên trong, một mình luyện đan, đem những con rồng kia rắn u lan dược liệu, luyện chế thành từng hạt tròn long xà thiên u hoàn, nghe phía bên ngoài tiếng khóc thút thít, hắn cũng biết đó là Long Tuyết Hiên tiếng khóc. Tiếng khóc này nhưng là để cho Diệp Thần có chút tâm phiền ý loạn. Muốn đi cứu người sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế cười hỏi. Diệp Thần yên lặng, hắn suy tính tương lai, dòm ngó gặp ổn thỏa nhất phương pháp, chính là thừa dịp Ma La Tinh, giày xéo Long Tuyết Hiên, cảnh giác buông lỏng để gặp, hắn lại lẻn vào tế đàn, đem Huyền Trần Thiên Đế chân thân cứu ra. Nhưng làm như vậy, Long Tuyết Hiên là chết chắc, thậm chí so chết còn thảm. Muốn Diệp Thần thấy chết mà không cứu, hắn tâm lý áy náy. Hắn cuối cùng là động lòng trắc ẩn. Muốn cứu đi ngay cứu đi, không muốn làm để cho mình đạo tâm chuyện hối hận tình. Ta tin tưởng ngươi thực lực, có thể san bằng nơi này hết thảy, cứu ra cái đó long nữ, cũng có thể cứu ra ta chân thân. Huyền Trần Thiên Đế nói. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong lòng có quyết định, sải bước bước ra gian nhà. Ngoài nhà, bộ lạc thôn trang trên đường. Không hề thiếu hồn tộc võ giả, đang tuần tra. Diệp Thần trước kia có một cái che giấu thân hình phương pháp, đó chính là giới tử Phật Pháp, có thể đem người hóa thành một viên giới tử, né tránh người dò ngó. Nhưng ở chỗ này, hiển nhiên không thích hợp sử dụng, bởi vì Phật Pháp chập chờn sẽ đưa tới hồn tộc võ giả chú ý, dễ dàng hơn bị phát hiện. Diệp Thần lặng lẽ vận dụng một chút hắc dạ mệnh tinh lực lượng, đem mình thân thể, cùng nửa đêm hòa làm một thể, sát phòng tường đi tới trước. Cũng không có bị những cái kia tuần tra người phát hiện. Rất nhanh, Diệp Thần sẽ đến nhốt Long Tuyết Hiên căn nhà kia. Ra dữ liệu, Diệp Thần thấy bộ lạc thủ lãnh, cái đó tù trưởng Ma La Tinh cũng tới. Hắc ám hồn tộc cái gọi là giờ lành còn chưa tới, hắn rõ ràng cho thấy không kềm chế được dục vọng, dự định trực tiếp tới chiếm hữu Long Tuyết Hiên. Tù trưởng, canh giữ ở cửa phòng hai tên hộ vệ, muốn khuyên, nhưng Ma La Tinh không nhịn được nói, tránh ra. Hai người hộ vệ kia không dám phản đối, liền nghiêng người tránh ra. Ma La Tinh sải bước bước vào gian nhà bên trong. Diệp Thần một cái bước dài, mượn hắc dạ mệnh tinh che giấu,
núp ở Ma La Tinh bóng dáng bên trong, vậy đi theo cùng nhau lẻn vào gian nhà. Hắn Hắc Dạ Mệnh Tinh, có thể cùng Hắc Ám hòa làm một thể, dùng để bí mật đi mai phục, thật là tuyệt được bất quá. Chỉ cần hắn không chủ động bại lộ sát khí, Ma La Tinh căn bản không có phát hiện hắn, càng không biết mình bóng dáng bên trong, lại có thể che giấu một người. Diệp Thần vừa vào nhà, liền thấy Long Tuyết Hiên co giúp ở gian nhà trong góc, đầy mặt đáng thương cùng tiểu tụy. Ma La Tinh hì hì cười to, vậy không việc gì nói nhảm, liền xé ra mình trên người quần áo, sải bước đi qua, nói, nghe nói ngươi là Long Tổ Tôn Nữ, chắc hẳn thân cái siêu long huyết mạch, không biết hưởng dùng, sẽ là cái gì mùi vị, ha ha ha. Siêu long huyết mạch, là không không thời không rất nhiều mạnh mẽ lại nghịch thiên huyết mạch một trong, có này cùng huyết mạch người, thậm chí có cơ hội trở thành siêu phẩm thiên đế, nội tình đặc biệt thâm hậu. Năm đó Long Tổ, chính là bởi vì thân cái siêu long huyết mạch, cho nên bị Đạo Tông xem trọng, bị mời đảm nhiệm nồng cốt cao tầng trưởng lão, trở thành Đạo Tông bát tổ một trong. Ma La Tinh trong đầu nghĩ, Long Tuyết Hiên là Long Tổ Tôn Nữ, khẳng định vậy có siêu long huyết mạch, nếu có thể bị hắn hấp thu, vậy thì thật là ngập trời tạo hóa cơ duyên. Nhìn Ma La Tinh từng bước một đến gần, Long Tuyết Hiên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, vạn niệm câu hôi. Ma La Tinh đưa ra lông xù bàn tay, chụp vào Long Tuyết Hiên trên mình. Hắn ánh mắt tràn đầy vô tận dục vọng, tựa như hắn hôm nay đã chấp chưởng hết thảy. Nhưng mà, ở bàn tay hắn, còn không chạm đến Long Tuyết Hiên thân thể thời điểm, một đạo bén kiếm khí, bỗng nhiên phá không giết ra, suy đích một tiếng, ngay tại trên tay hắn, vạch ra một đạo sâu đậm huyết tuyến, vết thương thấy tới xương đầu, thiếu chút nữa thì đem tay hắn cũng chặt xuống. Ma La Tinh đau nhức bứt rứt, kêu to lên. Hạ một sát, một màn quỷ dị xuất hiện, hắn lại thấy mình bóng dáng, kịch liệt nhăn nhó, rồi sau đó tách ra một bóng người. Đó chính là Diệp Thần. Bất quá, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, Ma La Tinh thậm chí không có thể thấy rõ mặt hắn cho. Diệp Thần vừa xuất hiện, lập tức bay vút đi qua, ôm lấy Long Tuyết Hiên, một chưởng oanh phá phòng tường, phi độn đi. Hắn cũng không có ở lâu, bởi vì hắn biết, Ma La Tinh cuối cùng là thần đạo cảnh tầng thứ 9 cường giả. Nếu như cùng hắn kịp phản ứng, không tránh được một tràng ác chiến. Hắn chỉ muốn cứu người, cũng không có tự nhiên đâm ngang. Ai, là ai? Ma La Tinh tức giận hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới, mình bóng dáng bên trong, lại đột nhiên liều chết xung phong ra một người. Nơi này to lớn thay đổi, kinh động toàn bộ lạc các võ giả, Hắc Ám hồn tộc không có phụ nữ già yếu và trẻ nít giải thích, đang thay đổi động phát sinh sau đó, tất cả võ giả cũng vọt ra. Tay nhấc tất cả loại hình dáng quái dị cốt chế vũ khí, phía trên có hồn tộc đặc biệt chú ấn. Trần Liệt, Hàn Diễm các người, vậy từ trong mộng thức tỉnh, bọn họ vậy dẫn người cầm binh khí đi ra, không biết chuyện gì xảy ra, càng không có nghĩ tới Diệp Thần lớn gan như vậy, lại có thể đi đem Long Tuyết Hiên cứu ra. Diệp Thần ôm trước Long Tuyết Hiên, chui đi ra, cảm giác được chung quanh xôn xao, trong lòng nhất thời trầm xuống. Nếu như hắn Thanh Liên phân thân còn ở đó, có lẽ có thể sử dụng Thanh Liên phân thân, phân tán một phần chia áp lực. Đáng tiếc Thanh Liên phân thân, đã hủy diệt, bây giờ còn chưa đúc lại đi ra, đối mặt chung quanh rất nhiều hồn tộc võ giả, Diệp Thần nhất thời cảm thấy to lớn áp lực. Ở chỗ này, làm thịt hắn. Có hồn tộc võ giả phát hiện Diệp Thần, bạo uống. Nháy mắt tức thì, toàn bộ lạc hồn tộc võ giả, cũng phong tỏa Diệp Thần hơi thở, ngang nhiên vây đi giết. Long Tuyết Hiên bị Diệp Thần ôm vào trong ngực, tâm hoảng ý loạn, không biết như thế nào cho phải. Hắc Dạ Mệnh Tinh, mở. Diệp Thần lâm nguy không loạn, trong lòng sớm có cách đối phó, lập tức mở Hắc Dạ Mệnh Tinh. Vù vù. Một viên đen nhánh tinh thần, tách thả ra mạnh mẽ ma hy, lại có luân hồi kim quang tràn ngập, từ Diệp Thần đỉnh đầu dâng lên, ngất trời treo ở ám âm vực sâu trên bầu trời. Hắc Dạ Mệnh Tinh vừa ra, nguyên bản u ám ám âm vực sâu hoàn toàn bị cực hạn nửa đêm bao phủ lại. Ở cực hạn hắc ám bên trong, thậm chí liền người ngũ quan cảm giác, cũng đổi được chậm chạp. Mới vừa những cái kia hồn tộc võ giả, vốn là phong tỏa Diệp Thần hơi thở, nhưng ngay tức thì liền mất đi mục tiêu. Ở hắc ám bên trong, bọn họ thậm chí không cách nào thấy lẫn nhau, cho dù đốt cây đuốc, thúc giục pháp khí, những cây đuốc kia ánh sáng, pháp khí ánh sáng, cũng toàn bộ bị ngập trời hắc ám áp chế xuống. Bốn phía không có nửa điểm quang lược, chỉ có bầu trời Hắc Dạ Mệnh Tinh, có thể sáng lên. Ở đó Hắc Dạ Mệnh Tinh sau lưng,
mơ hồ có một đạo bản đồ hành tinh, đó là luân hồi thất tinh bản đồ hành tinh. Vừa nhìn thấy hắc dạ mệnh tinh, còn có như bánh xe hồi thất tinh bản đồ hành tinh, toàn bộ hắc ám hồn tộc, đều là đại chấn. Ma La Tinh hét lớn, luân hồi chi chủ, là ngươi. Ngươi ở nơi nào, cho ta cút ra đây. Hắn ở hắc ám bên trong, hoàn toàn không cách nào bắt được Diệp Thần hơi thở, nội tâm tràn đầy tức giận và kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc đầu trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, không ngờ tiến vào cái này phiến ám âm vực sâu. Hàn Diễm và Trần Liệt, đều là kinh hãi, đến lúc này, mới biết là Diệp Thần ra tay. Đại ca, người đây chính là điên rồi, đắc tội hắc ám hồn tộc, đó cũng không tốt thoát thân à. Hàn Diễm thấp giọng lẩm bẩm, là Diệp Thần cảm thấy lo lắng, theo bản năng lại rút ra bội kiếm. Nếu Diệp Thần cũng ra tay, hắn cái này làm anh em, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Bất quá ở hắc ám bên trong, hắn vậy không thấy được Diệp Thần chỗ. Diệp Thần còn ôm trước Long Tuyết Hiên, nơi này là một thuộc về hắn hắc ám, hắn tự nhiên không chịu bất kỳ ảnh hưởng, có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy, vậy có thể cảm nhận được, trong ngực thiếu nữ mãnh liệt tim đập, ôn nhu nhiệt độ cơ thể. Này, ngươi không sao chứ? Diệp Thần hỏi một câu. Long Tuyết Hiên ở trong mộng mới tỉnh, mừng đến chảy nước mắt, nói ta. Ta không có sao. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi cứu ta, ta. Gia gia ta từng nói qua, luân hồi chi chủ trọng tình trọng nghĩa, đáng giá phó thác, quả nhiên. Quả nhiên. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm giống như mớ, trong lòng cũng là như mộng như ảo, không dám tin tưởng mình thật thoát khốn. Diệp Thần nư một tiếng, nói ta trước mang ngươi rời đi, ngươi nhưng có tu vi trong người. Hắn gặp Long Tuyết Hiên hơi thở, trầm trầm phù phù, phập phồng không chừng, vô cùng kỳ quái, thật giống như rất mạnh mẽ, nhưng lại thật giống như rất nhỏ yếu, khó mà phán đoán. Loại người này, ở không không lúc nào không, sợ rằng rất khó sinh tồn. Long Tuyết Hiên nói, hẳn, có đi, ta có siêu long huyết mạch, nhưng, rất không ổn định, bởi vì ta từ lúc nhỏ bắt đầu, liền một mực đang chạy trối chết, một mực đang tránh né đạo tông đuổi giết, căn bản không thời gian tu luyện. Diệp Thần rõ ràng tới đây, nói, thì ra là như vậy. Hắn lập tức mang Long Tuyết Hiên, nhanh chóng rời đi bộ lạc thôn trang, đi ra bên ngoài. Người dọc theo cái phương hướng này, đi thẳng, cùng sau khi đi ra ngoài, người đi mây xanh thương hội, báo ta tên chữ, cầu bọn họ thu nhận ngươi, ta kêu Diệp Thần. Diệp Thần kéo Long Tuyết Hiên tay, bơm vào một món luân hồi khí đi qua, để cho nàng có thể ở hắc dạ mệnh tinh bao phủ hạ thấy vật, sau đó cho nàng chỉ một phương hướng, đó là ám âm vực sâu lối ra. Diệp Thần không thể cầm nàng một mực giữ ở bên người, bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, Thái Hải Thiên Đế chắc mau hạ xuống, hắn phải tốc chiến tốc thắng, cứu ra Huyền Trần Thiên Đế chân thân. Còn như Long Tuyết Hiên sau khi rời khỏi đây, hắn dự định đem nàng thu xếp đến mây xanh thương hội, đó là Lôi Thần Thiên Tôn ân làm thật dưới quyền thương hội, và Diệp Thần có quan hệ, nhưng không tính là quá mật thiết, vừa vặn có thể giúp được Long Tuyết Hiên, lại sẽ không dính quá nhiều nhân quả. Long Tuyết Hiên có chút do dự, rõ ràng không muốn rời đi Diệp Thần, thanh âm hèn nhát nói, muốn ta đi một mình sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, ta ở lại chỗ này còn có việc, ta hắc dạ mệnh tinh, chống đỡ không được bao lâu, người phải lập tức rời đi, nếu không thì không ra được. Hắn có thể cảm giác được, tự thân linh khí, đang cấp tốc tiêu hao, duy trì hắc dạ mệnh tinh, cũng không phải là chuyện đơn giản. Long Tuyết Hiên nói, vậy, ta đi, cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ, ta thật không biết muốn báo đáp thế nào ngươi. Diệp Thần cười nói, không có sao, ta cứu ngươi, không phải là muốn báo đáp gì, chỉ là tạm thời động lòng trắc ẩn thôi, ngươi đi nhanh đi. Long Tuyết Hiên răng khẽ cắn môi đỏ mọng, nói, không được, ngươi cứu ta, ta nhất định phải báo đáp, ta nơi này có một kiện pháp bảo, là gia gia ta lưu lại duy nhất di vật. Ta liền đưa cho ngươi đi, luân hồi chi chủ. Nói xong, Long Tuyết Hiên vung tay lên, sử dụng một kiện pháp bảo, lớn chừng bàn tay, mặt ngoài như một tòa ao nước, nước chảy rào rào lưu động, tiên khí hòa hợp, thần quang tràn ngập, thủy ải bốc hơi lên, sương mù vần quanh, trùng trùng sương mù bên trong, mơ hồ nhấp nhô ngàn vạn thần linh vĩ đại khí tượng. Đây là... Diệp Thần một hồi kinh ngạc, có thể cảm giác được nước này ao mặt ngoài pháp bảo, linh khí đặc biệt nồng nặc. Thậm chí sắp đột phá hắn hắc dạ mệnh tinh bao phủ, đem ánh sáng truyền tới ngoại giới đi.
Long Tuyết Hiên nói, đây là tạo thần tiên ao, thập đại hồ tiên một trong, có thể sáng tạo thần linh. Diệp Thần nói, tạo thần tiên ao, ta thật giống như nghe nói qua. Long Tuyết Hiên nói, ừ, luân hồi chi chủ, trên mình ngươi, có Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng. Thật ra thì Nguyệt Thần Thiên Đế, chính là từ tạo thần tiên trong ao quật khởi. Nàng tay cầm tạo thần tiên ao, nhân quả xuyên qua dưới, có thể bắt được Diệp Thần trên mình, Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng đầu mối. Diệp Thần vậy bắt được thiên cơ, từ vậy tạo thần tiên ao bên trong, dòm ngó thấy cổ xưa hình ảnh. Năm đó Nguyệt Thần Thiên Đế, là cấm thần phi thăng, đột phá tu vi đặc biệt khó khăn, đến cuối cùng từ đầu đến cuối không thể bước vào thiên đế chủ thần cảnh giới. Nàng liền mượn dùng tạo thần tiên ao, trước binh rõ ràng, để cho tự thân hài cốt, chết đến tạo thần tiên ao bên trong, rồi sau đó lại nghịch thiên quật khởi, từ hồ tiên bên trong giết ra, rốt cuộc đột phá hạn chế, thành làm thiên đế chủ thần. Cái này tạo thần tiên ao, có thể tạo thần, thăng thần, có dũng khí loại diệu dụng. Nhưng Diệp Thần cẩn thận cảm ứng dưới, phát hiện cái này tạo thần tiên ao, linh khí tựa hồ có sứt mẻ, liền nói cái này tạo thần tiên ao là sứt mẻ. Long Tuyết Hiên nói, đúng vậy, ta trong tay tạo thần tiên ao, năng lượng chỉ có một nửa, còn có nửa tòa hồ tiên, năm đó bị đại chủ tể đánh rớt. Gia gia ta năm đó, muốn theo dõi đại chủ tể bộ mặt thật, lại lợi dụng tạo thần tiên ao, bắt trước một cái đại chủ tể đi ra. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi, nói, đợi một chút, người nói gì sao, bắt trước. Đại chủ tể. Long Tuyết Hiên nói, đúng vậy, đây là gia gia ta ảo tưởng, hắn muốn tạo thần. Tái tạo một cái đại chủ tể đi ra, ý tưởng này có thể quá điên cuồng, bị đại chủ tể phát hiện, hắn lập tức liền bị giết chết, tạo thần tiên ao cũng bị đánh rớt, truyền tới ta trong tay, chỉ còn lại một nửa, ngoài ra nửa tòa không biết tung tích. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, nói, há chỉ là điên cuồng, đơn giản là. Hắn không biết nói thế nào, hoàn toàn không nghĩ tới năm đó Long Tổ, dã tâm lại có thể như thế khủng bố, lại muốn tái tạo một cái đại chủ tể đi ra. Cái này thật có thể thực hiện sao? Chỉ có thể nói, không không lúc nào không, đích xác là một cái điên cuồng thế giới, tràn đầy tất cả loại không câu thúc, hết sức kinh người ảo tưởng, rất nhiều cường giả, đủ loại dã tâm, có thể nói là đột phá chân trời. Long Tuyết Hiên nói, cái này tạo thần tiên ao, gia gia ta từng dùng nguyên sơ thế giới quy luật mảnh vỡ rèn luyện qua, năng lượng so với vậy hồ tiên lợi hại rất nhiều, ta đều không thể nắm trong tay, luân hồi chi chủ, ta liền đưa cho ngươi. Ngươi thật tốt cầm. Nàng liền đem tạo thần tiên ao, giao đến Diệp Thần trong tay. Nguyên sơ thế giới. Diệp Thần trong lòng mơ hồ động một cái. Long Tuyết Hiên nói, đúng vậy, ngươi nghe qua sáng thế thanh liên sao? Nguyên sơ thế giới, chính là sáng thế thanh liên tạo ra hỗn độn, chế tạo ra thế giới, ở không không lúc nào không còn không sinh ra thời điểm, nguyên sơ thế giới cũng đã tồn tại, đó là chư thiên cái thế giới thứ nhất, nhưng đã sớm điêu tệ hủy diệt thành phế tích. Gia gia ta từng cơ duyên xảo hợp, đã từng nguyên sơ thế giới quy luật mảnh vỡ, lớn mạnh tạo thần tiên ao, cho nên hắn có chút bành trướng, còn muốn bắt trước đại chủ tể, à, thật là. Diệp Thần gật đầu một cái, sáng thế thanh liên hắn dĩ nhiên nghe nói qua, đệ nhất cỏ thần tím lan, liền đã từng học hỏi sáng thế thanh liên, sáng tạo ra thanh liên đúc thánh pháp, cũng là hắn thanh liên phân thân nguồn. Vậy, ta đi trước, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi cứu ta. Chúng ta, sau này còn sẽ gặp mặt lại sao? Ta chỉ là hỏi một chút, bởi vì cho tới bây giờ không có ai đối với ta tốt như vậy qua. Long Tuyết Hiên kinh ngạc nhìn Diệp Thần, con mắt mang một chút mê ly. Sẽ, trên đường chú ý. Diệp Thần sờ một cái đầu nàng, cười một cái. Long Tuyết Hiên khôn khéo một chút gật đầu, lập tức xoay người rời đi, nhanh chóng đi ám âm vực sâu lối ra bay vút đi. Diệp Thần lấy được tạo thần tiên ao, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức luyện hóa, một cổ hòa hợp hơi nước vờn quanh ở trên người hắn, hắn giống như lấy được vô tận chúc phúc, tu vi vậy từ vô lượng cảnh tầng thứ 5 sơ cấp, đột phá đến trung cấp bước. Rồi sau đó, Diệp Thần tích xuất một giọt luân hồi máu tươi, hòa lẫn ảo tưởng quy luật, nhỏ xuống đến tạo thần tiên ao bên trong. Này tức, ra đời khắc. Thanh liên phân thân, đi ra đi. Diệp Thần nhẹ giọng ngâm sướng. Đồng thời vận chuyển thanh liên đúc thánh pháp, chỉ gặp từ tạo thần tiên ao bên trong, chậm rãi sản sinh ra một bóng người. Người kia, mặt ngoài cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, chỉ là nhắm mắt lại, giống như một cái con rối, cũng không có tư tưởng linh thức tồn tại, thanh quang nhô lên,
linh khí lững lờ, chính là thanh liên phân thân. Rất tốt, ta thanh liên phân thân, rốt cuộc đúc lại đi ra. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, cái này tạo thần tiên ao đích xác là diệu dụng vô cùng, còn có thể giúp hắn đúc thanh liên phân thân. Cái này cái thanh liên phân thân, linh khí nội tình tương đương dư thừa, phỏng đoán mới có thể có Diệp Thần bản thể 70% lực lượng, vô cùng lợi hại. Mà làm giá, Diệp Thần tiêu hao không thiếu luân hồi máu tươi, thân thể có chút yếu ớt. Vậy tạo thần tiên ao, linh quang vậy nhanh chóng ảm đạm xuống, năng lượng bị thật to tiêu hao. Này cùng thiên địa thần khí, năng lượng linh khí tiêu hao sau đó, có thể tự động khôi phục, bất quá cần thời gian. Hiện tại Diệp Thần hao hết tạo thần tiên ao năng lượng, muốn khôi phục nói, phỏng đoán cũng cần chờ đợi một đoạn thời gian. Nhưng có thể đúc lại ra thanh liên phân thân, Diệp Thần đã là hết sức hài lòng, sau này chiến đấu chu toàn, hắn có nhiều hơn thủ đoạn có thể vận dụng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần thu hồi thanh liên phân thân, lặng lẽ chạy tới bộ lạc bên cạnh hắc ám tế đàn. Lúc này bầu trời bên trong, hắc dạ mệnh tinh như cũ chiếu sáng, bốn phía bị vô cùng đêm hắc ám bao phủ, hắc ám người hồn tộc cửa, đều là không thể thấy vật, hơn nữa giác quan cũng thay đổi được vô cùng chậm chạp. Nhưng, làm Diệp Thần chạy tới hắc ám tế đàn thời điểm, vẫn là thấy được từng cái hồn tộc cường giả, đang nghiêm mật trấn thủ. Những cái kia hồn tộc cường giả, tâm tư cũng là vô cùng là bén nhạy, biết Diệp Thần có thể muốn thừa dịp hắc ám, đục nước béo cỏ, cho nên trước thời hạn làm xong phòng ngự. Đồng thời, có mấy cái hồn tộc cường giả, đã đi tới tế đàn hình trụ trên, sách đao gác ở bị tra tấn người trên cổ, chỉ cần có cái gì thay đổi, bọn họ lập tức thì phải giơ tay chém xuống, đem bị tra tấn người giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Diệp Thần tim nhất thời căng thẳng, Huyền Trần Thiên Đế chân thân, cũng bị xích sắt cột vào một cây hình trụ trên, một khi hơi có bất ngờ, vậy phải bị giết. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, muốn nghiền giết tại chỗ hồn tộc cường giả, không hề mệt khó khăn, nhưng chỉ sợ bứt dây động rừng, làm liên lụy Huyền Trần Thiên Đế. Kinh cức phương tỏa, bụi gai quấn quanh, đi. Diệp Thần trầm tĩnh tâm thần, lặng lẽ điều động kinh cức phương tỏa lực lượng, từng cái bụi gai như rắn độc vậy. Từ Diệp Thần dưới chân dọc theo đi, dần dần xích lại gần phía trước rất nhiều hồn tộc cường giả bên người. Ở hắc dạ mệnh tinh che giấu, những cái kia hồn tộc cường giả, cũng không có phát hiện chung quanh thay đổi. Giết! Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, bàn tay nắm chặt, từng cái bụi gai ngay tức thì nổ lên, quấn quanh trên rất nhiều hồn tộc cường giả thân thể, rồi sau đó đồng thời phát lực thu chặt, như con chăn vặn cổ con mồi. Từng trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trong đêm đen vang lên, trên tế đàn tất cả hồn tộc cường giả, ở cùng trong chốc lát, toàn bộ bị bụi gai vặn cổ. Diệp Thần âm thầm lau mồ hôi một cái, đồng thời giết chết tất cả người, đây đối với hắn thần thông khống chế khảo nghiệm, cao vô cùng, thật may hắn là làm được. Bất quá, ngay tại Diệp Thần muốn đi giải cứu Huyền Trần Thiên Đế chân thân thời điểm, nơi này to lớn thay đổi, cũng là kinh động bộ lạc thủ lãnh Ma La Tinh. Thằng nhóc, phát hiện ngươi. Ma La Tinh mượn mới vừa giết hại chập chờn, lập tức ở hắc ám bên trong, phong tỏa Diệp Thần hơi thở. Hắn vô cùng giận dữ, đã cảm nhận được liền Diệp Thần ý niệm, liền là muốn cứu Huyền Trần Thiên Đế chân thân. Thằng nhóc ngươi, lá gan không nhỏ à, chính là vô lượng cảnh tầng thứ 5, liền dám ở địa bàn ta ngang ngược. Ma La Tinh thân thể bạo cướp tới, ngang trời một quyền, hung hăng hướng Diệp Thần đánh giết đi. Một quyền này lại là mang theo cuồng bạo yêu khí chập chờn. Vậy yêu khí chập chờn lại để cho Diệp Thần có chút cảm giác quen thuộc. Cùng huyền yêu yêu khí, đặc biệt tương tự. Đây là chuyện gì xảy ra, huyền yêu hơi thở. Diệp Thần thất kinh, muốn không rõ ràng sau lưng khớp xương. Ma La Tinh vậy động trời yêu khí một quyền, đã đánh giết tới. Diệp Thần mới vừa vặn cổ rất nhiều hồn tộc cường giả, hơi thở còn không hòa hoãn lại, đối mặt Ma La Tinh một quyền. Nhất thời rơi vào hiểm cảnh. Mộ chủ, dùng ta lực lượng. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyền Trần Thiên Đế thấy tình thế không ổn, quát lên một tiếng lớn, lập tức đem tự thân thần hồn năng lượng, điên cuồng bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Oanh! Ngay tức thì, Diệp Thần linh khí tăng vọt, cho dù đối mặt thần đạo cảnh tầng thứ 9 Ma La Tinh, cũng có sức đánh một trận. Thiên Thương Quyền! Nguy cấp bên trong, Diệp Thần phản ứng cũng là thần tốc, phục hồi tinh thần lại. Cũng là một quyền đánh giết ra, như chết hiểu diệt thiên địa, thô bạo phi phàm. Phịch! Hai quả đấm va chạm, Diệp Thần thân thể sừng sững không nhúc nhích, mà Ma La Tinh thân thể,
thì bị đẩy lui mười mấy bước, hình dáng chật vật không chịu nổi. Ồ, là Huyền Trần Thiên Đế hơi thở. Thằng nhóc ngươi, nguyên lai là Huyền Trần Thiên Đế truyền nhân. Ma La Tinh sắc mặt trầm xuống, từ Diệp Thần một quyền này bên trong, cảm nhận được Huyền Trần Thiên Đế ngày xưa khí tức cường đại, nhất thời vô cùng kiêng kỵ. Ngươi muốn cứu ra Huyền Trần Thiên Đế chân thân, hi hi, sợ rằng không thể như ngươi mong muốn.